xuống, chỉ có điều chỗ ngồi của thanh nguyên tử lại đối diện với lão giả tên hư linh. Kim Diễm Hậu cũng không nói nhiều, vỗ nhẹ hai tay, lập tức có bốn thị nữ mỹ mạo, thân mặc lụa mỏng kim sắc, tay bưng một số linh quả quý hiếm, đặt lên trên những cái bàn ở trước mặt bốn người. Bích linh tử đâu, Kim Diễm, người tính lừa gạt lão phu bằng những thứ linh quả này ư. Lão giả liếc mắt qua những linh quả trên bàn, rồi lên tiếng. Kim Diễm Hậu cố nén tức giận trong lòng, nói, hư linh huynh đừng vội, bích linh tử được đặt trong huyền băng vạn năm mới có thể càng thêm nồng đậm tiểu đệ đã cho người đến đó lấy về rồi như vậy thì còn được lão giả gật đầu đem một quả đào trong số các linh quả để trước mặt cắn vài miếng rồi nuốt gọn ngay cả hột cũng không có ý định phun ra hàn lập gặp cảnh này nhất thời im lặng nhưng đúng lúc này ánh mắt lão không biết sao lại nhìn sang hàn lập thoáng soi xét vài lần đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng ngạc nhiên tiểu tử kia nhìn cốt linh của ngươi thì mới hai nghìn tuổi mà đã tiến giai đến hợp thể trung kỳ, tư chất rất tốt, người chính là hậu bối trong nhân tộc của thanh nguyên tử sao? Lão giả hứng thú hỏi, Hàn Lập nghe trong câu nói của đối phương lộ sự tán thưởng nhưng trong lòng chẳng những không vui mừng mà còn xuất hiện cảm giác lo sợ, vội vàng cung kính thi lễ, vãn bối bái kiến tiền bối, vẫn bối đích thực là nhân tộc. Ngay cả đại thừa kỳ thanh nguyên tử còn cảm thấy đau đầu vì lão này, hắn đương nhiên là kính nhi viễn chi. Huống hồ, đối phương chỉ bằng một cái liếc mắt đã nhận ra tuổi thật của hắn, Nghe thấy mà giận người. Hy vọng đối phương chỉ là tiện mồm hỏi vậy thôi, bất quá sự thật lại không phải như vậy. Lão giả vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, hai mắt sáng ngời làm ra vẻ kỳ lạ, hỏi: "Rất tốt, rất tốt, tư chất của ngươi ở linh giới cũng cực kỳ hiếm thấy." "Thanh Nguyên tử, theo ta được biết, nhân tộc của ngươi ở linh giới chỉ là một tiểu tộc, thế nhưng không chỉ có tồn tại đại thừa kỳ là ngươi, còn có một tên hậu bối tư chất cực tốt, thực lực cũng không phải là yếu a." À. "Chẳng lẽ nhân tộc lại có ý định che giấu thực lực?" Hư Linh Huynh nói đùa, nhân tộc chúng ta chính xác chỉ là một tộc nhỏ ở mà thôi. Tại hạ tuy rằng xuất thân nhân tộc nhưng may mắn gặp được cơ duyên mới có thể tu luyện đến cảnh giới này. Nhưng cũng chính vì vậy mà tại hạ đã không còn là nhân tộc vần túy. Về phần hàn tiểu hữu tiến cảnh kinh người cũng không phải việc kỳ quái. Mỗi tộc đều có thể xuất hiện những kỳ tài ngút trời. Chẳng qua là vừa may gặp được hư linh huynh thôi, làm sao có thể so sánh với quý tộc. Thần sắc thanh nguyên tử vừa động, vội vàng cười một tiếng nói lão giả hừ lạnh một tiếng liếc thanh nguyên tử một cái rồi hướng sang hàn lập tựa tiếu phi tiếu nói thật ư phù du tộc chúng ta cũng có thể coi là không nhỏ nhưng niên kỷ chỉ từng ấy đã tiến giai hợp thể trung kỳ lão phu còn chưa có thấy thế nào hàn tiểu hữu có hứng thú gia nhập phù du tộc chúng ta hay không chỉ cần nguyện ý ở lại làm khách khanh trưởng lão về sau ngươi tu luyện cần đến tài liệu hay linh dược bản tộc có thể cấp toàn bộ cho ngươi thanh nguyên tử nghe thấy vậy sắc mặt đại biến môi động đẩy tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng lại thôi mà hàn lập lại thấy bất ngờ nhưng tâm niệm vừa chuyển lại không chút do dự từ chối đa tạ ý tốt của tiền bối nhưng bản tộc tới đây sẽ gặp một kiếp nạn vãn bối dù pháp lực nông cạn cũng muốn về trong tộc cùng gánh kiếp nạn không thể gia nhập quý tộc của tiền bối đại kiếp nạn hừ cái gì là đại kiếp nạn người cố ý tìm cớ chối từ lão phu lão giả vừa nghe lời này sắc mặt trầm xuống nụ cười trên khuôn mặt biến mất thay bằng một bộ mặt lạnh lùng, nói. Đồng thời oanh một tiếng, một cố áp lực vô hình từ trên người lão già phát tán ra, hùng hổ xông đến Hàn Lập. Vãn bối không có ý này, Hàn Lập cũng biết tâm tính đối phương quái dị, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, người này không chút kiêng kỵ gì ra tay với mình, trong lòng thầm kêu khổ, vội vàng đáp lại một câu, linh quang hộ thể lập tức tản mát ra. Oanh một tiếng nữa, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đè nặng lên vai mình, thân hình hơi trùn xuống, hộ thể kim quang lại hiện lên tựa hộ còn lớn hơn bình thường. Đồng thời trong cơ thể truyền ra những tiếng bạo vang, khớp xương toàn thân lâm vào tình trạng chống cự với ngoại lực. Đây cũng là do thân thể hàn lập vượt xa người thường. Nếu thay vào một tồn tại bình thường, dưới sự chấn áp mạnh mẽ bằng khí thế của lão giả, cho dù không mất mạng tại chỗ thì cũng thổ huyết hao tổn nguyên khí. Hừ, có chút bản lĩnh, lão giả thấy cảnh này trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc, sự tàn khốc trên mặt biến mắt mà thay vào đó là sự hứng thú, nhưng thân hình đang ngồi bỗng nhiên cao lên một cái đầu, cự lực vô hình tác động lên Hàn Lập lại bành trướng. Phanh một tiếng, Hàn Lập đầu vai run lên, sắc mặt có chút trắng bệch nhưng vẫn ngồi tại chỗ, tuy nhiên chiếc ghế dưới chân lại hóa thành bột phấn, hư không tiêu thất. Hư Linh huynh hạ thủ lưu tình, Thanh Nguyên tử nhướng mày, rốt cục mở miệng, tay áo hướng sang phía Hàn Lập phất một cái, một vầng kim hà tuôn ra, hai cố cự lực va chạm với nhau trước người Hàn Lập, trầm muộn một tiếng, lại cùng nhau biến mất. Hàn Lập chỉ cảm thấy cự lực ở đầu vai tản ra, nhất thời thân thể trở lên nhẹ nhõm trong lòng thả lỏng nhưng thực sự hoảng sợ đối với thực lực của hư linh lão giả. Chẳng trách thanh nguyên tử và kim diễm hậu lại kính sợ lão như vậy, thì ra thần thông của lão còn trên cả hai người. Thanh nguyên tử, người muốn luận bàn với lão phu, tốt, lần trước động thủ với người đã là sự kiện hơn mấy ngàn năm rồi, nghe nói người gần đây dụng tâm nghiên cứu một loại thần thông phi thường huyền diệu, lão phu vừa lúc có thể thỉnh giáo lão giả thấy thanh nguyên tử ra tay không tức giận mà hai tay xoa vào nhau như nóng lòng muốn khiêu chiến ngược lại lão như đem hàn lập ném đến một bên không thèm liếc mắt một cái điều này làm cho hàn lập trợn mắt có chút hồ đồ không biết là đối phương hiếu chiến như điên hay là cố ý giả ngây giả dại thanh nguyên tử thấy bộ dáng của lão như thế mắt chấp động vài cái miễn cưỡng xua tay nói hư linh đạo hữu nói đùa chút bổn sự của khương mỗ làm sao dám sánh với đạo hữu dù sao hàn tiểu hữu cũng là tộc nhân của tại hạ mong đạo hữu hạ thủ lưu tình không muốn tỉ thí a à, quả thật có chút đáng tiếc thôi quên đi nể mặt người ta cũng không làm khó tiểu gia hỏa này lão phu có chính sự cần bàn lão giả lộ ra một tia thất vọng huệ oải trả lời tinh thần tựa như chán nản không ít tiểu đệ cũng có chút kỳ quái nghe nói hư linh huynh đã tới cửa quan cuối cũng rồi từ ngàn năm trước đã bế quan chuẩn bị độ kiếp phi thăng sao tự nhiên lại đến Minh Hà Chi Địa tìm mấy người chúng ta vậy, chẳng lẽ có chuyện tình trọng yếu? Kim Diễm Hậu kỳ quái hỏi, đương nhiên là có chuyện trong yếu, nếu không thì Lão Phu cho dù ăn no rừng mỡ cũng không phá giới chạy đến nơi này của các ngươi. Không nói những lời vô nghĩa, các ngươi mang Minh Hà Chi nhũ giao hết ra đây đi. Lão Phu dùng ngũ nguyên đan, trứng của vạn khôn trùng, đổi lấy Minh nhũ hiện có trong tay các ngươi. Lão giả không chút suy nghĩ nói, cái gì, đạo hữu muốn Minh Hà Chi nhũ, hư linh huynh muốn lấy minh hà chi nhũ làm gì kim diễm hậu cùng thanh nguyên tử nghe xong thất thanh lên tiếng hàn lập tự nhiên cũng kinh hãi lão phu chỉ là đổi lấy linh nhũ hai người các ngươi ngạc nhiên như vậy sao chả nhẽ ngũ nguyên đan trứng của vạn khôn trùng không đáng giá để đổi sao sắc mặt lão giả trầm xuống khẩu khí lộ vẻ bất thiện đương nhiên là không chỉ là tất cả linh nhũ trong tay tại hạ đã mang đi giao dịch cùng khương đạo hữu rồi thần sắc kim diễm hậu có vẻ cổ quái nhếch miệng nói chương 1863, thực tiên đan. Thanh nguyên tử, thật có chuyện này sao? Lão giả mở trừng mắt, có chút ngoài ý muốn hướng sang thanh nguyên tử hỏi. Không sai, Minh Hà chi nhũ của Kim Diễm Đạo Hữu là do tại hạ dùng vật phẩm khác đổi đi rồi. Hư Linh Huynh, Linh nhũ này tựa hồ không có tác dụng đối với ngươi. Huống hồ không phải quý tộc có một lượng lớn sao? Người khác có lẽ không thể sử dụng chúng nhưng với thân phận ngươi hẳn là chuyện dễ dàng. Thanh Nguyên Tử cũng kinh ngạc hỏi, đầu tiên, lão phu tìm linh nhũ này không phải để cho bản thân dùng mà là có mục đích khác. Tiếp theo, số lượng linh nhũ tổn trữ ở phù du tộc chúng ta đã tiêu hao khá nhiều, cũng không còn nhiều như các ngươi tưởng. Còn một chút đã bị ta lấy ra dùng hết rồi, nếu không cũng đừng mong ta đến nơi này tìm các ngươi. Ta đã từ trong tay mấy người khác đổi lấy một ít nhưng vẫn còn chưa đủ sử dụng. Cho nên thanh nguyên tử, lão phu mặc kệ ngươi đổi lấy linh nhũ có ích lợi gì, nhưng ta nguyện dùng gấp giá trị gấp 2 đến đổi lấy chúng lão giả có vài phần nghiêm nghị nói. Vừa nghe lời của đối phương thì sắc mặt thanh nguyên tử hơi đổi, nhất thời không khỏi trầm ngâm. Hàn lập ở một bên thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng chợt động vài cái. Mà kim diễm hậu thì khoanh tay, mỉm cười nhìn hai người thanh nguyên tử cùng lão giả, một bộ sự tình không liên quan đến hắn. Hư linh huynh, người ra giá cao như thế lẽ ra khương mẫu không thể cự tuyệt. Chỉ là hiện tại linh nhũ này tại hạ đã tặng cho hàn tiểu hữu Khương mẫu cho dù muốn đáp ứng cũng không thể được, cuối cùng thanh nguyên tử lắc lắc đầu, tặng người. Tiểu tử này sao, lão giả nhướng mày, lộ ra vài phần mất hứng. Không sai, trước kia tại hạ thiếu hàn tiểu hữu một món đại nhân tình, linh nhũ này chính là Khương Ngỗ Dùng Tạ Ân. Đạo hữu nếu muốn cưỡng bức, chỉ sợ tại hạ không thể bỏ mặc thanh nguyên tử thở dài một hơi. Ô, xem ra người thiếu tiểu tử này nhân tình thật không nhỏ, ngay cả lời như vậy cũng nói ra thật đúng là hiếm thấy a. À. Bất quá tính tình lão phu có chút không tốt nhưng còn chưa đến nỗi làm ra chuyện cường ép với tiểu bối nhưng nếu là hắn nguyện ý cho ta thì ngươi sẽ không ngăn trở chứ trong mắt lão giả chợt lóe hoàng quang ngáp một cái nói chỉ cần là hàn tiểu hữu tự nguyện khương mỗ đương nhiên không xen vào việc của người khác thanh nguyên tử quả quyết mở miệng vậy là tốt rồi lão giả vừa lòng gật đầu chuyển đầu sang một lần nữa đánh giá hàn lập trên dưới vài lần lại lộ ra vẻ cười hì hì tiền bối linh nhũ này hàn lập thấy bộ dáng đối phương như thế trong lòng bồn chồn vội ôm quyền muốn giải thích vài câu không cần phải nói cái gì lão phu tuy bá đạo nhưng không lấy lớn khi nhỏ cho dù cần linh nhũ trong tay ngươi thì cũng làm cho ngươi hai tay dâng lên lão giả như định liệu trước khẽ phất tay cắt ngang lời nói tiếp theo chỉ thấy tay áo lão rung lên trên bàn trước người lập tức chợt lóe hắc hà hiện ra mấy chục bình ngọc lớn nhỏ khác nhau đan dược trong bình đều là lão phu siêu tập những năm gần đây là linh đan có thể tịnh tiến tu vi hợp thể kỳ số lượng như vậy giá trị đủ vượt trên một lọ minh hà chi nhũ Người có mấy bình linh nhũ, ta sẽ cho người xuất ra cho đủ số đan dược. Lão giả cười hắc hắc nói, thanh nguyên tử cùng kim diễm hậu về cơ bản dùng không những đan dược này nhưng thấy thế cũng cả kinh. Những đan dược này bất luận một lọ xuất hiện ngoại giới cũng khiến không biết bao nhiêu hợp thể tu sĩ lâm vào tranh đấu. Nhiều như vậy cùng một chỗ, giá trị thật đúng là phía trên mấy bình minh hà linh nhũ. Hư linh lão giả vừa ra tay, tùy tiện đưa ra hơn 10 bình khiến hai người thanh nguyên tử nhịn không được nhìn về phía hàn lập. Hàn Lập sửng sốt nhưng không lộ vẻ vui mừng, ngược lại bộ dáng có chút cổ quái. Do dự một chút cánh tay hắn vừa nhấc, bàn tay hướng về đối diện hư không một chảo. Vù một tiếng, một cái bình nhỏ trên bàn lập tức bị hút tới trong tay. Nắp bình vừa mở thì một viên đan dược màu xanh bay ra. Hàn Lập cầm nó cẩn thận đánh giá một chút, đây là thanh ảnh đan, là thánh dược trong thanh hải nhất tộc. Ăn vào một viên liền đủ bằng để ngươi khổ tu trong cả tháng mà loại đan dược này trong các loại ta xuất ra bất quá chỉ có giá trị trên trung bình một chút thôi. Hư Linh lão thấy hành động hàn lập thì sờ cầm, dùng đùi đắc ý nói. Hiển nhiên cũng vì siêu tập được nhiều hợp thể đan dược như vậy mà lão rất là đắc ý. Tiền bối, những đan dược xác thực đều cực kỳ quý hiếm nhưng chỉ sợ vãn bối không thể lấy Linh nhũ trao đổi hàn lập nhìn đan dược màu xanh trong tay, sau đó lại nhìn lướt qua các bình trên bàn cười khổ một tiếng nói. Cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta giả bộ trao đổi với ngươi thôi sao? lão giả đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức giận tím mặt. Thanh nguyên tử cùng kim diễm hậu liếc mắt lẫn nhau một cái, lộ ra thần sắc khác nhau. Vãn bối tuyệt không có ý niệm này trong đầu, không giấu tiền bối, trong tay vãn bối đã có không ít đan dược tịnh tiến tu vi. Cho nên những linh dược này đối với vãn bối thật sự không có bao nhiêu tác dụng. Hàn lập vội vàng giải thích vài câu, đã có đan dược, người dùng là loại đan dược nào, chẳng lẽ hoàn hảo có thể so sánh với các loại trong tay lão phu lão giả lại ngẩn ra rồi lộ vẻ không tin hàn lập nghe vậy thầm thở dài một hơi chỉ có thể còn nói thêm vãn bối sao dám hư ngôn tiền bối không tin có thể xem một chút vừa nói hết bàn tay trong tay áo hàn lập vừa lật chuyển linh quang chợt lóe một cái bình bạch ngọc nhỏ xuất hiện trong tay khẽ dùng trực tiếp ném cho đối phương trên mặt lão giả vẫn lộ vẻ không tin nhưng thấy bộ dáng hàn lập thong rong như thế cũng có chút nửa ngờ một tay lão tiếp lấy dược bình mới vừa đem bình đưa lên một luồng hương thơm thấm đậm lòng người lập tức xông vào mũi. Lão giả biến sắc, chưa vội lấy đan dược ra mà đem bình lên hướng mũi người một cái thật dài. Ngay sau đó thần sắc lão trở nên âm tình bất định. Hư Linh Huynh, ngươi là luyện đan tông sư, chẳng lẽ đan dược của Hàn Tiểu Hữu có vấn đề? Kim Diễm Hậu bởi sự không liên quan mình, tò mò nhưng không kiêng kỵ trực tiếp hỏi. Đan dược không có vấn đề nhưng dược hương này tựa hồ có chút kỳ quái lão giả lắc đầu lấy ra một viên đan dược cỡ ngón cái, Đan này toàn bộ màu lửa hồng, mặt ngoài có một đạo kim văn, mặt ngoài lại không ngừng lưu chuyển linh quang giống như vật còn sống. Đây là, thực tiên đan, không sai, người sao có thể tìm được rồi thực độc tiên thảo sớm tuyệt diệt. Lão giả không hổ là lão quái vật sắp độ kiếp, đánh giá đan dược hỏa hồng vài lần liền kinh ngạc thốt lên. Cái gì, đan dược này là dùng thực độc thảo luyện chế thành. Kim Diễm Hậu đang ngồi vừa nghe lời này thì đứng lên, thần sắc có vẻ kích động. Ánh mắt thanh nguyên tử chợt lóe ra tia ngạc nhiên. Lão giả vẫn chưa lập tức nói cái gì, cẩn thận nghiên cứu đan dược trong tay thêm một lần mới ngưng trọng bỏ vào dược bình, không nói hai lời đem dược bình vứt lại cho Hàn Lập. Nếu là thực tiên đan thì dược lực vượt xa linh dược trong tay lão phu. Tính ra ngươi không nói sai, bất quá ngươi có thể tìm được thực độc tiên thảo, lại luyện chế ra đan này coi như là có đại cơ duyên. Trên phương diện nào đó thực độc tiên thảo cũng có tác dụng không nhỏ đối với tồn tại đại thừa kỳ lão giả gật gật đầu, thâm ý sâu sắc hướng sang Hàn Lập nói. Vãn bối chỉ biết loài thảo có thể luyện chế ra đan dược hữu dụng với hợp thể tu sĩ. Thật không biết còn dùng được cho cả tồn tại đại thừa kỳ. Mong rằng tiền bối có thể chỉ điểm một phần trong lòng hàn lập vừa động, thì lễ thật sâu hướng sang lão giả nói. Đây cũng không có gì phải giữ bí mật, nếu đem độc tính của thực độc thảo tinh luyện ra, sau đó ở đại thừa kỳ trực tiếp dùng vào, dựa vào độc tính mãnh liệt thúc đẩy sẽ tạo được tỷ lệ nhất định đột phá những nguyên bản tạp trụ trong bình cảnh. Bất quá khi thực hiện điều này vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận một chút sẽ trúng độc mà chết. Hơn nữa bất luận thành công hay không thì khẳng định nguyên khí đại tổn hao là không thể tránh khỏi. Xem như một thủ đoạn tự mình hại mình, hơn nữa tỷ lệ đột phá quá mức thấp kém, thật sự mất nhiều hơn được. Bất quá, nếu tự nhận bản thân không có một tia hy vọng đột phá bình cảnh, hơn nữa căn bản không thể vượt qua lôi kiếp tiếp theo thì có thể nếm thử số mệnh một lần. Nhưng tinh luyện một lọ thực độc tiên dịch cần thiết dùng một lần như thế cần phải số lượng linh thảo thật quá mức kinh người tức là trước kia hầu như không ai có thể làm được việc này ánh mắt lão giả đảo qua trên mặt hai người thanh nguyên tử cùng kim diễm hậu cười hắc hắc nói thanh nguyên tử thấy vậy mỉm cười thần sắc vẫn như thường ánh mắt kim diễm hậu thì chấp động lộ ra vài phần do dự được rồi nếu tiểu hữu ở trên phương diện đan dược không khuyết thiếu hay là lão phu dùng vài món pháp bảo đổi lấy đi ngươi xem qua một chút lão phu có thể cho ngươi chọn lựa ba kiện hư linh lão giả vừa nói tay áo bỗng hướng trên không khẽ phất nhất thời linh quang chợt hiện nơi ống tay áo, một chút đã phóng đại mấy lần. Tiếp theo một trận vù vù, hàng trăm loại bảo vật như sóng tuôn ra từ trong cổ tay áo. Có bảo vật tỏa ra hào quang chói mắt, có bảo vật kêu lên những tiếng trường minh không ngừng, còn có bảo vật như ẩn như hiện giống một làn khói nhẹ. Nhưng bất luận bảo vật nào đều phát ra khí tức cực kỳ kinh người, tất cả đều là đỉnh giai linh bảo, thậm chí có vài món linh ác mơ hồ không thua kiện ngân xích trong tay Hàn Lập. Nhất thời Hàn Lập cũng xem hoa cả mắt, trong lòng hoảng sợ thật không biết nói gì cho phải. Kim Diễm Hậu cùng Thanh Nguyên Tử thấy vậy thì nhìn nhau cười. Hư Linh Huynh, Hàn Tiểu Hữu cũng là người có thân gia xa xỉ. Nói không chừng ngay cả bảo vật trên vạn linh bảng cũng có vài món trong người. Người thực tâm muốn đổi lấy linh nhũ, dựa vào mấy thứ này chỉ sợ không được. Chỉ bằng xuất ra vài món chân chính, để cho ta cùng Khương Huynh khai hạ nhãn giới một lần. Trong mắt Kim Diễm Hậu vừa chuyển, khẽ cười một tiếng nói chương 1864, lại gặp lại huyền thiên tri bảo tàn phiến. Chân chính bảo vật, kim đạo hữu khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, tại hạ trong tay đúng là có vài món bài danh khá cao trên hỗn độn vạn linh bảng, giá trị của thông thiên linh bảo bình thường không thể so sánh bằng, nhưng ngươi cho rằng lão phu nỡ lấy ra chỉ để đổi lấy minh hà chi nhũ sao. Lão giả cười lạnh một tiếng, không chút do so dự cự tuyệt. Ha ha, tại hạ cũng là nói vậy thôi, hư linh huynh nếu cảm thấy không muốn thì thôi vậy, Bất quá nghe nói đạo hữu trước lúc bế quan tựa hồ tìm được một kiện cực phẩm bảo vật, nghe nói cùng huyền thiên chi bảo có quan hệ, kim mẫu nguyên bản muốn nhân cơ hội này kiến thức một phần. Kim diễm hậu lộ ra vẻ tiếc nuối, huyền thiên chi bảo, thanh nguyên tử nghe vậy, cũng có chút động dung, hư, người kể ra cũng tin tức linh thông, bất quá chỉ là một miếng huyền thiên chi bảo tàn phiến, chứ không phải là một kiện huyền thiên chi bảo. Nếu kim diễm đạo hữu đã nói ra, lão phu không đem ra thì có chút không phải, để ta lấy ra cho các vị thưởng lãm hư linh lão giả hai mắt nhíu lại còn kim diễm hậu cùng thanh nguyên tử trượt động cùng nhìn nhau cười thâm ý quả nhiên như thế hôm nay ta khương huynh được mở rộng tầm mắt tại hạ tuy rằng khổ tu đến nay chắc đây là lần đầu tiên được nhìn thấy huyền thiên chi bảo kim diễm hậu mừng rỡ nói lão phu năm đó thật đã từng thấy qua một lần huyền thiên chi bảo tế ra uy lực nhưng là lúc ấy pháp lực không cao hơn nữa khoảng cách khá xa đối này chân chính huyền thiên chi bảo đồng dạng chưa bao giờ được nhìn thấy nhưng nghe nói phù du tộc nhân ở phong nguyên đại lục đại tộc hẳn là có một kiện chân chính huyền thiên chi bảo làm chấn tộc chi bảo. Thanh nguyên tử trong mắt cũng hiện lên một tia hưng phấn vẻ. Về phần hàn lập nghe nói huyền thiên chi bảo, trong lòng chợt động, ánh mắt đang đang nhìn đám bảo vật trên không, cũng quay lại nhìn hướng về phía lão giả. Bản tộc đích xác có một kiện huyền thiên chi bảo, nhưng này bảo vật đó từ rất lâu rồi đã giao cho một vị cấp thánh linh trong bản tộc, ngay cả ta cũng chỉ có thể theo hình dáng mà tạo ra một bản họa đồ để nghiên cứu, chân chính huyền thiên chi bảo, cả linh giới cũng bất quá chỉ có hơn 10 món mà thôi. Khả năng sinh ra huyền thiên chi vật tại linh giới cũng chỉ được như thế là cực hạn. Lão giả thản nhiên nói, bỗng nhiên hai tay trà sát, nhất thời phát ra âm thanh muộn hưởng, một đoàn hồng quang lập tức ở giữa hai tay hiện lên. Ở trong hồng quang, hiện ra một kiện lưu hương gì đó, mặt ngoài gồ ghề, bên ngoài thấy có từng đoàn kim sắc phủ văn như ẩn như hiện, ngoài ra nó còn được khảm một cái đồ án quái thú chưa bao giờ trông thấy, tựa như đầu ưng mình ngựa mà cũng tựa như đầu heo mình giao, tuy thế đồ án trông như thiếu khuyết đôi nhiều chỗ nên mang vẻ rất tàn tạ. Hàn lập ba người không trần trừ, ánh mắt nhìn lên vật vừa xuất hiện, trên mặt thần sắc khác nhau. Đây là huyền thiên tri bảo tàn phiến, kim diễm hậu nhìn vật trong ánh hồng quang, ánh mắt mơ hồ có chút hoài nghi. Thanh nguyên tử cũng khẻ cau mày, hắc, hắc, nhị vị đạo hiếu, tu vi, cảnh giới các người cũng như ta, làm thế nào lại có thể bị hình dáng bên ngoài làm cho hồ đồ. Lão xem thấy hai người có chút bộ dáng không tin, không cảm thấy tức giận, ngược lại ha ha cười, đột nhiên chỉ một ngón tay hướng Lư Hương nhẹ nhàng bắn ra. Đương một tiếng thanh thúy vang lên, Lư Hương rung lên, bên ngoài thân kim văn sáng bừng lên, đồng thời mấy đồ án trên Lư Hương cũng nhấp nháy hồng quang, những phần bị tàn phá không trọn vẹn được hồng quang bù đắp lại hoàn toàn. Ngón tay lão giả trở động, bắn ra một chỉ thứ hai. Phanh một tiếng, lúc này kim sắc phù văn ở mặt ngoài lư hương tán loạn mất đi hóa thành vô số điểm màu vàng bao quanh lư hương cùng lúc những đồ án hung thú kia chợt vặn vẹo đứng lên giống như chúng từ bên trong lư hương mà chui ra cùng lúc đó có một cỗ thiên địa chi lực đáng sợ bỗng nhiên từ trong lư hương tản ra tạo thành một sức ép kinh khủng bao phủ toàn bộ gian đại sảnh hàn lập sắc mặc hơi đổi dưới linh áp đáng sợ đó vẫn đứng thẳng thanh nguyên tử cùng kim diễm hậu hai người tuy rằng vẫn ngồi nguyên tại chỗ nhưng khi lư hương phát sinh dị tượng cũng cảm thấy hứng thú đây là kiện huyền thiên linh bảo tàn phiến được ta vô tình tìm thấy tại một chiến trường cổ xưa ở sâu trong man hoang thế giới. Về sau ta phải hao phí rất nhiều tài lực luyện chế lại một lần nữa mới có thể khu xử nó. Vừa rồi mới nó mới chỉ hiển lộ ra một phần mười uy lực, nếu phát ra toàn bộ uy năng thì cũng không dưới mười loại thông thiên linh bảo đầu tiên trên hỗn độn vạn linh bảng đâu. Lão giả vận pháp quyết thu lại, một tay vung lên thu lư hương lại đắc y nói. Chỉ là một cái bảo vật đã hỏng mà còn có uy lực như vậy, không biết huyền thiên tri bảo chân chính sẽ đáng sợ như thế nào tạo hóa của hư linh thật không nhỏ à có bảo vật này trong người đến lúc độ kiếp nắm chắc thêm một hai phần nữa thanh nguyên tử tán thưởng nói hắc hắc hy vọng như thế đi bất quá khi phi thăng độ kiếp không dễ dàng chút nào tại linh giới trước kia cũng có người độ kiếp đều phải chuẩn bị đầy đủ mới tiến hành độ kiếp nhưng tỷ lệ người vượt qua thật là thấp đến đáng thương nếu lão phu cảm thấy không thể vượt qua được đại thiên kiếp sắp tới thì tuyệt đối không bao giờ mạo hiểm mà độ kiếp phi thăng nói như thế nếu trong tay ta có một hiện huyền thiên chi bảo chân chính thì nói không chừng thật đúng là có thể có vài phần nắm chắc đáng tiếc thánh trùng trong tay vị thánh linh đại nhân kia sớm đã cùng đồng hóa với bản thân nên căn bản không thể mượn được hư linh lão giả trầm mặc một chút cảm giác rất đáng tiếc nói bất quá ta tựa hồ nghe nói mấy trăm năm trước ở linh giới chúng ta hình như xuất hiện thêm một kiện huyền thiên chi bảo thanh nguyên tử ánh mắt chợt lóe bỗng nhiên nói ra làm cho hàn lập trong lòng nhảy dựng lên thật có chuyện này ư ta như thế nào chưa bao giờ ai nói qua. Dù thế thì cũng không có khả năng, Khương Huynh có lầm không, Kim Diễm Hậu nhướng mày nói, bộ dáng tỏ ra không tin. Lời Khương Huynh thật ra không giả, khi ta mới xuất quan có nghe trưởng lão trong tộc nói, mấy năm trước ở hỗn độn vạn linh bảng đột nhiên xuất hiện thêm một kiện huyền thiên chi bảo mới. Điều này thật là một chuyện kỳ quái, nghe nói bảo vật này xuất hiện tại phong nguyên đại lục của chúng ta. Ngay cả giác si tộc cùng với hải tộc dường như đã phá giới tìm đến đây để tìm kiếm, họ đã dùng đến huyết tế đế nhưng vẫn chưa tìm thấy. Về sau không nghe nói tin tức gì về bảo vật này nữa. Không biết là nó đã rơi vào một tu sĩ nào hay tự mở ra linh trí ẩn nấp tại linh giới này. Thậm chí trong tộc ta có một vài vị trưởng lão có năng lực truy đoán tốn hao rất nhiều tâm lực mà cũng không thể xác định được tung tích, cuối cùng cũng đành phải buông tay. Hư linh lão giả có chút âm trầm trả lời, còn có loại chuyện này, nhưng huyền thiên chi bảo sao có thể tránh được cả năng lực truy đoán, Chẳng lẽ nó đã trực tiếp rơi vào tay vị chân linh nào? Kim Diễm Hậu lắc đầu liên tục, giật mình nói, không có khả năng bảo vật này nằm trong tay một vị chân linh. Chân linh tuy rằng phần lớn sinh ra ở các giới khác nhưng một khi trưởng thành lại phần lớn rời đi tiến vào tiên giới, hoặc du hành qua các không gian khác liền kể với không gian ban đầu. Hoàn toàn không có khả năng gặp được Huyền Thiên Chi Bảo, nếu không bản tộc chắc chắn sẽ tìm một vị chân linh làm hộ tộc. Ta thấy, Huyền Thiên Chi Bảo nó có khả năng không do linh giới sinh ra khi mở ra linh trí có năng lực đối kháng và ẩn nặc với thiên địa truy đoán lực điều này cũng là bình thường hư linh lão giả ánh mắt chợt lóe chậm rãi nói ồ hư linh huynh vừa nói như thế hẳn là có lý cứ cho là như thế đi nếu không các tộc cũng không âm thầm hành động như vậy dù sao đi nữa cái việc mò kim đáy biển này không phải ai cũng hoang phí tâm huyết mà làm kiến giải của hư linh huynh quả thật hơn hẳn người thường kim diễm hậu hơi suy nghĩ có chút bội phục nói Thanh Nguyên Tử ở một bên gật gật đầu, trên mặt hiện rõ sự đồng tình. Ha ha, chú ý này cũng là của các trưởng lão trong tộc nói ra, một mình lão phu không thể nghĩ ra được. Tốt lắm, Hàn Tiểu Tử, người cũng nghe từ nãy đến giờ, thời gian dài như vậy, có thể chọn được vật người muốn chưa? Hư Linh lão giả ha ha cười, đột nhiên quay đầu hướng Hàn Lập hỏi một câu, tưởng đâu như lão đã quên chuyện giao dịch từ nãy rồi. Hàn Lập trong khi nghe ba người bọn họ nói chuyện với nhau, trong bụng đã có chủ định, khi nghe lão giả quay lại nói chuyện, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ quái dị, sau một lúc hắn chỉ có thể kiên trì trả lời. Tiền bối, bảo vật này tuy rằng thần diệu bất phàm, nhưng cũng không phải là vật vãn bối muốn tìm. Vãn bối vẫn muốn lưu lại Minh Hà Linh Nhũ để dùng. Không có chung ý, chẳng lẽ người có bảo vật nằm phía trên của hỗn độn vạn linh bảng. Tốt, nếu thực sự như vậy, đương nhiên lão phu không cưỡng cầu trao đổi. Nhưng nếu ngươi không nói ra được thì đừng trách lão phu không khách khí. Hàn Lập hết sức bất ngờ, lão giả sau khi nghe xong không bộc phát cơn giật, mà sắc mặt trầm xuống có chút âm trầm nói. Hàn Lập nghe vậy cũng không dám nói thêm gì nữa, ngay lập tức một tay lật chuyển ngân quang chợt lóe thành một chùm ánh bạc trói lọi hiện ra đoàn thước. Năm ngón tay phát về phía trước, ngay lập tức phát ra một sức ép không kém, vô số đoàn thước màu bạc biến ảo ra tạo thành linh quang. Di, thật đúng là thông thiên linh bảo bài danh trên vạn linh bảng tuy rằng thứ tự rất thấp nhưng xem ra hàn tiểu hữu thật đúng là không thiếu những bảo vật bình thường kim diễm hậu có chút kinh ngạc tiếp theo khóe miệng khẽ cười gian xảo hiển nhiên lão thấy vui mừng khi hư linh lão giả rơi vào quẫn cảnh thanh nguyên tử sờ sờ cầm lại cười khổ một tiếng hư linh lão ghỉa thấy mình liên tiếp hai lần xuất ra điều kiện cũng không có thể trao đổi thành công sắc mặt cũng có chút khó coi hai mắt trừng trừng nhìn hàn lập một hồi lâu sau đó mới cười lạnh một tiếng nói không thể tưởng được ngươi cảnh giới mới chỉ như vậy nhưng thân gia thật quả không nhỏ a à. Nếu đan dược cùng pháp bảo ngươi cũng không thiếu thì lão phu cũng chỉ còn cách dùng một phương pháp khiến không thể cự tuyệt để đổi lấy linh nhũ. chương 1865, Phệ Kim Trùng cùng Phệ Kim Trùng. Không thể cự tuyệt, Hàn Lập nghe xong lời này chợt thấy dùng mình, trong lòng không khỏi có chút ớn lạnh. Thanh Nguyên Tử cùng Kim Diễm Hậu thì liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cùng hiện lên một tia kinh ngạc, vẻ như đã mơ hồ đoán được ra cái gì. Người mới nghe xong nãy giờ, hẳn là biết ta là thái thượng trưởng lão của phù du tộc rồi. Mà phù du tộc chúng ta có lẽ không cách nào so sánh cùng với hai siêu cấp đại tộc là giác si cùng hải tộc, nhưng trên một phương diện thần thông nào đó có thể nói là ngạo thị được cả linh giới. Lão giả vẫn chưa trực tiếp nói cho hàn lập vật muốn đưa ra để trao đổi là gì, ngược lại không đầu không đuôi nói một cách cao thâm khó lường. Tiếp theo lão vùng chảo về phía trước, toàn bộ những bảo vật đang trôi nổi trên không hóa thành một đoàn linh quang thu hồi vào trong tay áo. Khu trùng thuật, Hàn Lập vừa nghe xong, trong lòng cả kinh, bật dậy nói. Ha ha, không sai, luận về phương diện khu trùng thuật của bổn tộc, tuyệt đối có thể độc bộ cả linh giới. Dù là các tộc siêu cấp khác trên phương diện này không thể so sánh với bổn tộc. Cái ta muốn dùng để trao đổi chính là phương pháp nuôi dưỡng và thúc giục sinh trưởng của 9981 loại linh trùng. Có những linh trùng này tương trợ, đủ để cho ngươi ngạo thị với các đối thủ đồng giai rồi. Lão giả hãnh diện nói tiếp theo hai cây ngón tay bắn ra phốc phốc hai tiếng, hai con linh trùng một tím một lục từ hai cái ngón cái bắn lên trên bàn xoay một vòng. Hai con linh trùng này, một con ngoài thân ẩn ẩn lôi điện tử sắc lập lè, một con khác có cái đầu như một con dao long mỹ lệ được thu nhỏ không biết bao nhiêu lần. Đây là sa trùng, tức thời hàn lập biến sắc, thần sắc có chút quái dị. Tử điện trùng cùng địa giao trùng, hư linh huynh, sao người có thể đem hai loại linh trùng bậc này ra để trao đổi. Kim Diễm Hậu vừa nhìn rõ hai con linh trùng thì có chút kinh ngạc. Vẻ mặt Thanh Nguyên Tử biến đổi, có chút kinh nghi bất định. "Hừ, các ngươi thì biết cái gì? Nếu là trước kia, tất nhiên Minh Hà Thần nhũ không đáng giá để lão phu phải hao tài tốn lực, nhưng bây giờ nó hết sức quan trọng đối với lão phu, nhất định phải có được trong tay." "Hàn tiểu tử, hai con linh trùng này đều được lão phu tỉ mỉ bồi dưỡng trong mấy vạn năm, có khả năng tranh đấu với một hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Chỉ cần ngươi đáp ứng giao ra gia linh nhũ, lão phu lập tức có thể hủy bỏ ấn ký nhận chủ, rồi trợ giúp người thu phục chúng nó. Hắc hắc, có thể làm được như thế, chỉ sợ cả phù du tộc cũng chỉ có một mình lão phu. Hư linh lão giả hư một tiếng, cũng có chút đau xót nói. Tương đương với hợp thể sơ kỳ, Hàn Lập nhìn hai con linh trùng hít một hơi lạnh đứng lên, không khỏi có chút động tâm. Bất quá trong đầu hắn suy tính, trong linh thú hoàn của mình có đến mấy vạn phệ kim trùng vẫn chưa có phương pháp khu xử như ý, tâm tư đó lập tức bị dập tắt. Mặc dù thân thể vệ kim trùng không mạnh mẽ bằng hai con linh trùng trước mắt nhưng nếu thật sự tranh đấu, hàng vạn con vệ kim trùng tất nhiên sẽ cắn nuốt sạch sẽ hai con này một cách dễ dàng. Linh trùng của tiền bối thật là kỳ trùng, nhưng trên người vãn bối đã có linh trùng rồi. Khóe miệng hàn lập có chút co quắp, nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh của lão giả, một lần nữa cố gắng trả lời. Ngươi nói cái gì, linh trùng của ngươi có thể so sánh cùng với lão phu. Tiểu tử, khả năng nhẫn nại của lão phu đã đến cực hạn rồi, người đừng có ăn nói bừa bãi chọc giận ta. Trong mắt hư linh lão giả chợt lóe lên ánh tàn khốc, trên mặt chợt hiện ra một tầng sát khí nói. Hàn lập thấy thế trong lòng hết sức run sợ, nhưng chưa kịp nói gì thì thanh nguyên tử như nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở miệng nói đỡ. Hư linh huynh không cần tức giận, hàn tiểu hữu mới vừa rồi nói như vậy cũng không phải là sai. Hắn đúng là có một loại linh trùng khá lai lịch, về danh tính chắc hẳn cũng tương đương các loại linh trùng của đạo hữu Khương Huynh, cho dù người ý định bênh vực tên cuồng tiểu tử này cũng không cần tìm ra lý do kém cỏi như vậy. Hắn chỉ là một tên hợp thể trung kỳ, làm sao so sánh được với linh trùng của Lão Phu. Huống hồ Lão Phu tự nuôi dưỡng là những loại linh trùng loại lợi hại nhất. Những kẻ không may gặp qua chúng chắc chắn thế gian không còn nữa rồi. Khương Đạo Hữu có thể nói rõ thêm không? Lão giả liếc mắt nhìn thanh nguyên tử một cái, sắc mặt lạnh lẽo nói. Ha ha, có lẽ hư linh huynh hẳn còn loại linh trùng khác lợi hại hơn, Mời lấy ra để trao đổi nữa đi. Nếu chỉ hai loại linh trùng này thì đúng là không đủ để so sánh với linh trùng của Hàn Tiểu Hữu. Khóe mắt Thanh Nguyên Tử khẽ nhíu nhưng lập tức cười nói. "Hắc hắc, thật sự như vậy sao? Khương đạo hữu sợ rằng không biết, lão phu nuôi dưỡng đến 72 loại linh trùng. Trừ ra trong đó vài loại hoàn toàn luyện hóa thành bổn mạng linh trùng thì những loại khác có thể lấy ra để trao đổi linh nhũ." "Được rồi, để lão phu cho các ngươi đại khai nhãn giới một lần." Vừa dứt lời, lão giả bên ngoài thân nhất thời hiện lên một tầng hắc khí đem hơn phân nửa thân hình bao phủ vào trong đó, tiếp theo đơn thủ kết quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhất thời xuất hiện các âm thanh trầm thấp phát ra, từ đó bay ra hàng trăm loại linh trùng khác nhau. Có loại trông như hạt đậu, có loại trông như cái đầu, mỗi loại để toát ra khí tức dữ tợn đáng sợ. Loại mang đốm vàng này chính là kim cương trùng, cả người cứng rắn vô cùng, cho dù linh bảo tấn công cũng không mảy may tổn thương. Loại khác có ngũ sắc hào quang bao phủ chính là sát tàm, am hiểu cắn nuốt sát khí, lực sinh mệnh nhất tràn đầy, gần như là bất tử chi thân, cho dù có chém thành trăm mảnh cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Con kia chính là huyết đường lang nhưng vẫn thường gọi là quỷ lang, mặc dù thoạt nhìn khí tức không mạnh nhưng chúng thường sống thành đàn, hơn nữa đây là một trong những loại linh trùng hung tàn nhất, một lần có thể cắn nuốt sạch sẽ một con dao long trưởng thành. Lão giả vừa chỉ tay vừa giới thiệu về các loại linh trùng hiếm có của linh giới. Hiển nhiên những linh trùng trên đều là loại hiếm gặp trên linh giới, thậm chí có những loại là lần đầu tiên Hàn Lập nghe nói đến. Càng ghê gớm hơn, những linh trùng trên đều đã trưởng thành, nếu một lần nữa nhận chủ thì trong tranh đấu hẳn giúp ích rất nhiều. Thế nào, những loại linh trùng ở đây, trước kia các ngươi hẳn đã thấy qua ít nhiều. Hàn tiểu tử, lão phu phá lệ, cho phép ngươi dùng một lọ linh nhũ đổi lấy một loại linh trùng trong đây, như thế là quá hời đối với ngươi rồi. Nếu vẫn không đáp ứng, hơn nữa không giải thích được lý do thì cũng đừng có trách lão phu không khách khí hư linh lão giả chậm rãi nói trong lúc hàn lập quan sát những linh trùng kia hàn lập nghe vậy trên mặt hoảng sợ không khỏi nhìn thanh nguyên tử một cái hàn tiểu hữu đem linh trùng của ngươi thả ra để hư linh huynh xem một lần đi sau khi xem xong hắn sẽ hiểu nguyên nhân thanh nguyên tử suy nghĩ một chút nhìn hàn lập nghiêm mặt nói vâng tiền bối trong lòng hoàn toàn không tình nguyện nhưng lúc này không thể cự tuyệt được tay áo hàn lập rung lên từ đó phát ra tiếng vù vù lập tức xuất hiện mười mấy đóa kim hoa từ đó bay ra. Kim hoa khi bay ra khỏi tay áo, trong nháy mắt chợt lóe linh quang, hình dáng nhanh chóng cuồng trướng lên gấp mấy lần, biến thành một loại giáp trùng kim sắc to bằng nắm tay tỏa ra kim quang chói mắt, dường như dùng vàng dòng chế tạo ra. Phệ kim trùng, còn là thành thuộc thể, kim diễm hậu nhìn chằm chằm kim sắc giáp trùng, vẻ mặt thất kinh nói. Thân hình hư linh lão giả chấn động, đưa mắt nhìn mười mấy con phệ kim trùng thì trên mặt hiện vẻ quái dị. Thanh Nguyên Tử nhìn thấy vẻ mặt lão giả như vậy chợt nhướng mày. Phản ứng của đối phương tựa hồ không giống như suy đoán của lão, mặc dù trong lòng âm thầm có chút kỳ quái nhưng Thanh Nguyên Tử mặt vẫn bất động thanh sắc nói. Với kiến thức hư linh huynh, hẳn không thể không nhận ra phệ kim trùng. Hẳn đạo hữu cũng biết, uy danh của chúng chắc chắn hơn so với những linh trùng kia. Cho nên về phương diện linh trùng, ta nghĩ cũng không cần phải trao đổi. Điều này không phải ta chủ tâm khiến hư linh huynh tức giận đương nhiên nếu có thể xuất ra loại tốt hơn vệ kim trùng, lão phu cam đoan không nói thêm gì nữa. Linh trùng rất tốt, lại còn là vệ kim trùng trưởng thành, tốt lắm, ha ha. Ngoài ý muốn, hư linh lão giả sau khi đánh giá đám vệ kim trùng thì ngửa đầu cười rộ lên, bên trong tiếng cười lại tràn ngập vẻ mừng như điên. Hàn lập thấy cảnh này, hai mắt không khỏi nheo lại. Thanh nguyên tử nhìn chằm chằm lão giả tựa hồ nghĩ ra cái gì, lại khẽ cau mày. Ánh mắt kim diếm hậu thì chấp động nhìn hàn lập, thần sắc có chút phức tạp, hư linh huynh ngươi khương huynh không cần phải nói gì cả lão phu cho các ngươi cùng xem một loại linh trùng khác lời nói vừa dứt lão giả đột nhiên vung hai tay áo hơn trăm loại linh trùng bên ngoài lập tức bị hắc khí cuốn đến cuốn vào bên trong cơ thể không thấy bóng dáng cùng lúc lão há miệng phun ra một cái hồ lô màu bạc sáng trói lọi nó quay tròn chậm rãi đột nhiên mở nắp phát ra một tiếng tiêm minh một đám mây nhỏ từ đó phun ra linh quang chớp động tán ra thành những điểm kim quang trôi nổi phía trên đại sảnh không có khả năng, đây là, kim diễm hậu cùng thanh nguyên tử vừa nhìn rõ ràng hình dáng đóa kim vân, cơ hồ cùng phát ra âm thanh ngạc nhiên. Hàn lập nhìn thoáng qua kim quang cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bao phủ trong kim quang, không ngờ cũng là một con kim sắc giáp trùng, hơn nữa toát ra vẻ giữ tợn dị thường hơn hẳn phệ kim trùng của hàn lập. Tiền bối dĩ nhiên cũng có phệ kim trùng, hơn nữa cũng là thành thục thể. Một hồi lâu sau hàn lập trong lòng mới bớt kinh hãi, thở dài nói. Không sai, đây cũng là phệ kim trùng lão phu đã bồi dục hết không biết bao nhiêu năm, mấy trăm năm trước cuối cùng mới tiến lên thể trưởng thành, tổn hao bao nhiêu tâm huyết thì ngươi có thể rõ. Sở dĩ ta muốn có nhiều minh hà linh nhũ cũng là muốn dùng cho loại linh trùng này. Minh hà linh nhũ cũng có tác dụng đối với phệ kim trùng. Hàn Lập trong lòng vừa động, ngay lập tức hỏi: "Chương 1866, phệ kim trùng vương. Có thể nói là hữu dụng mà cũng có thể nói vô dụng. Cái này còn phụ thuộc vào linh trùng của ngươi như thế nào?" Ánh mắt hư linh lão giả không còn sắc lạnh lúc trước, thần tình tươi cười nói. Tùy thuộc, hàn lập ánh mắt chợt lóe, có chút nghi hoặc, không sai, nếu phệ kim trùng chưa đạt đến thể thành thuộc thì minh hà linh nhũ đương nhiên không có tác dụng. Khi phệ kim trùng đã trưởng thành mà muốn tiến ra thì lại không thể thiếu minh hà linh nhũ. Lão giả thâm ý sâu sắc nói, lại tiến một cấp nữa, hàn lập tựa hồ nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Không sai, cụ thể thế nào lát nữa lão phu sẽ nói tỉ mỉ cùng ngươi vạn vạn lần không ngờ ngươi cũng có phệ kim trùng trưởng thành trong tay. Nếu như vậy, đương nhiên Minh Hà Linh nhũ thuộc về ngươi. Lão phu cùng tiểu hữu sẽ làm một cuộc gia dịch khác, bất quá việc này cần phải bí mật nên chỉ có thể trao đổi riêng. Kim Diễm Hậu, Thanh Nguyên Tử, hai người ngươi không có ý kiến chứ? Vẻ mặt hư linh lão giả hòa hoãn nói với Hàn Lập rồi quay sang hai người kia hờ hững hỏi. Tuy thần sắc bình thường nhưng giọng nói mang ý không thể cự tuyệt. Chỉ cần đạo hữu không phải cường hành giao dịch, tại hạ tự nhiên sẽ không để ý. Thanh Nguyên Tử nhìn thấy hàn quang trong mắt lão lo lắng nói. Tại hạ cũng sẽ không để ý. Hư Linh Huynh, xin cứ tự nhiên. Kim Diễm Hậu cũng cười nói. Được, lão phu xin thất lễ. Hư Linh lão giả hài lòng khẽ gật đầu. Đột nhiên một vùng hắc quang chấp động, một tòa lầu các đèn bóng cao vút bất chợt hiện ra, bên ngoài được một tầng hắc khí bao phủ, chấp động các loại ấn ký khác nhau, có vẻ thần bí vạn phần. Hàn Tiểu Hữu Ngươi mang cả vệ kim trùng của ngươi vào hắc phong các của lão phu đi. Lão giả một tay bấm pháp quyết khiến lầu các trở nên to lớn, sau đó quay lại nói với Hàn Lập. Hắn cũng không quản Hàn Lập có đáp ứng hay không, phất tay đem vệ kim trùng của mình thu lại, tiếp theo thân hình bỗng chốc thu nhỏ lại như đứa trẻ, thanh quang chợt lóe lên tiến nhập vào trong lầu các. Nhị vị tiền bối, vãn bối xin thất lễ. Hàn Lập trong lòng lo lắng nhưng không thể thay đổi, chỉ có thể hướng sang hai người thanh nguyên tử cười khổ một tiếng. ừm Hàn Tiểu Hữu yên tâm cứ theo lời hư linh đạo hữu đi, hắn vừa rồi cũng nói không cường ép đến nỗi mất thân phận. Bất quá nếu điều kiện không quá đáng, tốt nhất Tiểu Hữu nên cân nhắc đáp ứng. Thanh Nguyên Tử khẽ nhíu mày, dặn dò một hai câu. Đa tạ Khương tiền bối chỉ điểm, vãn bối biết cần phải như thế nào. Hàn Lập trả lời một cách trầm trọng, đem hơn 10 con vệ kim trùng thu lại rồi hóa thành một đoàn thanh quang bay vào trong lầu các. Sau khi Hàn Lập tiến vào, đoàn hắc khí bên ngoài chợt quay cuồng bao phủ toàn bộ toàn lầu các trong nháy mắt đã không còn cảm ứng được khương huynh cảm thấy thế nào lão quái vật này tính tình cổ quái nhưng thần thông không giả vạn nhất bên trong có xảy ra vấn đề gì thì ta và ngươi cũng không kịp thời can thiệp kim diễm hậu môi khẽ nhúc nhích truyền âm qua thanh nguyên tử kim diễm đạo hữu yên tâm lão quái vật này tuy bá đạo một chút nhưng từ khi chúng ta kết giao tới nay cũng chưa bao giờ trở mặt huống hồ ta nợ hàn tiểu hữu một ân tình không nhỏ nên muốn chiếu cố một chút dù thế cũng chỉ trong tình huống cho phép chứ không muốn thực sự đắc tội với lão quái vật này. Nếu không tại hạ cũng không thể tiếp tục ở lại minh hà chi địa. Thanh nguyên tử bình thản trả lời, điều này cũng đúng, một thân thần thông của lão quái vật này cho dù đối mặt với cấp chân linh cũng có khả năng tự bảo vệ mình. Bản thân ta tự cảm thấy không bằng được, bất quá, cho dù phệ kim trùng thực sự hiếm thấy trên linh giới thì cũng đâu cần phản ứng thái quá như vậy. Trong khi bản thân hắn cũng có phệ kim trùng như thế. Khương Huynh có phát hiện được gì không? Kim Diễm Hậu gật đầu hỏi. Khương Mỗ làm gì có bản sự đoán được ý nghĩ của lão quái vật đấy? Khả năng lớn nhất là phệ kim trùng của Hàn Tiểu Hữu có tác dụng với hắn mà thôi. Thanh Nguyên tử ánh mắt chợt lẽ, hàm hồ trả lời. Phải không? Kim Diễm Hậu khóe miệng khẽ nhách, tựa cười mà không phải cười. Thanh Nguyên tử cũng cười thâm ý nhưng không nói gì thêm nữa. Cùng lúc đó, tại một nơi rất sâu trong tòa lầu các, thân hình thu nhỏ Hàn Lập cùng lão giả đang nói chuyện với nhau. Hàn Tiểu Hữu ngồi đi, đây là một loại bảo vật không gian gọi là Hắc Phong Các. Chẳng những lớn nhỏ tùy ý mà còn có khả năng ngăn chặn thần niệm người khác xâm nhập. Lão giả ngồi đối diện với Hàn Lập, tự tin nói: "Đa tạ tiền bối, vậy vãn bối không khách khí." Vẻ mặt Hàn Lập cung kính thi lễ, cũng ngồi xuống ghế. "Trước khi cùng tiến hành trao đổi, ta cần xác nhận một việc. Hàn Tiểu Hữu, trong tay ngươi có bao nhiêu phệ kim trùng trưởng thành, nói cho lão phu số lượng chính xác được không?" Lão giả thầm hưng phấn hỏi, chuẩn xác con số, Hàn Lập vừa nghe lời này, sắc mặt hơi đổi, không khỏi trần chờ. A, à, yêu cầu vừa rồi của lão phu thật có chút lỗ máng. Phệ kim trùng đáng sợ chủ yếu chính là số lượng, không ai muốn cho người khác biết chính xác số lượng. Như vậy đi, hiển nhiên tiểu hữu không muốn nói cho ta, vì thế ta chỉ cần biết số lượng của ngươi có nhiều hơn 5.000 con không. Lão giả nhất thời ngẩn ra rồi lập tức sửa lại yêu cầu, ánh mắt không khỏi khẩn trương nhìn Hàn Lập hiển nhiên câu trả lời của Hàn Lập rất quan trọng đối với lão. Hàn Lập nghe vậy tâm niệm chuyển động nhưng vẫn thành thật trả lời. Tuy rằng hắn rất muốn nói không đủ nhưng không dám lỗ máng, chỉ sợ không đúng ý dị tộc nhân trước mặt khiến lão nổi sát tâm chế trụ hắn để kiểm chứng thì mất nhiều hơn được. Có hơn 5.000 con, tốt lắm, nếu đã như thế ta có thể phóng tay mà giao dịch. Hư linh lão giả mừng rỡ, trong miệng liên tục nói tốt lắm, tốt lắm. Tiền bối, số lượng phệ kim trùng có quan hệ gì với điều kiện giao dịch? Hàn Lập Trần chờ một chút rồi hỏi, đương nhiên có quan hệ, bởi vì lão phu trao đổi ít nhất 5.000 phệ kim trùng trưởng thành trở lên, còn về điều kiện thì ngươi cứ ra giá, chỉ cần lão phu có sẽ không thành vấn đề. Lão giả hai mắt sáng ngời, tay xoa xoa một cách vô thức. 5.000 phệ kim trùng, tuy rằng trong lòng mơ hồ đoán ra được điều gì nhưng khi đối phương nói ra điều kiện, trên mặt Hàn Lập biến đổi lộ ra vẻ giật mình. Tiền bối, giao dịch này khiến vãn bối quá khó xử năm nghìn phệ kim trùng tám chín phần vãn bối tự tay bồi dưỡng ra ta muốn sau này nếu tiến giai đại thừa thì dùng làm đòn sát thủ khi tranh đấu ừm nhiều phệ kim trùng trưởng thành giá trị rất cao đúng là hiếm thấy nhưng chỉ cần có giá trị thì có thể trao đổi cái khác không nói lão phu còn có thể xuất ra vài loại linh trùng nữa trong đó có vài loại luận về danh khi không dưới phệ kim trùng mặt khác kiện huyền thiên tàn bảo kia luận về giá trị chắc chắn hơn năm nghìn phệ kim trùng của ngươi vẻ tươi cười trên mặt lão chưa tắt sắc mặt lạnh lùng nói. Tiền bối nói đùa rồi, linh trùng vừa nãy đều là bổn mạng linh trùng của tiền bối, về phần huyền thiên tàn bảo kia khiến vãn bối cực kỳ động tâm nhưng tuyệt không dám mơ được, nếu không chỉ sợ không có phúc dùng. Như vậy đi, xin tiền bối cho biết tại sao muốn dùng nhiều phệ kim trùng như vậy, khi đấy vãn bối mới dám quyết định. Có chút khó hiểu là phệ kim trùng của vãn bối đã sớm nhận chủ, cho dù có muốn thì phải mất nhiều công sức, hơn nữa số lượng chính xác 5.000 khiến vãn bối cảm thấy kỳ quái hàn lập trầm ngâm một chút tỏ vẻ cực kỳ bất đắc dĩ nói hư lá gan ngươi thật không nhỏ a à, dám tìm hiểu chuyện của lão phu hư linh lão giả hư lạnh một tiếng hai hàng lông mày dựng đứng trên mặt hiện lên một tầng xương lạnh tiền bối thứ lỗi dù sao để đào tạo nhiều phệ kim trùng như vậy tiến cấp tới thể thành thục vãn bối tiêu phí không biết bao nhiêu tâm huyết ở trong đó bình thường luôn coi như tính mạng nếu không biết rõ ràng ý định sử dụng của tiền bối vãn bối chỉ sợ rất khó lấy ra nữa trao đổi lần này Hàn Lập dị thường kiên trì nói, hắc hắc, người nói cũng vài phần có lý. Được rồi, Lão Phu có thể nói cho người biết đại khái mục đích. Nhưng sau khi nghe xong không cho phép cự tuyệt giao dịch. Nếu không, hư linh Lão giả chuyển động ánh mắt, sau đó nhếch miệng cười trả lời. Được, vãn bối đáp ứng. Sắc mặt Hàn Lập âm tình bất định một hồi lâu, cuối cùng hít sâu đáp ứng. Ha ha, Hàn Tiểu Hữu đây mới là lựa chọn sáng suốt. Ngươi hãy nghe cho kỹ, lão phu muốn về kim trùng của ngươi, là tính toán đào tạo ra phệ kim trùng vương. Mà muốn sinh ra trùng vương, phương pháp chính là cần số lượng lớn phệ kim trùng thành thuộc thể. Về phần vì sao phải 5.000 con, là bởi vì trong tay ta đã có 5.000 con phệ kim trùng trưởng thành rồi. Sau khi giao dịch, số lượng thu được vừa đủ dư giả, còn nhiều hơn nữa lão phu cũng không cần. Lão giả rốt cuộc nói ra nguyên nhân khiến Hàn lập động tâm. Trùng vương, tiền bối muốn thu thập Minh Hà Linh Nhũ có phải để. Hàn lập biến sắc, không khỏi bật thốt lên dùng lượng lớn minh hà linh nhũ, tự nhiên cũng là một cách đào tạo ra trùng vương. Bất quá nếu có đủ số lượng thành thuộc thể phệ kim trùng, yêu cầu này thật không cần thiết. Hư linh lão giả không chút do dự trả lời, chương 1867, dục trùng bí thuật. Thì ra là thế, xem ra muốn đào tạo ra trùng vương, hơn phân nửa là cần một lượng lớn phệ kim trùng cho cắn nuốt lẫn nhau mới có thể sinh ra ánh mắt hàn lập chợt lẽ, như có suy nghĩ gì nói. Tiểu hữu quả nhiên thông tuệ hơn người, tuy rằng không được đầy đủ nhưng cơ bản là như thế. Bất quá sự tình có quan hệ phệ kim trùng vương ngoài vài vị thái thượng trưởng lão phù du tộc chúng ta ra thì người ngoại giới biết rất ít. Vừa rồi tiểu hữu cùng lão phu nói về việc trùng vương nhưng không chút nào bất ngờ, xem ra đã sớm biết được một phần. Nói cho người hẳn là thanh nguyên tử đi, cũng chỉ có hắn có giao hảo cùng với một vị thái thượng trưởng lão trong tộc chúng ta mới có thể có biết một phần hư linh lão giả tán thưởng một câu sau, lại cười lạnh nói vãn bối quả thật được nghe qua một lần từ nơi khương tiền bối nghe nói một khi phệ kim trùng vương đại thành thậm chí ngay cả chân tiên tiên giới đều phải tránh lui ba thước lời này là thật hàn lập trầm mặc một chút mới chậm rãi hỏi lời đồn mặc dù có chút khuếch đại nhưng phệ kim trùng vương xác thực lợi hại vô cùng ít nhất lão phu gặp phải cũng tuyệt không muốn đối đầu hư linh lão giả khẽ cười một tiếng nói thì ra là thế nhưng không biết tiền bối nếu được linh trùng của vãn bối thì đại khái nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đào tạo ra trùng vương hàn lập gật gật đầu bỗng nhiên đổi đề tài hỏi lại nắm chắc một chút lão giả nhíu hai mắt trầm ngâm trong chốc lát cuối cùng mới chìa hai ngón tay hướng sang hàn lập chỉ mới hai thành xác suất này thật sự không tính là cao sắc mặt hàn lập khẽ biến trầm giọng trả lời hư tiểu hữu cho rằng phệ kim trùng vương là cái gì hai thành nắm chắc đấy là lão phu khổ tâm nghiên cứu dục trùng thuật nhiều năm đồng thời còn thêm thủ đoạn khác chuẩn bị ở sau mới có thể đổi lại là một kẻ khác thì ngay cả một thành cơ hội còn không có được rồi những thứ cần thì ngươi đã hỏi thậm chí cũng đã vượt qua ước định phía sau đạo hữu nên thực hiện ước định đi ngươi có điều kiện gì hiện tại có thể trực tiếp nói ra nghe thanh âm của hàn lập có chút kinh ngạc sắc mặt lão giả trầm xuống nói vãn bối sao dám không coi trọng ý của tiền bối về phần giao dịch tại hạ đáp ứng rồi tự nhiên cũng sẽ thực hiện về trao đổi thì vãn bối chỉ có hai điều kiện trong lòng hàn lập tựa hồ đã có quyết định Giờ phút này vừa nghe Hư Linh lão giả nói như thế thì không cần suy nghĩ đáp. Thế nào? Hai điều kiện, nói thử nghe một chút. Lão giả nghe lời Hàn Lập thì thần sắc khẽ hòa hoãn, gật gật đầu nói. Thứ nhất, vãn bối không cần bảo vật khác của tiền bối, chỉ cần lại có thể cấp thêm một ít Minh Hà linh nhũ. Tiền bối vừa đã nói, đã có đủ phệ kim trùng thì linh nhũ đối với tiền bối không mấy tác dụng. Như vậy điều kiện này đối với tiền bối không hẳn là khó xử. Thứ hai, vãn bối cũng hiểu được dục trùng thuật hơn nữa trong tay còn có một chút về kim trùng sót lại tự nhiên cũng muốn thử đào tạo một chút về về kim trùng vương tuy muốn thu gom lại đủ số lượng về kim trùng cũng không biết là chuyện của bao năm sau nhưng vãn bối vẫn muốn thử một lần cho nên muốn một phần đầy đủ bí thuật đào tạo về kim trùng vương từ tiền bối thần sắc hàn lập ngưng trọng nhất nhất nói khuôn mặt hư linh lão giả vốn đang mỉm cười nghe lời hàn lập thì trong mắt co rụt lại liền lâm vào trầm ngâm điều kiện thứ nhất thật ra không khó ta tuy rằng không thể cho ngươi toàn bộ linh nhũ sở hữu trong tay nhưng có thể cấp cho 4 năm bình. Còn điều kiện thứ hai thì có chút phiền phức, bí thuật đào tạo trùng vương là độc môn bí thuật của phù du nhất tộc chúng ta, một số trưởng lão còn không biết được đầy đủ. Hiện tại để lộ cho một ngoại nhân là có chút không ổn sau một lúc lâu lão giả nhíu mày mở miệng. Chỉ là có chút phiền toái nhưng tiền bối vẫn là có thể làm được. Vãn bối không có nói sai chứ, hơn nữa tiền bối hẳn là rất rõ ràng, so với bổn mạng linh trùng của tiền bối hay là huyền thiên tàn bảo mà nói thì điều kiện của vãn bối xem như bé nhỏ không đáng kể hàn lập mỉm cười thản nhiên nói hắc hắc lời này của tiểu hữu cũng có vài phần hữu lý được rồi lão phu có thể đáp ứng điều kiện của ngươi bất quá về điều kiện thứ hai là bí thuật đào tạo trùng vương ngươi nhất định phải ở trước mặt lão phu dùng tâm ma phát thể độc quyết không đem bí thuật này cho người thứ hai biết mới được tu vi tới cảnh giới như ngươi rồi lực ước thúc của tâm ma lại đáng sợ nhất một khi làm trái, khi độ kiếp có nhiều khả năng bởi vậy mà ngã xuống. Nếu làm như thế, lão phu có thể làm chủ đem này bí thuật này truyền thụ lão giả bỗng nhiên cười nói. Không thành vấn đề, điều này hẳn là phải vậy, Vãn Bối nguyện ý phát lời thề. Hàn Lập nghe vậy mừng rỡ vẻ mặt ngưng tụ lấy tâm ma của bản thân phát lời thề ác độc khiến hư linh lão giả không còn nghi ngờ. Được, chúng ta hoàn thành giao dịch đi. Đây là mấy bình linh nhũ, tiểu hữu tiếp trước. Lão giả vừa lòng gật đầu rung tay áo lên nhất thời năm chiếc bình nhỏ xanh biếc chợt lóe thẳng hướng sang hàn lập bay đi sắc mặt hàn lập ngưng tụ nâng tay một chảo đã đem năm bình nhỏ đều tiếp tới trong tay sau đó vừa mở nắp bình dụng thần niệm đảo qua thì sắc mặt trở nên vui vẻ tiền bối đây chính là năm nghìn vệ kim trùng thành thuộc thể mời tiền bối kiểm tra một phần hàn lập cũng theo trong tay áo lấy ra một cái linh thú hoàn cổ tay run lên cũng đưa qua tay áo lão giả cuốn một cái đã đem cái vòng nhận vào trong tay lão không cần mở linh thú hoàn, chỉ đưa ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái lên đó rồi hai mắt khẽ nhắm lại, liền trực tiếp đem thần niệm xâm nhập trong đó. Một lát sau, trên mặt lão giả liền lộ ra vẻ hưng phấn. Không sai, đích xác đều là thành thuộc thể phệ kim trùng, hơn nữa đào tạo so với ta đoán còn tốt hơn vài phần. Tốt lắm, đây là ngọc giản, người giữ gìn cho tốt. Quyết đừng cho người thứ hai nhìn thấy, lão giả nhẹ thở một hơi sau, hai mắt ngưng lại nói vừa dứt lời một cái ngọc giản sớm đã được chuẩn bị từ trong tay áo bay ra, chấp động mấy lần liền quỷ dị hiện trên đỉnh đầu Hàn Lập. Vãn bối sẽ ghi nhớ trong lòng sắc mặt Hàn Lập cũng vui mừng, kính cẩn trả lời, liền một tay lấy ngọc giản đưa lên chán. Trong nháy mắt, từng hàng cổ văn trong ngọc giản cùng một bộ phúc trông rất sống động như tranh vẽ lập tức xuất hiện ở này trong đầu. Mà hư linh lão giả đem phệ kim trùng thành thục trong linh thú hoàn thu lại cũng hoàn toàn an tâm, ngược lại dùng tựa tiếu phi tiếu ánh mắt nhìn chăm chú vào Hàn Lập, tựa hồ có chút hứng thú đối với hắn không biết qua bao lâu sau thần sắc hàn lập vừa động đem ngọc giản trên trán cùng thần niệm tất cả đều thu trở về thế nào lão phu cấp bí thuật cũng không có vấn đề chứ lão giả cười khẽ hỏi một câu vãn bối nào dám nghĩ thế tiền bối sở cấp dục trùng bí thuật huyền diệu vô cùng làm cho vãn bối hiểu ra không ít một số nghi vấn trước kia hàn lập đem ngọc giản thu lại trong tay áo lúc này cung kính trả lời ô người có thể lính ngộ đại khái trong đó có thể thấy được tiểu hữu ở khu trùng thuật thật sự trình độ rất sâu. Bất quá lão phu vẫn là muốn khuyên tiểu hữu một câu, vệ kim trùng vương kia tuy rằng vô cùng lợi hại nhưng muốn đào tạo ra, cơ duyên cùng tâm huyết thiếu một thứ cũng không được. Tiểu hữu vẫn là lượng sức mà làm là tốt, lão giả thâm ý sâu sắc nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối sẽ lưu tâm thần sắc hàn lập vừa động nói. Ừm, um, ngươi biết là được, nếu chúng ta giao dịch đã xong thì ngươi rời hắc phong các trước đi, ta theo sau ra đi đừng làm cho kim diễm nhị vị đạo hữu chờ lâu lão giả gật đầu thản nhiên phân phó vâng vãn bối đi trước một bước hàn lập tự nhiên không có gì dị nhị thì lễ rồi liền hóa thành một đạo thanh hồng bay ra đại sảnh trong nháy mắt biến mất ở tại bên ngoài hắc khí hắc hắc phệ kim trùng vương chỉ là một hợp thể tu sĩ lại dám muốn việc này nếu thật dễ dàng đào tạo ra tồn tại có thể so sánh với chân tiên thì chẳng phải phù du tộc chúng ta đã sớm xưng bá cả linh giới bản tộc sở hữu dục trùng thuật nhiều năm như thế đến nay còn không còn thấy có ai thành công. Tuy mấy bình linh nhũ kia có chút đáng tiếc bất quá có nhiều phệ kim trùng như vậy, lão phu luyện chế vạn linh tán dùng độ kiếp kia hẳn là 89 phần có thể thành công. Thân mình phệ kim trùng thành thuộc thể cơ hồ là kim cương bất hoại chi thể, dùng nó luyện chế vạn linh tán thì thật kiên cố không gì phá vỡ nổi. Độ qua phi thăng chi kiếp thật sự có thêm nắm chắc lão giả chờ độn quang của Hàn Lập vừa biến thì lập tức nở nụ cười lạnh, thì thào nhỏ giọng vài câu. Tiếp theo một tay hư linh lão giả vừa lật chuyển, linh thú hoàn chứa phệ kim trùng hiện ra, đơn thủ lão giả khắp quyết hướng sang linh hoàn điểm một chỉ. Nhất thời linh quang chợt lóe, theo đầu ngón tay trào ra một chút hắc hà, bỗng đem toàn bộ linh thú hoàn hóa thành một mảnh huyền băng màu đen, tản ra hàn khí kinh người. Cong cong hai tiếng, tay kia lão giả mở thành trường chấp động, nháy mắt bắn một tấm phủ triện màu lam trói lọi lên huyền băng, sau đó sắc mặt mới buông lỏng đem huyền băng thu lại. Sau nửa canh giờ, hai đạo kinh hồng một vàng kim một xanh từ trong bạch sắc quang mạc thoáng chốc bay ra, xoay một vòng liền nhận ra phương hướng phá không mà đi ở trong đoạn quang tự nhiên chính là hai người hàn lập cùng thanh nguyên tử hàn lập và hư linh lão giả trước sau đi ra từ trong hắc phong các không biết có hài lòng hay không nhưng kim diễm cùng thanh nguyên tử đều không hỏi bất cứ sự tình gì về giao dịch trong đó của hai người sau khi chuyện phiếm một lát cùng nhấm nháp cực phẩm linh tử của kim diễm những người liên can cũng chia ra cáo từ rời đi một đường trên không Hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều mà trực tiếp hướng về Thanh Nguyên tử động phủ bay đi. Hơn 10 ngày sau, Hàn Lập rốt cục thấy từ xa xa lờ mờ tòa cự phong cao lớn có chút quen thuộc. Lúc này độn quang của Thanh Nguyên tử lại bỗng ngừng một chút, Hàn Lập ngẩn ra, tự nhiên cũng đứng ở chỗ. Hàn Tiểu Hữu, lần này ngươi hẳn là thu được lợi ích gì đó, hơn nữa còn có chút thu hoạch khác. Lão phu xem như trả hết nợ nhân tình của ngươi, cho nên sau khi trở về lão phu không định để đạo hữu ở lâu tại chỗ này mà là tính toán lập tức phong sơn, chuyên tâm chuẩn bị đại thiên kiếp lần sau. Chỉ có khi pháp lực giao nhi tiến giai đến cảnh giới hợp thể mới có thể trợ giúp một tay khi ta độ kiếp. Cho nên lão phu muốn đem nàng bế quan, đan dược đột phá bình cảnh của nó thì lão đã sớm chuẩn bị đầy đủ, trừ phi nó có thể thuận lợi tiến giai hợp thể, nếu không lão phu sẽ không dễ dàng để nó hạ sơn. Hàn Tiểu Hữu, người có hiểu ý của ta? Thanh Nguyên Tử bỗng hướng sang Hàn Lập, thản nhiên nói: trương 1868, Môn Nhân, Vãn Bối đương nhiên biết rõ ý tứ của Tiền Bối, Tiền Bối có thể thay Vãn Bối hướng Nguyên Giao nhị vị cô nương cáo từ một chút đi. Vậy tại hạ sẽ không trở về Tiền Bối động phủ, lúc này trực tiếp rời đi. Hàn Lập nghe xong lời này, thần sắc hơi đổi, trầm mặc rất lâu, vẫn là khẽ thở dài một hơi, hướng Thanh Nguyên tử liền thi lễ nói. Hắc hắc, Hàn Tiểu Hữu chờ trách lão phu không nói tình cảm, thật sự là thời điểm lúc này giao nhi cùng tiểu hữu tiếp xúc nhiều cũng không có ích nếu là ở chung thời gian nhiều hơn mà nói khi nàng tiến ra một cửa tâm ma chỉ sợ rất khó qua lão phu không thể không dự phòng một phần thấy Hàn lập đáp ứng thanh nguyên tử sắc mặt hòa hoãn hơi thêm giải thích một phần tiền bối hiểu lầm vãn bối đối với nguyên giao cô nương cũng không ý khác chỉ là xem trở thành một vị hồng nhan chi kỷ mà thôi Hàn lập cười khổ một tiếng thật không biết như thế nào mới có thể nói rõ ràng việc này tiểu hữu xem giao nhi trở thành hồng nhan chi kỷ nhưng là vị nghĩa nữ này của tại hạ có thể không nhất định là ý tưởng này. Thanh nguyên tử hai mắt nhíu lại hạ, tựa tiếu phi tiếu nói. Vãn bối không biết giải thích như thế nào, nghĩ đến tiền bối cũng không muốn nghe tại hạ giải thích. Mặc kệ như thế nào, hàn mỗ lúc này đây có thể thuận lợi lấy được Minh Hà Linh nhũ, cũng là ít nhiều nhờ tiền bối mạnh mẽ ủng hộ, ân này tại hạ sẽ ghi nhớ trong lòng. Vãn bối sẽ không muốn lưu lại nơi đây lâu, hy vọng lần sau tái kiến là lúc tiền bối đã độ kiếp thành công. Hàn Lập hiển nhiên không muốn lúc này dây dưa gì, cúi người hành lễ, cáo từ như vậy. Ân, kia Khương Mỗ cũng cầu chúc tiểu hữu có thể có cơ hội tiến giai đại thừa chi kỳ. Thanh Nguyên Tử cũng có chút cảm thấy kính để đồng dạng hướng Hàn Lập vừa chắp tay. Hàn Lập gặp tình hình này, gật gật đầu sau, bên ngoài thân linh quang chợt lóe, liền hóa thành một đảo thanh hồng đã đi xa, mục tiêu đúng là chỗ hắn hơn một lần rời đi kia, chỗ không gian vết nứt. Trước kia hắn tu vi không đủ, còn cần thanh nguyên tử ra tay tương trợ mới có thể theo vết nứt rời đi nhưng hiện tại đã tiến giai hợp thể trung kỳ bằng lực lượng một người tự nhiên liền có thể dễ dàng phá vỡ khe nứt mà đi rồi thanh nguyên tử vạt áo phiêu phiêu ở trời cao trung vẫn không nhúc nhích thẳng đến thanh quang hoàn toàn ở chân trời cuối chỗ sau khi biến mất mới phát ra một tiếng gần như thấp không thể nghe thấy than nhẹ tiểu tử này tiến giai nhanh như vậy lúc này đây lại được nhiều minh hà chi nhũ như vậy nghĩ đến tiến giai hợp thể hậu kỳ tuyệt không thành vấn đề nhưng là nếu muốn tiến giai đại thừa kỳ không có một chút cơ duyên hẳn là rất khó có khả năng bất quá này hắn cũng là một cái quái thai trên người bảo vật cùng bí mật thực không nhỏ nói không chừng tiến giai đại thừa cũng là một chuyện tình có thể lúc này đây ta coi như là đem hết toàn lực trợ giúp hắn một tay vạn nhất ngày khác sau cũng thật có thể trở thành đại thừa tu sĩ nói không chừng còn có thời điểm lại mượn dùng người này tự nói xong rồi mấy câu nói đó nói sau thanh nguyên tử đem ánh mắt khẽ thu lại cũng độn quang hướng động phủ mà đi Gần nửa ngày sau, Minh Hà chỉ địa một tòa vô danh sơn phong, đột nhiên một trận không gian dao động kịch liệt, sau đó u tối sương mù một chút, trống rỗng hiện ra một đạo vết nứt cực lớn màu đen mở ra. Tiếp theo một tiếng sét kinh thiên, một đạo ngũ sắc quang mà thoáng chốc từ trên đỉnh ngọn núi bắn mà, chợt lóe lướt qua liền nhập vào giữa vết nứt không thấy bóng dáng. Tiếp theo không gian dao động bắt đầu nhỏ dần, khe nứt cực lớn cũng chậm rãi di hợp như lúc ban đầu, giống như hết thảy cũng không phát sinh qua bình thường. Thời gian cực nhanh, hơn 300 năm thời gian chợt thoáng qua. Đối với linh giới to như vậy mà nói, chừng này thời gian có thể chỉ là nháy mắt công phu mà thôi, nhưng đối với bình thường phàm nhân mà nói, cũng là một cái căn bản thọ nguyên. Về phần đối với người có thể phi thiên độn địa đại thần thông xem ra mà nói, như thế năm tháng cũng là một đoạn thời gian không thể bỏ qua. Tông môn thế gia, thậm chí có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, có thể bước đầu đào tạo ra đại tộc nhân cùng đệ tử. Bất quá đối với cả nhân tộc mà nói, 300 năm thời gian này lại đủ để mang đến long trời lỡ đất biến hóa. Hiện giờ sau mấy trăm năm, cả nhân tộc tam cảnh nơi đã nơi nơi có thể thấy được kết bè kết đội giáp sĩ, cùng một tòa thành lũy cực lớn. Mà lấy tòa thành thị to lớn này làm trung tâm, một đám kiểu dáng khác nhau pháp trận cấm chế, lại giống như mạng nhện trải rộng các nơi, đem thành thị vây quanh một tầng lại một tầng, đủ có thể làm cho mưu toan tiến công của địch nhân lâm vào tuyệt vọng. Ở mấy trăm năm trước, đối với bình thường thành thị mà nói căn bản khó gặp kết đan, Nguyên Anh tu sĩ, nay lại bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở trước mặt phàm nhân, thậm chí có chút cơ duyên tốt, còn có thể ngẫu nhiên thấy hóa thần cấp tu sĩ. Về phần số lượng phàm nhân luyện thể sĩ, trải qua mấy năm nay các thế lực lớn điên cuồng mở rộng, lại liên tiếp thay đổi hoàn thiện, đều trang bị viễn siêu từ trước đến nay võ cụ hoàn mỹ. Mặt khác một ít phàm nhân bách tính ngay cả luyện thể thuật đều không thể tu luyện, cũng sẽ chuyên môn tổ chức đại lượng tráng niên, tu luyện một ít phàm nhân võ học, hảo có thể cường thân kiện thể cũng có một chút lực tự bảo vệ mình mà hết thảy, cơ hồ là phàm nhân bách tính tự nguyện tiến hành. Bởi vì tới lúc này, có quan hệ đến tin tức ma kiếp sắp đến, cho dù là hài đồng ba tuổi đều đã biết được giành mạch. Ở hơn trăm năm trước, ở trong các đại thành thị lớn lại đều tự xuất hiện thánh đảo sứ giả, trực tiếp tuyên bố chuyển xác đoán trước ma kiếp ở trong 200 năm tiến đến, hơn nữa ngưng trọng nói thẳng rõ ràng, lúc này đây ma kiếp khí thế ảo ạt, nguy hại to lớn hơn xa trước kia nhiều lần, một cái vô ý thực có thể làm cho cả nhân tộc như vậy diệt phong. Dưới kinh hãi, cũng đều lấy mấy lần tốc độ cực nhanh chuẩn bị hết thảy thủ đoạn ứng đối. Trong các phường thị lớn các loại tài liệu cùng linh dược lại nhanh chóng bị càn quét không còn. Chỉ có các đại tông môn thế gia đều có dược viên, còn có một chút đang gieo trồng linh dược. Mà linh dược cũng cùng linh dược hiếm trước kia gieo trồng bất đồng, phần lớn đổi thành loại thành thục sớm, nhưng lại là tối thường dùng linh thảo linh hoa. Về phần các thế lực lớn trước kia cố hết sức che giấu giấu giếm một vài thứ, lại giống như giếng phun sôi, hiện thế mà ra càng có một chút thế lực, bắt đầu thường xuyên trao đổi một ít bí thuật công pháp cần thiết, mưu toàn ở trong khoảng thời gian ngắn khiến cho thực lực của chính mình cao hơn một bậc. Đương nhiên nhân tộc này thế lực lớn nhất, tự nhiên vẫn là thiên uyên thành cùng tam đại hoàng thành. Trước kia là nơi tụ tập nhân yêu lưỡng tộc tinh nhuệ, cũng có hơn 10 hợp thể tu sĩ chấn thủ trong đó, có thể xem vững như Thái Sơn. Sau còn lại là hội tụ tam cảnh nơi cao giai tu sĩ, cũng có tam hoàng tự mình chấn thủ, ở người bình thường trong lòng đồng dạng là bền vững. Với thư xê lực đó, tự nhiên chính là nhân tộc 10 đại tông môn, tam đại chân linh gia tộc linh tinh tồn tại, đồng dạng hấp dẫn đông đảo phàm nhân cùng tán tu nhanh chóng hội tụ, ngắn ngủn mấy trăm năm đã đem dân cư tăng vọt hơn gấp 10 lần, cơ hồ tới cực hạn bọn hắn có thể nhận. Không riêng nhân tộc đối mặt lần này ma kiếp rất có ý đập nồi dìm thuyền, mặt khác yêu tộc cùng phụ cận mấy ngoại tộc cũng đều đồng dạng động viên cả tộc đứng lên. Các tộc tại đây trong 300 năm lại thường xuyên phái ra sứ giả cho nhau truyền lại một ít cùng ma kiếp tương quan tin tức quan trọng hơn, cùng đã khởi 120 phần tinh thần đối mặt ma kiếp lần này. Ở nơi này toàn bộ dân giai binh, ở cách thiên uyên thành không xa trong một mảnh sơn mạch, ước chừng có 3-400 tu sĩ tụ tập ở đỉnh một ngọn núi, đang tập trung tinh thần nghe một bạch y nữ tử ngồi xếp bằng ở trên cự thạch, giảng thuật một thiên công pháp thâm ảo dị thường. Cô gái này tuổi nhìn như không lớn, chỉ có bộ dáng 17-18 tuổi, nhưng là bên ngoài thân hình có một tầng màu trắng ngả liên ảnh bao vây lấy, trên vầng trán có một đóa liên hoa màu thâm lam bộ dáng như được khảm vào trong, làm cho nàng càng phát ra vẻ thanh lệ thoát tục, giống như thiên thượng tiên tử không nhiễm bụi trần bình thường. Mà tu sĩ nghe đạo ở đây, tuy rằng nam nữ lao ấu đều có, nhưng là hơn phân nửa đều là đạo trang, mặt khác hơn một nửa cùng lam bảo bối kiếm, tựa hồ cũng là đồng trúc tông môn bình thường. Bất quá tu vi những người này, hiển nhiên cũng không tính rất cao, chỉ có ít ỏi mấy người là kết đan tu vi, đại bộ phận mọi người là trúc cơ kỳ tu vi. Tốt lắm, hôm nay giảng đạo liền đến nơi này, tiếp theo bắt đầu bài giảng sẽ ở 3 tháng sau, là sư bá các ngươi, tự mình giảng thuật ngũ hành chi đạo cho các ngươi. Hiện tại có thể ly khai, ước chừng một lúc lâu sau, mỹ mạo nữ tử rốt cuộc đem pháp quyết nói xong, sau đó bình tĩnh hạ lệnh trục khách. Cần tuân sư cô pháp chỉ, mấy trăm tu sĩ nghe vậy, thần sắc cảm thấy kính nể đang hướng nữ tử đại lễ chiêm ngưỡng một chút, sau đó mới cung kính hoặc thúc giục pháp khí, hoặc trực tiếp khống chế pháp bảo rời đi. Bạch y nữ tử, nhìn những người này đi xa độn quang, bỗng nhiên đại mi khẽ nhíu, hướng một bên đại thụ thản nhiên nói một câu hải sư huynh đệ tử này rõ ràng là ngươi cùng khí linh tử sư huynh sở thu lại cố tình bảo sư muội đến thay ngươi giảng bài ngươi không biết là hơi có điểm quá đáng sao bản đại thiếu lúc trước cũng không nghĩ tới thu cái gì đệ tử còn không phải là kế hoạch lớn của đại sư huynh mới nhận như vậy một đống lớn phiền toái huống hồ sư muội lấy thần dẫn đại pháp giảng đạo nếu cảm thấy có thể sánh bằng mạnh hơn gấp trăm lần ta cùng đại sư huynh nếu không chừng này môn nhân cũng sẽ không ngắn ngủn mấy trăm năm, còn có tiến bộ kinh người như thế. Ngay cả kết đan tu sĩ đều xuất hiện mấy người, đại thủ bạch quang chợt lóe, một người mặc lam bảo tuấn Mỹ nam tử xuất hiện ở nơi đó, cũng thần tình vui cười nói. Những đệ tử đó tiến bộ giống như thế này, không là tiểu muội công lao, hơn phân nửa đều là công lao đan dược sư phó trước kia ban tặng còn sót lại. Đan dược này, ta đều đã không dùng được, nhưng thật ra tiện nghi cho đệ tử hai người các ngươi. Bất quá khí linh tử sư huynh nhận lấy một ít đệ tử, là vì làm cho kế thừa vụ hải xem có thể phát dương quang đại, người cần gì phải cũng đi theo náo nhiệt này. Bạch y nữ tử vẫn không có tức giận nói, chuyện này căn bản không thể oán ta, đều là khí linh tử lúc trước cố ý kích ta, mới có thể trở nên như thế. Làm bảo nam tử mày ủ mặt ê dưới, hoàn toàn kêu oan nói. Hắc hắc, nhị sư đệ lời này nói có thể là có chút trái lương tâm. Cũng không biết lúc trước là ai nghe được nhiều như vậy đệ tử gọi là sư phó, miệng vẫn đều không thể khép lại. Một tiếng cười khẽ theo phụ cận một khắc khỏa phía sau cây truyền ra, tiếp theo linh quang chợt lóe, một gã mặc hoàng bào đạo sĩ cũng quỷ dị hiện lên mà ra. Ba người này đúng là hàn lập ba gã ký danh đệ tử, bạch quả nhi, khí linh tử cùng hải đại thiếu. 300 năm không thấy, ba người khuôn mặt tuy rằng cùng trước kia không chút thay đổi, nhưng thần thái hơi thở lại cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Trường 1869, mà Ban Hàng Thế Bạch Quả Nhi cùng Hải Đại Thiếu rõ ràng chỉ có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ nhưng khí linh tử còn hơn hai người, đã là một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Phải rồi, sư muội lại nói tới sư phụ, 200 năm trước, sau khi lão nhân ra trở về từ man hoang thế giới thì lại lập tức bế quan không ra, chẳng lẽ quả thật sư phụ có ý định tiếp tục trùng kích bình cảnh hợp thể hậu kỳ hay sao? Đột nhiên thần sắc Hải Đại Thiếu bỗng trở nên nghiêm nghị, hỏi. Ta cũng không rõ điều này lắm, hiện tại nơi sư phụ bế quan bị tầng tầng cấm chế bao vây, ngay đến băng phượng sư cô cũng không thể mảy may đến gần. Xem ra nếu người không có ý định trùng kích vào hậu kỳ thì hẳn cũng đang tu luyện một loại đại thần thông khó lường nào đó. Bởi vậy lúc này không muốn để chúng ta quấy rầy Bạch Quả Nhi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Năm đó sư phụ tiến giai từ hợp thể sơ kỳ đến trung kỳ cũng chỉ cần mất 3 400 năm gì đó. Nếu lần này lại trong khoảng thời gian ngắn mà thành công tiến giai đến cảnh giới hậu kỳ dù vẫn biết không thể lấy tu sĩ cùng dai so sánh với lão nhân gia nhưng cũng không khỏi quá mức khủng khiếp đi. Hải đại thiếu không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên mở miệng nói. Nếu lần này quả thật sự phụ có thể tiến giai hậu kỳ, bất thể là đối với ba người chúng ta hay là cả nhân tộc đều là chuyện vô cùng may mắn rồi. Bất quá, ta nghĩ chuyện này khả năng cũng không lớn. Dù sao từ hợp thể trung kỳ đến hậu kỳ, rõ ràng cần phải có pháp lực khổng lồ mới có thể tiến giai. Bình thường cũng cần ít nhất một hai ngàn năm không ngừng khổ tu mới chỉ có mấy trăm năm, quả thực không đủ để ngưng luyện ra đầy đủ pháp lực. Khí linh tử sờ cầm, lắc đầu người nguệ ra vẻ không đồng tình, nói. Hừ, đại sư huynh, người cũng biết sư phụ không phải người thường, cần gì phải lôi con đường tu luyện của loại tu sĩ bình thường ra để đánh giá sự tiến cảnh của sư phụ. Theo ta thấy hẳn là sư phụ phải có chút nắm chắc mới bế quan như thế. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, thiên uyên thành cùng với tam hoàng và một số thế lực khác thường xuyên phái người tới bái phỏng sư phụ, Chúng ta đem tin tức truyền tống vào trong thì người không mảy may hồi âm trở lại. Có thể thấy sư phụ đang dốc toàn tâm vào việc tu luyện, không muốn bất cứ chuyện gì quấy ấy. Trong đôi mắt đẹp của Bạch Quả nhi lóe lên một tia dị sắc, nói với vẻ hoàn toàn khẳng định. Xem ra trong ba người chúng ta thì Bạch sư muội có lòng tin lớn nhất đối với sư phụ. Bất quá những chuyện như thế này chúng ta đã phân tích bao nhiêu lần rồi mà căn bản là không thể đưa ra bất cứ kết luận nào. Huống chi không biết lần này sư phụ bế quan cần bao nhiêu thời gian mới xuất quan trong khi đó ma kiếp chỉ còn nhiều lắm là vài chục năm nữa sẽ hàng lâm rồi sư phụ cho dù có nắm chắc đi chăng nữa sợ rằng khi ma kiếp đến cũng không thể nào không xuất quan ứng đối rồi khí linh tử khoát khoát tay nói điều này cũng phải nếu như vậy thì quả thật đáng tiếc nếu ma kiếp hàng lâm chậm hơn một thời gian nữa thì cho dù sư phụ không đột phá bình cảnh thì tu vi lại đại tiến thêm một bước vẻ mặt hải đại thiếu đầy tiếc nuối nói được rồi Sư phụ tu luyện ra sao cũng không phải chuyện để lũ đệ tử chúng ta có thể tùy ý bình phẩm. Những gì chúng ta nên làm bây giờ là ở trong Ma Kiếp bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Phải rồi sư muội, chỉ bằng ngươi cũng gia nhập vào Thiên Uyên Thành đi. Dù sao một khi Ma Kiếp Hàng Lâm thì cả nhân tộc cũng chỉ có Thiên Uyên Thành an toàn nhất. Nể mặt sư phụ, hẳn những trưởng lão kia cũng sẽ kính trọng vài phần đối với sư muội. Khí Linh Tử quay về phía Bạch Quả Nhi thần sắc nghiêm túc nói, Khí Linh Tử sư huynh nói rất phải ta cùng với sư huynh đã quyết định một khi ma kiếp bộc phát sẽ di rời tất cả các môn hạ đệ tử vào trong thiên uyên thành. Mặc dù chỉ làm vệ sĩ cấp thấp nhất nhưng có hai người chúng ta chiếu cố, hẳn sẽ không bị đem ra sử dụng như pháo hôi. Nếu có sư muội cũng đến giúp thì tự nhiên lại càng tốt rồi. Hải đại thiếu khẽ cười, nói, thiên uyên thành, cặp lông mày bạch quả nhi khẽ nhíu, lộ ra vẻ trầm ngâm. Sao vậy, phải chăng sư muội còn có dự định gì khác chứ? Chuyện này tốt nhất nên sớm quyết định đi, dù sao trước khi sư phụ bế quan đã nói với chúng ta, một khi ma kiếp bộc phát người còn có đại sự khác phải đi làm, không thể nào lưu ba người chúng ta ở bên. Khí linh tử quan tâm hỏi lại, thật không phải với nhị vị sư huynh, trước đó không lâu ta nhận được thư phụ thân gửi cho. Tất cả mọi người trong phái của tổ mẫu đều đã di rời vào trong huyền vũ hoàng thành. Phụ thân cũng muốn ta về bên đó, mà tiểu muội cũng chỉ có mấy thân nhân này nên cũng không muốn sau khi ma kiếp bộc phát còn sẻ nghé đôi nơi, lo lắng lẫn nhau nữa bạch quả nhi sau một hồi cân nhắc rốt cục cũng nói ra quyết định của mình thì ra là như vậy sư muội có thân nhân mong ngóng đúng là không nên chia lìa ở hai nơi bất quá cũng may huyền vũ hoàng thành xem như là nơi an ổn đáng tin cậy nếu sư muội đến đó thì ta nghĩ hẳn cũng khá an toàn hải đại thiếu trợt hiểu ra nói nếu bạch sư muội đi huyền vũ hoàng thành thì chi bằng mang theo liễu phong cùng với phủ vân hai người bọn họ nói gì thì cũng là tu sĩ kết đan, đi theo bên cạnh sư muội chắc là cũng có khi hữu dụng. Khí linh tử bỗng nhiên nói, Liễu Phong cùng Phù Vân đã là đệ tử đắc ý nhất của sư huynh, làm sao sư muội dám mang theo bên người để sai sử chứ? Sư huynh yên tâm, không phải ở bên cạnh ta còn mấy tên nha đầu đi theo hay sao? Các ả à theo ta cũng được một thời gian rồi, mặc dù còn chưa kết đan nhưng tu vi chút cơ kỳ thì có thể có đôi chút hữu dụng ánh mắt bạch quả nhi khẽ đảo, hém miệng cười nhẹ, nói. Ha ha, nếu sư muội đã nói thế, ta với Hải sư đệ đây có nói nữa cũng. Khí Linh Tử khẽ cười một tiếng rồi cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng sét từ trên không trung gần đó truyền tới, tiếp đó cả trời đất cũng khẽ rung động, ngọn núi dưới chân đột nhiên rung lên, phát ra những âm thanh ầm ầm. Cả ba người Bạch Quả Nhi đều là tu sĩ nguyên anh kỳ, chút rung động nhỏ nhỏ này đương nhiên không thể làm họ để tâm chút nào. Đang vững vàng đứng ở chỗ cũ nhưng trong phút chốc sắc mặt cả ba người bỗng đại biến không hẹn mà cả ba đều nhìn về phía trời cao chỉ thấy lúc trước bầu trời xung quanh còn vạn dặm trong xanh không một gợn mây hiện giờ lại xuất hiện thêm một khối như một cái bớt tràm khổng lồ lớn chừng gần một dặm rồi sau đó nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh đồng thời từ bên trong cái bớt tràm có một truyền ra những dao động mãnh liệt lan ra khắp bốn phương tám hướng chỉ trong chốc lát bớt tràm kia điên cuồng lớn lên gấp ba bốn lần rồi một tầng mịt mờ kia dường như khiến cho toàn bộ thế gian trở nên ảm đạm phảng phất như đang có thứ gì đó đang nhanh chóng ăn mòn cả bầu trời ma ban đúng nó rồi cái này nhất định đúng là ma ban trước khi ma kiếp hàng lâm sắc mặt hải đại thiếu trắng bệch bỗng nhiên hắn lớn tiếng hô ánh mắt bạch quả nhi cùng khí linh tử cũng đang nhìn chằm chằm vào ma ban trong không trung thần sắc cũng cực kỳ khó coi đúng chính xác là ma ban rồi không giả không ngờ được là ma kiếp hàng lâm so với dự đoán còn sớm hơn một chút bạch quả nhi lẩm bẩm nói cái này cũng không nhất định là ma ban nói không chừng là những thiên tượng khác giống nó mà thôi phải hay không thì còn cần người từ thiên uyên thành đến chính thức xác nhận một chút mới được khí linh tử thở dài một hơi sắc mặt cuối cùng cũng khá hơn một chút nói hừ cái này thì cần gì xác nhận nếu quả thật là ma ban mà nói thì cả địa vực chắc chắn sẽ không chỉ có một chỗ này hải đại thiếu lắc đầu nói điều này cũng đúng nếu chuyện này là thật thì tất cả mọi người trong tam cảnh sẽ biết đến ngay khí linh tử im lặng một chút rồi trả lời nhị vị sư huynh cũng không cần quá lo lắng, mà ban xuất hiện chỉ cho thấy là ma giới xâm thực mới vừa bắt đầu thôi, quá trình này cực kỳ chậm chạp. Theo như ghi chép, cho đến khi lực ở mặt biên yếu đến mức mà ma tộc có thể xâm nhập linh giới thì còn ít nhất là nửa năm. Có khoảng thời gian này để chuẩn bị, nhân tộc chúng ta cũng sẽ không bị luống cuống tay chân ánh mắt bạch quả nhi khẽ chuyển, nói. Nói thế cũng không sai, nhưng ma tộc cũng có thể thong dong ở nơi có ma ban triệu tập nhân thủ, những đợt công kích đầu tiên tuyệt đối sẽ hung mãnh vô cùng, không biết có bao nhiêu thành chỉ có thể qua khỏi được đây. Khí linh tử cười khổ nói, bạch quả nhi cùng hải đại thiếu nghe vậy liền biến sắc mặt, càng trở nên khó coi hơn. Cũng vào lúc này, ở phía chân trời có tia sáng lóe lên, một chiếc kim sắc phi chu cũng liền bắn về phía này. Trên chiến thuyền dài hơn 10 triệu này, có 10 vệ sĩ mặc chiến giáp xanh đen trong suốt đang đứng đầy, ai nấy thần sắc cũng đều ngưng trọng. Sau khi chiến thuyền dừng lại bên dưới bớt tràm khổng lồ một chút thì những giáp sĩ kia ồ ạt bay lên bầu trời, lóe lên rồi biến mất. Trong giây lát bọn họ đã đến gần chỗ bớt tràm, sau đó hoặc là ném ra từng kiện trận kỳ, trận bàn, hoặc là lấy ra một số pháp khí hình dạng quái dị chỉ vào đó và điên cuồng thúc giục. Tức thì trên bầu trời lấp lánh linh quang, vô cùng đẹp mắt. Ở phía xa vẫn có độn quang liên tiếp hiện ra, tựa hồ vẫn còn có nhiều tu sĩ đang ùn ùn kéo đến nơi này. Đi thôi, vệ sĩ tuần tra của thiên uyên thành rồi, chúng ta lập tức trở về động phủ, trước hết đem việc này nói cho sư phụ rồi tính khí linh tử trầm giọng nói. Hai người bạch quả nhi đương nhiên không có ý kiến, lập tức gật đầu đồng ý, cũng tự thao túng độn quang nhắm về một ngọn núi phía xa bay đi. Lúc này trong một gian mật thất đang có bạch quang nhàn nhạt, nhạt lập lè không ngừng, có một tòa cự đỉnh cao ngang đầu người đang vững vàng ở chính giữa. Mà vây quanh đỉnh này lại có ba tên hàn lập đang khoanh gối ngồi trên bồ đoàn, tất cả đều nhắm nghiền hai mắt không nhúc nhích. Trong ba tên hàn lập, một tên kim quang lấp lánh, ở bên ngoài thân có một cỗ hắc khí quấn quanh không ngừng lưu chuyển, một tên da thịt màu xanh lục nhạt, toàn thân hừng ngực tử khí, người cuối cùng thì hai tay khẽ đặt trên đùi nhưng sau lưng có một vầng sáng kim sắc lưu chuyển không ngừng. Hơn nữa khi vầng sáng này căng ra co lại thì có thể thấy vô số kim văn ẩn hiện bên trong đang quay cuồng không ngừng. Mà ở trung tâm của vầng sáng này lại có 72 thanh tiểu kiếm xanh biếc đang không ngừng truy đuổi lẫn nhau. Bỗng đột nhiên ba hàn lập đồng thời mở mắt, cánh tay đang hạ ở trên đùi bỗng nhiên đồng loạt nhấc lên hướng về phía cự đỉnh nhẹ nhàng vỗ một cái. Oanh một âm thanh vang lên, nắp cự đỉnh bắn tung lên trời, tiếp đó có tiếng vù vù phát ra, lại có vô số sợi tơ trắng từ trong đỉnh tỏa ra ngoài. Đi ba tên hàn lập, lại một lần nữa vươn một ngón tay hướng cự đỉnh trong không trung điểm một cái. Ở miệng đỉnh nơi bắn ra bạch tơ nhưng chúng nhất thời như thể đụng phải một tấm bình chướng vô hình, rối rít run rẩy rồi dừng ở chỗ cũ, lại bị cứng rắn cấm chế ở trong không trung. Đúng lúc này từ trong đỉnh có âm thanh vù vù phát ra, mười mấy đoàn kim quang lóe lên rồi bắn ra, đó là hơn 10 con bọ cánh cứng lớn chừng nắm tay, trên lưng mỗi con đều phát ra kim quang trói lọi, cũng trải rộng các phần màu tử kim. Đồng thời ở phần bụng phía dưới lại trở nên trong suốt có thể nhìn thấu, phảng phất như là hổ phách. Dường như những con bọ cánh cứng này đều hung hãn dị thường vừa mới bay ra khỏi đỉnh lập tức đã nhe hết răng nanh nhào tới cùng một chỗ, như thể đang muốn cắn nuốt hết thảy đồng loại của chúng vậy. Trong nháy mắt, ở miệng cự đỉnh phát ra những âm thanh chói tai, từng trận sát khí kinh người tản ra khắp nơi. Ba tên Hàn Lập thấy vậy liền quát to một tiếng, từ trên ngón tay bỗng có linh quang lấp lánh, từng đạo pháp liên tục bắn về phía những con linh trùng này. Chương 1870, hậu tuyển trùng vương. Những linh trùng kia sau khi bị những pháp quyết kia đánh lên liền lập tức bị bước bách tách ra nhưng trong miệng không ngừng gào thét bất mãn. Tiếp đó miệng ba tên Hàn Lập lại lẩm bẩm gì đó, pháp quyết trong tay lại càng biến hóa không ngừng. Mười mấy con bọ cánh cứng vằn tím dường như đang bị cấm chế nào đó khống chế tâm thần, trong lòng hoàn toàn không muốn nhưng cũng đành vỗ hai cánh về phía sau, hung hăng ồ ạt lao về phía bạch tơ đã được phóng ra từ trước đó, há to miệng cắn nuốt. Tốc độ cắn nuốt của những con bọ cánh cứng này kinh người cực kỳ, bạch tơ vốn dĩ còn đang dày đặc nhưng trong chốc lát đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Tên hàn lập ra thịt lục nhà thấy vậy đột nhiên há miệng, lại phun ra vô số điểm ngân quang. Những ngân quang này bất quá chỉ lớn chừng hạt đậu, nhưng vừa rơi vào trong cự đỉnh màu xanh thì lại dần dẫn huyễn hóa ra mấy chục đóa hoa màu bạc lớn chừng bàn tay. Cánh hoa lóng lánh ngân quang, trải rộng những vần đỏ như màu máu, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Mười mấy con bọ cánh cứng vừa thấy những ngân hoa này lại phát ra âm thanh vui sướng, một lần nữa lại bổ nhào về phía trước, từng đó ngân hoa trong khoảnh khắc lại bị cắn nuốt mà biến mất. Bất quá mỗi khi có một đóa ngân hoa biến mất, lại có thêm một đóa lặng lẽ hiện ra. Sau chừng thời gian một bữa cơm, Số ngân hoa mà những con bọ cánh cứng nuốt vào rốt cuộc cũng phải lấy đơn vị hàng ngàn mà tính. Nhìn thì hoa văn màu tím trên thân thể bọ cánh cứng lưu chuyển mơ hồ lớn hơn một vòng so với lúc trước. Mà lúc này, tên Hàn Lập Kim quang chói lọi đột nhiên mở hai mắt, từ trong con ngươi màu huyết hồng lại phun ra từng đoàn lửa đen, chỉ sau mấy chớp mắt chúng đã hóa thành một biển lửa đen, đem hơn chục con linh trùng kia cũng hoàn toàn bao bọc vào trong. Một màn quỷ dị xuất hiện, những linh trùng này há lớn cái miệng, lại liên tục phun ra nuốt vào những ngọn lửa đen này cứ mỗi lần chúng phun ra nuốt vào như vậy những ngọn lửa màu đen lại giảm đi một chút chẳng mấy chốc tất cả lửa đen đều bị những con bọ cánh cứng này nuốt hết vào trong bụng một tia cũng không sót lúc này trong miệng tên hàn lập còn lại quát khẽ một tiếng hai tay áo đồng thời vung lên bỗng có hai tiếng xét từ đó truyền ra tiếp đó kim quang lóe sáng hai đạo kim hồ to chừng miệng chén bắn ra lóe một cái liền hóa thành hai tấm lôi võng lần lượt rơi xuống chụp lấy toàn bộ mười mấy con bọ cánh cứng kia sau một tiếng nổ lớn ùm um ùm, um, hai tấm lôi võng liền hóa thành vô số điện hồ nhỏ li ti. Kim sắc điện quang vẫn còn đang chớp tắt không ngừng thì những điện hồ này đã bao phủ lấy toàn bộ đám bỏ cánh cứng. Nhưng nếu tỉ mỉ nhìn lại thì những linh trùng màu vàng kia mặc dù bị điện hồ điên cuồng đánh lên thân mình, nhưng những vằn tím trên người cứ chớp tối chớp sáng không ngừng. Hơn nữa còn dang rộng chi chân, để mặc cho những điện hồ kia càng đánh nhiều hơn lên thân mình, dáng vẻ cực kỳ thích thú bọn chúng ở trong điện quang lóng lánh đến một sợi lông cũng không hề hấn gì. Không biết qua bao lâu, kim sắc lôi quang nọ rốt cục cũng dần dần thu liếm rồi biến mất. Tên Hàn Lập ở đỉnh đầu có vầng kim quang đang chuyển động không ngừng cũng mở hai mắt. 72 thanh tiểu kiếm màu xanh ở trong vầng sáng phía trên đỉnh đầu đồng thời khẽ run lên rồi hóa thành vô số tơ xanh bắn về phía trước, trong nháy mắt thế công kích đã đến trước mặt mười mấy con linh trùng nọ. Có những tiếng nổ lớn đương đương phát ra những tơ xanh này chém lên người những con bọ cánh cứng kia dường như chém lên những khối tinh cương. Mặc dù liên tục đánh bay chúng đi, nhưng thanh quang to lớn lại không mảy may lưu lại chút dấu vết trên người chúng. Mười mấy con linh trùng gặp phải đợt công kích này nhất thời trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Cả đám đều trở nên vô cùng phẫn nộ, tiếp đó chúng giang rộng hai cánh, thân hình trong phút chốc bỗng trở nên mơ hồ, lập lòe chất sáng không ngừng phía trên cự đỉnh. Mặc dù những tơ xanh kia nhanh như thiểm điện nhưng một khắc sau đó cũng rối rít thất bại, căn bản không tài nào chém chúng những con linh trùng thân hình bỗng nhiên trở nên vô cùng quỷ dị kia. Hàn lập phóng ra thanh tơ đang đứng ở phía xa ở phía xa lại trầm sắc mặt xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, hướng tới thanh tơ ở cự đỉnh khẽ điểm một cái. Sau một tiếng trầm muộn như chuông vang lên, ở mặt ngoài cự đỉnh bỗng chốc hiện ra vô số phù văn, đồng thời một cỗ lực lượng vô hình từ đó phát ra. Những con bỏ cánh cứng kia vốn đã hóa thành một làn khói nhẹ, chỉ sau một khắc đã bị ép hiện nguyên hình, đồng thời ở phía dưới đôi cánh của chúng phát ra kim quang chói mắt, tốc độ phi độn bỗng chốc trở nên giống như sên bỏ vậy. Những thanh tơ do tiểu kiểm màu xanh biến thành kia dưới tác động của cỗ lực lượng vô hình này không hề giảm tốc độ mà lại như cá gặp nước, độn tốc trong phút chốc tăng vọt vài phần. Thanh ti chấp động, cả không trung phía trên cự đỉnh bỗng hoàn toàn biến thành một vùng sáng màu xanh. Mười mấy con bọ cánh cứng vằn tím ở trung tâm sâu trong vầng sáng giống như hồng tâm bất động, đồng thời bị hàng trăm thanh tơ đồng loạt đánh tới tức thì có tiếng như kim khí va chạm lẫn nhau, thậm chí giống như cuồng phong bạo vũ không ngừng vang lên. Trong phút chốc, bên ngoài thân mười mấy con linh trùng có chất sáng thanh quang khiến người khác không thể nhìn thẳng, nhưng từ trong truyền ra những tiếng kêu vang the thế mà lại vô cùng lọt tai. Ba tên Hàn Lập thấy vậy thần sắc vẫn bất biến, trong ba người có hai người lại nhanh chóng tự bấm độn pháp quyết, mãnh liệt rót pháp lực vào cự đỉnh. Người cuối cùng thì trên mặt có một tầng thanh khí che phủ, đang không ngừng biên cuồng thúc dục những tơ kiếm màu xanh kia. Nhất thời, ở trong mật thấy chỉ nghe những âm thanh vèo vèo xé gió cùng với những tiếng ầm ầm nổ vang. Không biết qua bao lâu sau, đột nhiên tên Hàn Lập đang thả ra kiếm tơ màu xanh kia hai mắt nhảy dựng, một ngón tay điểm về hư không phía đằng xa ra một chỉ. Tức thì những tơ xanh kia ngừng lại một chút rồi lại một lần nữa huyễn hóa thành 72 thanh tiểu kiếm màu xanh, lóe lên rồi bắn ngược bên này. Vầng sáng kim sắc ở đỉnh đầu hắn vốn dĩ đang co giãn không ngừng lại khẽ xoay một vòng, tất cả các phi kiếm đã bị thu lại một cách quỷ dị không thấy đâu nữa. Tiếp đó bản thân vầng sáng kia sau một tiếng phanh cũng tán loạn biến mất. Mà cùng lúc đó, hai gã hàn lập khác cũng thay đổi pháp quyết. Ngoài thân chấp động linh quang tự thu công pháp, không chung phía trên cự đỉnh, những con bọ cánh cứng vằn tím vốn dĩ bị thanh quang bao phủ một lần nữa hiện ra thân hình. Trải qua kiếm tơ mài luyện trong thời gian dài như thế nhưng chúng vẫn tỏ ra phẫn nộ như trước, tinh thần không tỏ ra uể oải chút nào, hơn nữa do không có tác dụng từ cấm chế của cự đỉnh, lập tức lại giang hai cánh rồi chia nhau bắn tới ba tên hàn lập định, ba tên hàn lập thấy thế không có chút nào bối rối, từ trong miệng lại phun ra một tiếng ngôn quyết. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy con linh trùng sau khi nghe được thanh âm này thì đôi cánh khẽ khua loạn, ngã trái ngã phải ở giữa không chung không cách nào giữ vững thăng bằng được vậy. Cơ hồ như cùng thời điểm, cự đỉnh màu xanh phát ra âm thanh vù vù, một đạo bạch hà từ đó xông ra, chớp mắt một cái đã đem hết lũ bỏ cánh cứng vằn tím cuộn vào trong, những con linh trùng này dường như không muốn nhưng ở dưới tác dụng của Bạch Hà thì phải ngoan ngoãn để nó kéo vào trong cự đỉnh. Thấy cảnh này, tên Hàn Lập mới vừa rồi thả ra phi kiếm than nhẹ một tiếng, thân sắc khuôn mặt hơi buông lỏng, khẽ lẩm bẩm, ngày càng khó khống chế chúng, xem ra những gì bí thuật nói không sai. Một khi trưởng thành đến tầm này thì phương pháp khống chế ban đầu đúng là không còn bao nhiêu hiệu quả. Xem ra bắt buộc phải tiến hành thêm một lần nghi thức nhận chủ nữa rồi. Bất quá đào tạo đến trình độ hiện tại thực lực những con linh trùng này cũng không khác biệt nhau nhiều lắm, thật sự rất khó tiếp tục cắn nuốt thêm một bước nữa, muốn đào tạo ra trùng vương thật sự là không có khả năng rồi. Sau khi tự nhủ thì Hàn Lập khẽ nhíu mày, nhất thời chìm vào trầm ngâm. Kể từ sau khi hắn vừa rời đi khỏi Minh Hà Chi Địa, vừa tu luyện vừa thu thập các loại tài liệu khan hiếm gặp suốt dọc đường, trải qua hơn trăm năm rốt cuộc cũng một lần nữa trở lại nhân tộc. Hắn vừa về tới cũng biết, cách thời điểm ma kiếp bộc phát không còn bao lâu lại lập tức triệu tập ba đệ tử dặn dò một phen, sau đó bố trí tầng tầng cấm chế và tiếp tục bế quan. Lần bế quan này, mục đích của hắn chỉ có hai. Một là tận lực khổ tu, lợi dụng lực lượng của Minh Hà Chi Nhũ cải thiện thể chất, tranh thủ tu luyện pháp lực tới cảnh giới trung kỳ đại thành, sau đó sẽ thử trùng kích bình cảnh hậu kỳ. Một mục đích khác, dĩ nhiên là lợi dụng bí thuật nuôi trùng thu được từ tay phù du tộc để thử đào tạo trùng vương. Nếu trước khi ma kiếp bộc phát có thể đào tạo ra phệ kim trùng vương, chưa nói đến quét ngang ma tộc nhưng ít nhất cũng không bị nguy hiểm tới mức ngã xuống. Cho nên mặc dù biết rõ khi trước thái thượng trưởng lão của phù du tộc dễ dàng đem thuật này giao cho hắn, khẳng định trong đó có chút vấn đề nhưng hắn vẫn không chút lưỡng lự thử nghiệm một chút. Trong thời gian hơn trăm năm sau khi trở về nhân tộc, hắn đã sớm đem thuật dục trùng mới có được này tìm hiểu không biết bao nhiêu lần, cũng kết hợp với tâm đắc thu được từ quá trình dục trùng trước kia, cộng thêm một số điều kiện may mắn trời cho mà hắn có trong tay mà tự tổng kết ra một bộ phương pháp đào tạo trùng vương phương pháp này hơn phân nửa cũng giống với bí thuật của phù du tộc nhưng có chút khác biệt. chẳng hạn như ở trong bí thuật của phù du tộc cần phải cho ăn một số linh dược nhưng do chúng quá mức chân quý nên lâu lâu mới áp dụng một lần. Hàn lập thì chỉ cần thấy linh dược này linh hiệu thì hắn sẽ dựa vào bình nhỏ thần bí trong tay, không lưỡng lự mà đem linh dược này cho bảy phế kim trùng phục dụng cứ 3 ngày hai lần. thêm nữa, Hàn lập do có ích tà thần lôi trong tay không chút nào trần chờ mà lấy thần lôi này thay thế mấy loại lôi điện chi lực khác dùng để luyện trùng thể trong bí thuật của phù du tộc. Đương nhiên dục trùng thuật đã được cải biến này thực sự có tác dụng hay không thì chỉ có trời mới biết được. Nhưng theo Hàn Lập tự đánh giá thì hiệu suất hẳn là vượt xa phương pháp của phù du tộc. Mà quả đúng như dự đoán, trong 200 năm ngắn ngủi, Hàn Lập ngoại trừ giữ lại gần vạn phệ kim trùng thành thuộc thể chưa biến dị ra thì cũng thả hết tất cả phệ kim trùng biến dị khác vào cùng một chỗ, sử dụng phương pháp đặc thù kích thích chúng cắn nuốt lẫn nhau một lần nữa. Để có thể khống chế lũ vệ kim trùng bởi vì cắn nuốt lẫn nhau mà khiến cho thực lực đại tăng này, Hàn Lập đã phải tiêu tốn rất nhiều, chỉ đạo môn hạ để tử thu mua dị bảo là cự đỉnh màu xanh này. Đỉnh này có lẽ xét về công địch thì không đáng nhắc, nhưng sau khi trải qua luyện chế một lần nữa lại có thể gia tăng rất lớn lực khống chế đối với vệ kim trùng. Vì lẽ đó, khi đã làm tốt gấp đôi việc chuẩn bị, hao tổn hơn 200 năm tỉ mỉ đào tạo, rốt cục hắn cũng làm cho mấy vạn phệ kim trùng biến dị cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng ở trong đỉnh chỉ còn lại 13 con tử văn phệ kim trùng cuối cùng này. Những con phệ kim trùng mới này vốn để sau này tuyển lựa trùng vương, bọn chúng đều có thần thông hơn bình thường, nếu như liên thủ thậm chí có thể chế trụ một tu sĩ hợp thể trung kỳ. Bất quá khi Hàn Lập mừng rỡ muốn cho 13 con linh trùng này cắn nuốt tiếp một bước nữa thì lại gặp một vấn đề khó giải quyết. Mặc cho hắn dùng đủ loại phương pháp kích thích nhưng bởi vì những con linh trùng này thực lực tương đương nên không con nào làm được gì con nào. chương 1871, mê ảnh nơi biển sâu. Trùng vương được sinh ra chủ yếu phải dựa vào chúng, phải trải qua cắn nuốt nhau mới có thể sinh ra. Điều này tự nhiên làm cho Hàn Lập có chút buồn bực. Nhất thời không tìm được biện pháp thích hợp, hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp không ngừng rèn luyện, kích thích hơn 10 con linh trùng này rồi tính sau. Làm như vậy, Tuy chúng không lập tức cắn nuốt lẫn nhau nhưng thực lực sẽ tăng lên một chút. Về sau đào tạo ra trùng vương sẽ dễ hơn một phần. Hơn nữa hiện tại hơn 10 con bọ cánh cứng có tử văn lại có thể dễ dàng dụng thần niệm khu xử hơn so với cả đàn vệ kim trùng mấy vạn con. Thực tế khi đối địch hắn sẽ có thêm đòn sát thủ. Trong 200 năm này, Hàn Lập đã dùng hết hơn phân nửa minh hà linh nhũ, khiến thể chất của hắn thay đổi một cách huyền diệu. Trong đó rõ nhất chính là tốc độ tu luyện. Chuyển hóa thiên địa nguyên khí ít nhất đã tăng hơn 3 thành so với trước. Cũng đừng coi thường, tốc độ chuyển hóa ba thành có nghĩa là thời gian tu luyện tiết kiệm được ít nhất gần 1/3. Càng không nói, lúc trước Thanh Nguyên Tử từ từng thệ đán, dùng Minh Hà Linh nhũ tẩy thân thì vô cùng hữu ích khi đột phá bình cảnh hợp thể. Nếu không lúc trước thì tứ đại yêu vương của Địa Nguyên sao cam lòng mạo kỳ hiểm xâm nhập Minh Hà chi địa, muốn từ trong miệng hổ thu lấy một ít linh nhũ. Trong khoảng thời gian này hắn điên cuồng tu tập thêm chưa bao giờ ngừng dùng các loại đan dược tinh tiến pháp lực, khiến cho pháp lực tiến triển cực nhanh. Hiện tại khó khăn lắm tiếp mới cận cảnh giới hợp thể hậu kỳ. Chỉ cần cho hắn thêm thời gian khoảng hơn 10 năm nữa, liền có thể bắt đầu thử đột phá hậu kỳ. Trong lòng cân nhắc như thế, trên mặt bản thể hàn lập than nhẹ một tiếng sâu kín, hai tay để trên đùi muốn nhắm hai mắt tu luyện. Nhưng vào lúc này bỗng cửa mật thất chợt lóe linh quang màu trắng, một tầng gợn sóng nửa trong suốt dập dần hiện ra. Bản thể hàn lập thấy thế không khỏi ngẩn ra, tâm niệm khẽ chuyển tay áo bảo hướng cửa lớn phất một cái phốc một tiếng linh quang trên cửa nháy mắt một phân thành hai mở ra một đoàn hỏa cầu chợt lóe lướt qua theo ngoài cửa mà vào chớp động một cái liền quỷ dị hạ xuống trong tay hàn lập hai mắt hàn lập đảo qua hỏa cầu thần niệm thoáng chốc thấu nhập vào trong kết quả một lát sau thì sắc mặt bỗng đại biến phanh một tiếng năm ngón tay hợp lại đem hỏa cầu mạnh mẽ tán đi trong ánh hồng quang sắc mặt hàn lập cực kỳ khó coi không ngờ ma ban đã sớm hiện thế. Xem ra không ra ngoài một chuyến là không được hắn dùng thanh âm thấp không thể nghe thấy thì thào vài câu, bên ngoài thân linh quang lóe lên một chút. Hai gã hàn lập khác thấy thế, mặt không chút thay đổi thân hình khẽ động, hai hư ảnh liền nhào tới bản thể. Sau hai tiếng trầm đục, ba người hợp nhất, khí thế cuồng phát từ trên thân hàn lập bỗng nhiên vừa thu, dùng tay áo bảo đứng dậy. Một tay hắn khẽ vẫy, cự đỉnh màu xanh trước mắt lúc này quay tròn, vừa chuyển liền biến thành cỡ nắm tay, thanh quang chợt lóe đã bị thu vào trong tay áo. Sau đó Hàn Lập vừa nhấc chân, thân ảnh liền quỷ dị lướt dài qua vài chục trượng, xuất hiện ở cửa lớn. Đầu vai lại nhoáng lên một cái hạ, chấp động một chút nhập vào trong cửa. Bóng dáng hoàn toàn biến mất, tại một vùng sơn mạch ở chỗ sâu man hoang thế giới. Phía dưới chân một tòa cự phong, một gã bạch y thanh niên hai tay để sau lưng đang rằng co cùng ba tên man hoang cổ thú khổng lồ. Một cổ thú rõ ràng một cự nhân song đầu thân cao trăm trượng, tướng mạo dữ tợn hung ác một đầu tóc vàng rối tinh rối mù một tay mang theo một cây đại bổng đen tuyền còn lại là hai con cự mãng màu đỏ sẫm một lớn một nhỏ lớn thì dài tới hơn 300 trăm trượng mà nhỏ cũng bảy tám chục trượng chúng há miệng phun ra hồng vụ có vẻ vô cùng kỳ độc ba cổ thú đều gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên nhỏ bé đối diện tựa hồ rất là kiêng kỵ hắc hắc hai ngày trước đã cảnh cáo các ngươi một chút nho nhỏ rằng sinh linh cường đại nơi đây đều đi hết cho ta những kẻ khác đều hiểu mà rời đi chỉ có ba tên các ngươi còn lưu luyến không đi. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ba tên tụ tập lại là có thể đối kháng với bản tôn sao? Thật sự là liều lĩnh, nếu như vậy, các ngươi cũng không cần đi nữa, đem tinh hạch cùng tinh hồn lưu lại. Trên khuôn mặt bạch y thanh niên này có minh ấn kim ngân hoa văn quỷ dị, ánh mắt đảo qua ba con cự thú thì mở miệng, ngữ khí băng hàn đến tận xương. Ba cổ thú tựa hồ cũng có chút linh trí, nghe vậy thì song đầu cự nhân nhe răng nanh, đột nhiên đưa một nắm tay cực lớn tự đấm vào ngực ngửa đầu phát ra một tiếng gầm tràn ngập tức giận. Trong mắt hai con xích máng cũng chợt lóe hàn quang, lưỡi rắn màu tím đỏ trong miệng phụt lên dồn dập, đồng thời phát ra những tiếng phì phì rất lớn. Bạch Y thanh niên thấy thế thì khóe miệng lộ nụ cười lạnh, đơn thủ khắp quyết, thân hình đột nhiên lăn một vòng trên mặt đất. Phanh một tiếng, một cỗ bạch khí kỳ hàn tản khai ra. Trong nháy mắt liền rộng tới vài mẫu, thoáng chốc hư không chung quanh hiện ra những bông tuyết hoa tinh oánh. Mỗi bông đều to chừng cỡ trứng chim, dưới ánh dương chấp động hàn quang diễm lệ lúc này trong bạch khí bỗng nhiên bạo phát một trận tiêm minh quỷ dị sau đó quay cuồng lưu chuyển kịch liệt một con mô công thân hình trắng tinh tinh oánh như được tạc từ băng từ giữa vọt ra sau lưng con rết này có mọc lên sáu cái cánh hai mắt đỏ tươi ướt át khi mới lao ra bất quá chỉ dài bảy tám trượng nhưng chấp động một cái trong tiếng thanh minh đã hóa thành hơn trăm trượng nó không chút do dự há rộng mồm phun ra một cỗ hàn diễm trắng mịt mờ Hóa thành một biển xương lạnh trắng cuốn sang ba con cự thú. Tam thú thấy thế thì cả kinh, hiển nhiên rất rõ ràng sự đáng sợ của Hàn khí, không hẹn mà cùng thi triển thủ đoạn ngăn cản. Lúc này hai tay song đầu cự nhân nắm chặt trong tay hắc bổng, liên tục múa may mấy cái trước người, sau vài tiếng nổ thì một cơn lốc phập phù hiện ra, trực tiếp cuốn tới Hàn khí phía xa xa. Mà hai con hồng mãng cũng hé miệng phun ra một mảng hồng vụ lớn, hóa thành liệt diễm bừng bừng che kín bản thân. Nhưng biển xương lạnh trắng vừa thổi tới, không kể là cơn lốc hay là hỏa diễm vừa chạm vào thì lập tức bị tan đi. Ba con cự thú phút chốc căn bản không kịp phản ứng, liền hóa thành những tượng băng. Thân hình khổng lồ của cự đại Ngô Công bay quanh trên không ba con cự thú một thoáng. Sau cái cánh run lên, lập tức sáu đạo bạch quang kích khắc bắn ra. Từng đôi vây quanh ba tượng băng như tia chớp mấy vòng, lập tức tiếng ầm ầm truyền đến. Ba tòa băng nhanh chóng hóa thành những đống băng vụn sụp đổ xuống. Hào quang chợt lóe, tinh hồn ba con cự thú từ giữa vừa hiện hốt hoảng muốn lập tức chạy trốn. Nhưng con rết sáu cánh lại há mồm quay đầu quấy đuôi, một cỗ lực lượng vô hình lập tức đem hư không phía dưới bao phủ ở trong. Tức thì những vụn băng bao phủ hài cốt cự thú cùng ba đoàn tinh hồn, tất cả đều bị hút lên. Cự đại ngô công nhất nhất nuốt vào, bạch quang chợt lóe rồi nó bỗng biến mất, ở chỗ cũng lại hiện ra bạch y thanh niên kia. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới, xác nhận không quên gì thì ánh mắt đảo qua tòa cự phong, trên mặt lại hiện một tia lửa nóng. Thân hình vừa động, thanh niên lập tức hóa thành một đạo bạch hồng bay đi, mấy chấp động một chút liền nhập vào trung tâm cự phong, không thấy bóng dáng. Sau một lát, dưới chân cự phong không biết bao nhiêu trượt, trong một tòa động quật thiên nhiên, bạch y thanh niên nhìn chằm chằm vào một bức thạch bích màu tím hồng, thần tình hưng phấn. Ha ha, tử âm quáng mạch, quáng mạch quý hiếm như thế vậy mà lại bị ta tìm được, xem ra chân linh chi khu của ta hẳn sẽ đại thành sớm một chút so với dự kiến. Vừa dứt lời, hắn không hề trần chờ lăn một vòng trên mặt đất, lại hiện ra bản thể hình thái con rết. Tuy rằng lúc này nó chỉ cỡ mấy trượng nhưng trong miệng phun quang hà đem cả thạch bích bao lại. Sau đó chỉ thấy quang hà chớp động, thạch bích màu tím hồng lại từ từ bị phong hóa biến mất, hiện ra một cái hắc đại động sâu thẳng. Con rết sáu cánh vừa động, lập tức hóa thành một đạo bạch quang nhập vào trong đó. Tiếp theo trong động lại truyền ra từng trận gầm rú. Trong một gian mật thất ở thâm hải cung biệt, một cái kén lớn có vô số tơ máu nhẹ nhàng bao quanh đang rung lên. Bên ngoài chợt tỏa ra vô số huyết sắc phù văn, tiếp theo liền lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi bành trướng lên. Cơ hồ một nhịp hô hấp, mật thất vốn cực kỳ rộng lớn liền bị kén lớn lấp đầy. Trong đó mơ hồ có thể thấy được hắc ảnh khẽ động. Kén này sau khi bạo trướng liền nứt toát ra, sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, trên hư không mật thất đột nhiên hiện ra một thanh niên trần trụi đang khoanh chân mà ngồi. Thanh niên này mặt như bạch ngọc, dung nhan tuấn mỹ dị thường, thân hình trước sau đều tự mình ấn hình đồ các đóa liên hoa ánh vàng rực rỡ liên hoa trông rất sống động cỡ chừng vài tấc, cơ hồ trải rộng thân hình thanh niên. Nếu người nhìn vào sẽ có cảm giác hoa mắt choáng đầu, có vẻ thập phần quỷ dị. Hai mắt thanh niên trần trụi nhắm nghiền cùng sắc mặt bình tĩnh, liền lơ lửng không nhúc nhích trên hư không. Thời gian chừng một bữa cơm, ngoài thân thanh niên chợt lóe kim quang, hình đồ liên hoa kim sắc minh ấn như sống lại, vặn vẹo chấp động. Thanh niên chậm rãi mở hai mắt, hai mắt trắng đen rõ ràng nhưng đáy mắt lại trong suốt dị thường, phảng phất có ẩn chứa một lực lượng thần bí nào trong đó phốc phốc hai tiếng vang nhỏ trong mắt thanh niên lại có hai luồng hỏa diễm bừng bừng dấy lên hai hỏa diễm một kim một ngân cũng theo ánh mắt thanh niên chuyển động lúc lớn lúc nhỏ chấp động không thôi bỗng nhiên ánh mắt thanh niên đảo xuống một vật phẩm bất động ở một góc mật thất vẻ mặt trở nên cổ quái cực kỳ kiện vật phẩm kia rõ ràng là một khối thủy tinh cầu cỡ nắm tay được đặt trên một cái bàn ngọc thấp mặt ngoài chiếu ra linh quang nhàn nhạt hiển hiện một hình ảnh rõ ràng hình ảnh là một đài hoa sen trói lọi ngân quang trông rất sống động trôi nổi dường như là vật có thực vậy. chương 1872, Mộc Tộc Đại Thừa Hai mắt thanh niên Tuấn Mỹ không ngừng nổi lên hỏa diễm kim ngân nhưng hàn khí trên người lại dần phát tán ra xung quanh. Đột nhiên tay hắn bấm niệm pháp quyết, một tiếng phốc vang lên, từ trong cơ thể liền tỏa ra một tầng linh diễm kim sắc, quay tròn một vòng thì hóa thành một trường bào kim sắc hoa Mỹ dị thường, đem thân thể hoàn toàn bao phủ. Tiếp đến hắn lại đưa một tay hướng về phía thủy tinh cầu, chộp một chảo vào hư không. Sau khi một tiếng vù vang lên, vật này liền nhanh chóng bay tới, chỉ trong chớp mắt đã quỷ dị chui vào trong thân thể tuấn Mỹ thanh niên. Ngươi lại dám lấy đi vật mà lão phu từng vì nó mà suýt chút nữa ngã xuống ở tiên giới sao. Bất kể ngươi là thần thánh phương nào, bổn tiên cũng sẽ đuổi đến tận chân trời góc bể, phải đem ngươi hình thần câu diệt mà biến mất mới hả giận. Bất quá, bây giờ pháp thể của ta trọng sinh, cũng không cần ở lại nơi đây nữa. Thanh niên ngẩng đầu, lẩm bẩm nói nhỏ mấy câu nhưng rõ cho thấy sự phẫn nộ cực kỳ vẻ mặt lại tăng thêm vài phần quỷ dị. Sau đó một khắc, đột nhiên hắn lại trà sát hai tay một cái, nhất thời kim quang chấp động bắn lên không trung. Ngay lúc đó, một khối quang cầu kim sắc bỗng lơ lửng hiện ra, ban đầu chỉ lớn chừng nắm tay nhưng sau vài cái chấp động lại điên cuồng bành trướng. Tiếng vù vù trong phút chốc tràn ngập khắp căn mật thất. Chỉ sau mấy nhịp hô hấp, cả tòa cung điện thần bí ở dưới đáy biển sâu phát ra mấy tiếng trầm đục. Tiếp theo các quang trụ kim sắc từ đó phun ra bốn phương tám hướng ầm ầm tiếng vang không ngớt chuyển đến kim quang bên trong tôn ra ngày càng nhiều cả tòa cung điện trong khoảnh khắc hoàn toàn sụp đổ cả khu vực cũng bị kim quang quỷ dị này hoàn toàn bao phủ bất chợt tất cả kim quang đều bị thu lại chỉ còn lại tên thanh niên nọ mặt không biểu cảm đứng trên không trung nơi trước kia vốn dĩ là một cung điện há thu hồi hai cánh tay vừa nhấc dường như từ nãy giờ chân cũng chưa rời một bước một lát sau một đạo kim quang từ dưới biển bay ra trên mặt biển sau khi lượn một vòng để xác định phương hướng liền một mạch độn quang bay đi, mà phương hướng đó rõ ràng chính là Phong Nguyên đại lục. Trong khi đó, ở một nơi khác thuộc phạm vi của Mộc tộc trên Phong Nguyên đại lục, xuất hiện một bạch y nữ tử hai chân để trần lơ lửng trên một cây đại thụ cao hơn vạn trượng, đang rằng co với một lão giả uy nghiêm thân mặc thanh sam. Mà ở trăm trượng phía dưới bạch y nữ tử là một gã đại hán xấu xí thân mặc hắc giáp, lại bị một đôi nam nữ trung niên sắc mặt tái nhợt bao vây. Đại hán đưa tay ôm cánh tay còn lại trong mắt chấp động hung quang nhìn đôi nam nữ đối diện. Mà đôi nam nữ trung niên này, nam nho nhã tư văn cùng nữ tướng mạo tú lệ lại cẩn thận nhìn đại hán, tựa hồ có chút kiêng kỵ. Dù không biết đạo hữu lai lịch ra sao, nhưng lén lẻn vào thánh địa của một tộc chúng ta, lại còn một lúc hái mất mười mấy đóa hắc linh hoa. Chẳng lẽ thật sự cho rằng bồn tộc không có tồn tại đại thừa tỏa chân sao? Thanh Sam lão giả nhìn chằm chằm nữ tử đối diện lạnh giọng nói. Bồn cung đã xâm nhập nơi này, sao lại không thăm dò tình hình quý tộc một phen? Nếu ta không nhầm, đạo hữu chính là đại trưởng lão của mộc tộc. Bất quá ô đạo hữu cũng không nên quá keo kiệt như vậy chứ, chỉ là vài đóa hắc linh hoa mà thôi, đâu cần phải tức giận đến thế. Bạch Hy nữ tử thần sắc bình thản, không hoảng hốt mà chậm rãi trả lời, tựa hồ chẳng vì đối mặt đại địch mà ảnh hưởng tâm tình. Hừ, các hạ nói cũng thật dễ nghe, hắc linh hoa vốn có hiệu quả không thể tưởng tượng, cho dù là hắc linh thánh thôn của bổn tộc, vạn năm cũng chỉ sinh ra hơn trăm đóa mà thôi đạo hữu một lần lấy đi gần nửa số lượng còn thừa lại. Chẳng lẽ không cấp cho ta đây một công đạo sao? Sắc mặt thanh sam lão giả có chút khó coi nói. Vị đại trưởng lão của một tộc này vốn đang tu luyện trong mật thất ở phụ cận, nếu không phải đột nhiên có việc đi ra thì không thể phát hiện có người ngoài tiềm nhập hái đi linh hoa trong thánh địa. Nhưng sau khi cấp tốc dẫn người ngăn chặn mục tiêu thì lại không làm gì được nữ tử pháp lực thâm sâu trước mắt. Do đó mới khiến cho vị đại thừa này kiêng kỵ mà chưa trở mặt động thủ. Công đạo gì mà công đạo, Bổn cung chỉ lấy đi một nửa số hắc linh hoa đã là hạ thủ lưu tình. Tu vi của đạo hữu quả thật không yếu nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của ta, giờ lại nói những lời nhảm nhí này, rốt cuộc là có dụng ý gì? Ánh mắt Bạch Y nữ tử lưu chuyển nói, nhất thời khiến Thanh Sam lão giả giận tím mặt. "Tốt, tốt, nếu đạo hữu đã không để mộc tộc của chúng ta trong mắt, vậy cũng không thể trách tại hạ khảo nghiệm thần thông của đạo hữu một chút. Nếu quả thật cường đại hơn ô mỗ, tại hạ lập tức ra lệnh cho cả mộc tộc không được xuất thủ, mặc tình để đạo hữu rời đi." thanh sam lão giả cả giận vừa cười vừa nói ngươi đã không phải là đối thủ bổn cung những người khác của mộc tộc xuất thủ cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi bất quá các hạ thật muốn động thủ ngay tại nơi này sao bạch y nữ tử liếc nhìn xuống đại thụ phía dưới một cái bỗng nhiên cười mê người nói nàng vốn trời sinh đã thanh lệ vô song nụ cười này lại phảng phất như muôn hoa khoe sắc cho dù đại trưởng lão mộc tộc ở phía đối diện cũng không khỏi động tâm nhưng cũng lập tức thanh tỉnh trở lại sắc mặt trầm xuống trả lời ta và người động thủ huy năng như thế nào, tất nhiên không thể tại thánh địa bản tộc. Đạo hữu nếu tự cho mình thần thông hơn người, vậy hãy đi cùng ô mỗ một chuyến. Lời vừa dứt, tay áo thanh sam lão giả đột nhiên hướng về phía hư không, nhất thời một đạo quang trụ thanh sắc liền bắn ra. Quang trụ này thanh quang minh mông, chấp động một cái thì huyễn hóa thành một cự kiếm cao hơn trăm trượng, chẳng qua lại hướng về một phía hư không chém xuống. Oanh long một tiếng, nơi cự kiếm chảm xuống chấp động bạch quang, sau đó một cổ khí tức kinh người chấn động tản ra, một vết rách không gian dài chừng vài chục trượng hiện ra, bên trong mơ hồ lộ ra một hào quang màu vàng nhạt. Đại trưởng lão này chỉ với một kích lại cường ngạnh phá vỡ hư không, tạo ra một khe hở không gian. Tiếp theo thân hình lão giả chấp động, chỉ với một bước nhanh chóng tiến vào, dường như chẳng coi những nguy hiểm trong khe hở không gian là gì. Bạch y nữ tử thấy thế thì khóe miệng hơi mỉm, như cười mà không phải cười, ẩn một tia khinh miệt lại hướng về phía đại hán mặc hắc giáp thản nhiên phân phó một tiếng. Người ở nơi này đợi một lát, ta đi rồi sẽ về ngay. Vâng, thánh chủ đại nhân đại hán mặc dù mặt mũi xấu xí cùng hung ác dị thường, nhưng ở trước mặt nữ tử này lại vô cùng kính cẩn, vội vàng không người đáp. Tiếp đó, đôi chân ngọc thon dài của bạch y nữ tử điểm nhẹ xuống dưới một cái, tức thì dưới chân sinh ra một đóa hoa màu hồng phấn, nâng lấy nàng rồi từ từ tiến vào bên trong khe hở không gian kia. Chốc lát sau, từ bên trong khe hở bỗng phát ra một tiếng sấm nổ cực lớn. Tiếp theo đó là tiếng bạo liệt cùng oanh minh đan vào nhau, cùng với đó là từng trận tia sáng chói mắt từ bên trong vết rách trực tiếp phóng ra, dường như bên trong khe hở đang long trời lở đất vậy. Đôi trung niên nam nữ của một tộc thấy thế liền nhìn nhau một cái, sắc mặt không khỏi cao lại. Về phần đại hán xấu xí, Thì dư tận nhìn hai người kia nhưng trên mặt không có chút lo lắng, tựa hồ tin tưởng mười phần bạch y nữ từ trong khe hở truyền ra các tiếng nổ kéo dài chừng khoảng một tuần trà thì yên tĩnh không tiếng động trở lại. Sau đó tất cả tia sáng cũng thu lại, một lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu. Đôi trung niên nam nữ ngẩng đầu lên nhìn về phía khe hở không gian, thần sắc trở nên khẩn trương. Hắc giáp đại hán tuy thần sắc như thường, bất quá khi nhìn hai người đối diện thì ánh mắt lại lộ tia cười lạnh. Một lát sau, từ bên trong khe hở không gian lóe lên thanh quang, một nhân ảnh từ bên trong phi độn ra. Chính là lão giả mặc thanh sam. Đại trưởng lão của một tộc bên ngoài tuy hoàn hảo không tổn hao nhưng sắc mặt tái nhợt hơn trước. Hơn nữa khi vừa ổn định thân hình, lại quay đầu nhìn về khe hở mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi. Lúc này, bạch y nữ tử chân đạp kỳ hoa cũng từ bên trong bay ra, nhưng thần thái lại thong dong, chẳng khác biệt bao nhiêu với lúc tiến vào. Mà đôi nam nữ của một tộc thấy thế, trong lòng cũng trầm xuống. Hiện tại bổn cung có thể rời đi chưa vậy? Bạch y nữ tử vừa ra khỏi khe hở không gian, liền hướng sang lão giả thản nhiên hỏi một câu. Mộc quân, mộc rào, truyền lệnh xuống. Tất cả người của mộc tộc không được xuất thủ với hai người này, hãy để cho bọn họ tự do rời khỏi phạm vi của mộc tộc chúng ta sắc mặt đại trưởng lão mộc tộc âm trầm nhưng cuối cùng cắn răng lạnh giọng phân phó. Đại trưởng lão, những hắc linh hoa kia đối với bản tộc. Vừa nghe lời này, nam tử của mộc tộc không khỏi khẩn trương. Im miệng, ngươi dám hoài nghi lời của ta sao? Lão giả mặc thanh sam nghe vậy, hai hàng lông mày dựng đứng, sắc mặt bất thiện lớn tiếng quát tháo không dám vãn bối lập tức tuân lệnh tên trung niên nam tử kia trong lòng cả kinh nhanh chóng khom người hành lễ hừ vậy thì biết điều đem tin tức truyền xuống đi lão giả hừ lạnh một tiếng nói lần này trung niên nam tử không do dự thêm chút nào bàn tay nhất thời luận chuyển một chồng phù triện màu xanh lóng lánh xuất hiện ở trong tay nam tử trung niên giơ một tay lên cổ tay khẽ rung những thứ phù triện này liền hóa thành một vầng thanh quang bắn tung tóe chớp mắt một cái liền biến mất. Bạch y nữ tử thấy vậy liền đưa tay vuốt mái tóc rồi cười khẽ một tiếng, hướng sang đại hán mặc hắc giáp vẫy tay một cái, không nói lời nào xoay người bay đi. Đại hán mặc hắc giáp thấy vậy liền phát ra một tiếng cuồng tiếu, tiếp theo ngoài thân cuồn cuộn hắc khí, liền hóa thành một đạo ác phong đuổi theo. Thấy đại hán tuy chỉ là một gã hợp thể kỳ nhưng lại ngông cuồng trước mặt mình như thế, trên mặt lão giả như phủ một tầng xương lạnh, nhưng chỉ lạnh lùng bất động nhìn bạch y nữ tử cùng đại hán dần biến mất. Mục giáo người tu luyện thanh linh tuệ nhãn huyền diệu phi phàm. Có thể nhận thấy trên hai người này được thứ gì không? Lão giả mặc thanh sam đột nhiên mở miệng hỏi, giảo nhi đã khiến đại trưởng lão thất vọng rồi. Ta vừa rồi đã đem tuệ nhãn vận đến cực hạn nhưng cũng không nhìn ra bao nhiêu. Nữ tử đại thừa kỳ kia vừa nhìn một cái đã bị vô số hư ảnh hoa che đậy bên ngoài rồi, căn bản nhìn không ra bản thể của nàng. Có lẽ nàng cũng là một linh tu luyện thành hình, có chút sâu xa cùng chúng ta một tộc trăng. Nữ tử có dung nhan xinh đẹp của mộc tộc vừa nghe lời này, có chút trần chờ trả lời. Hư, nam tuyệt không phải là người mộc tộc chúng ta, hơn phân nửa là do tu luyện công pháp có chút quan hệ. Bất quá người này thần thông thâm sâu khó lường, trước khi ma kiếp bộc phát lại đột nhiên xuất hiện ở mộc tộc chúng ta, cũng không biết là hỏa hay là phúc đây. Lão giả khẽ thở dài một tiếng rồi nói, chương 1873, nương tựa, đại trưởng lão đã nói như thế hẳn là không sai biệt lắm. Về phần gã đại hán kia, Ta mơ hồ thấy được từ trên người hắn một hư ảnh giao long, hơn nữa trong cơ thể hắn lại hàm chứa ma khí cực kỳ tinh thuần, có lẽ có quan hệ cùng chân ma tộc. Nữ tử mục tộc cung kính nói: "Giao long lại còn có ma khí, cũng chưa hẳn có quan hệ cùng ma tộc, hiện tại người có thể mượn ma khí để tu luyện công pháp ở linh giới nhiều đến nỗi đếm cũng không xuể. Ngoài ra hắn lại có bản thể là giao long thì điều đó lại càng khó xảy ra hơn nữa. Giao long tộc vốn là sinh tử đại địch cùng chân ma tộc, một khi gặp mặt chỉ có một bên mới có thể còn sống sót. Lão giả áo xanh sau một phen cân nhắc, mới chậm rãi lắc đầu phủ định. Có điều đại trưởng lão của một tộc này cho dù kiến thức uyên bác, cũng tuyệt không ngờ đến bản thể của đại hán mặc hắc giáp nọ, lại chính là hậu duệ của tà long tộc vốn đã bị diệt sạch ở linh giới không biết bao nhiêu năm về trước. Kể vì vậy, mà phán đoán của lão đương nhiên cũng cực kỳ sai lầm. Cùng lúc đó, trên bầu trời cách đó vạn dặm, đại hán xấu xí đang cung kính hướng sang bạch y nữ tử hỏi. Thánh tổ đại nhân, hắc linh hoa này nếu rất hữu dụng đối với lão nhân gia, vì sao người lại không lấy hết toàn bộ mà lưu lại một nửa là mang ý tì. Với lại cái tên đại trưởng lão kia của một tộc chỉ là một đại thừa sơ kỳ, làm sao có thể có thể uy hiếp đến thánh tổ đại nhân. Với thần thông của đại nhân, cho dù so với tất cả thánh tổ của thánh giới cũng có thể bài danh năm người đứng đầu. Cái con tiểu ngạc ngươi thì biết cái gì, ta mặc dù tự tin đánh bại tên đại trưởng lão kia nhưng cũng không nắm chắc sát diệt được hắn. Hơn nữa hiệu quả hắc linh hoa kia cũng có hạn đối với việc khôi phục thương thế của ta, chỉ cần ăn 10 đóa trở lên thì sẽ trở nên vô dụng. Vì vậy thu hoạch lần này việc gì phải hành động thiếu khôn ngoan. Bạch Hy Nữ Tử nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy, bất qua thánh tổ đại nhân, chúng ta cũng đã đi qua hơn phân nửa toàn bộ phong nguyên đại lục, nếu đã không có thu hoạch nào khác thì chúng ta có cần rời khỏi đại lục này không? Nếu tiểu nhân nhớ không lầm, tựa hồ thánh chiến cũng sắp bộc phát rồi. Nếu chúng ta lại gặp những thánh tổ đại nhân khác khi thánh chiến hàng lâm, sợ rằng lại là một điều không hay." Đại Hán Trần chờ một chút rồi mới cẩn thận hỏi, "Thánh chiến à, thời điểm khi ta chưa thoát ra khỏi thánh giới cũng đã cùng thánh tổ tiên đoán trước thời gian bộc phát cùng đàm luận những chuyện liên quan. Nơi đây chính là một trong những nơi có nhiều giao điểm dày đặc nhất trong địa vực. Bất quá tiểu ngạc ngươi không cần phải lo lắng cái gì. Cho dù bây giờ có lập tức bộc phát thánh chiến thì những thánh tổ khác cũng không có cách nào lập tức xuất hiện ở linh giới." có xuất hiện chẳng qua chỉ là phân thân của bọn hắn mà thôi. Lúc trước ta còn không dám khẳng định, nhưng sau khi đến nơi này dùng bí thuật tính toán, vật ta muốn tìm kiếm chỉ có hy vọng ở chỗ này thôi. Ở tình huống như vậy, ta sao lại có thể rời đi? Bạch y nữ tử nhẹ giọng cười một tiếng trả lời, thì ra là như vậy, vậy tiểu nhân cho dù không còn tánh mạng cũng nhất định vì thánh tổ đại nhân tìm cho được vật kia, để thần thông của đại nhân lại phục hồi như xưa. Đại hán nghe vậy trong lòng dùng mình, lập tức liền vỗ ngực nói xem ra minh là thánh tổ năm đó giao ngươi cho ta quả thực không sai, nếu quả thật ngươi có thể giúp ta khôi phục thần thông, bổn thánh tổ cũng sẽ không keo kiệt tặng ngươi chỗ tốt thật lớn. Khóe miệng bạch y nữ tử nổi lên một tia thần bí, mỉm cười nói. Đa tạ bảo hoa thánh tổ, tiểu nhân do dù đầu rơi máu chảy, muôn lần chết cũng không nan từ. Đại hán nghe vậy mừng rỡ, vội vàng thề thốt chứng tỏ lòng trung thành của mình. Bạch y nữ tử nhìn đại hán tựa cười mà không cười, cũng không có nói thêm cái gì nữa. Nhưng nhìn theo phương hướng độn quang của hai người, rõ ràng hướng về nhân tộc. Hàn Lập đang đứng ở một chỗ trên đỉnh núi, nhìn bầu trời được bao phủ bởi ma ban khổng lồ trùng trùng điệp điệp, sắc mặt âm tình bất định. Mà ở phía sau mấy trượng, ba đệ tử của hắn vẻ mặt cung kính khoanh tay đứng đợi ở đó. "Trở về thôi, xem ra ma kiếp nửa năm sau nhất định sẽ bộc phát." Hàn Lập sau khi thở dài một hơi, liền phân phó. "Vâng, sư phụ." Ba đệ tử tất nhiên cũng không có chút ý kiến nào. Hàn lập dung tay áo lên, nhất thời một phân thanh hà bắn ra đem bốn người bao phủ, rồi quay về động phủ. Sau nửa canh giờ, Hàn lập đã ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị tại đại sảnh động phủ, một bên là ngồi một nửa tử thanh lệ một thân ngân sam, chính là người mà Hàn lập đã che chở nhiều năm qua băng phượng. Lúc này pháp lực của băng phượng sớm đã hồi phục, hơn nữa mơ hồ đã tiến vào cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Có thể tiến ra nhanh như vậy, hiển nhiên cũng một phần là nhờ đan dược của Hàn Lập. Ngồi phía dưới băng phượng chính là Bạch Quả Nhi, Hải Đại thiếu cùng với khí linh tử. Hàn huynh, hôm nay mà bàn đã xuất hiện ở gần động phủ của chúng ta như vậy, hiển nhiên nơi này đã không còn an toàn. Không biết Hàn huynh tính toán như thế nào, chúng ta có cần ngay lập tức di chuyển động phủ tới chỗ khác không? Băng Phượng nhẹ giọng hỏi dò Hàn Lập, hai đầu lông mày ẩn một tia sầu lo. Mấy trăm năm nay, nàng tu luyện trong sự bảo hộ của hắn, chẳng những không cần phải lo lắng an nguy mà lại sử dụng không ngừng đan dược tinh tiến tu vi đối với ma kiếp sắp bộc phát rất bất đắc dĩ. Ừm, đúng là phải rời động phủ, bất quá cũng không cần di chuyển đến những địa phương khác, trực tiếp mang đến bên trong thiên uyên thành đi. Dù sao một khi ma kiếp bộc phát, bất kỳ nơi nào cũng rất nguy hiểm. Cho dù không đi thiên uyên thành thì cũng chỉ tới những khu vực khác do tam hoàng chấn thủ mà thôi. Ánh mắt Hàn Lập chấp động một chút, chậm rãi nói. Đến thiên uyên thành, chẳng lẽ Hàn huynh định lúc này gia nhập trưởng lão hội sao? Băng Phượng kinh ngạc, không phải vậy, sau này ở lâu dài ở Thiên Uyên Thành chỉ là mấy người các ngươi. Sau khi giúp Thiên Uyên Thành đón đỡ vài đợt công kích của ma tộc, ta sẽ tìm một chỗ mà ma tộc không cách nào tìm tới để tiếp tục tu luyện." Hàn Lập lắc đầu nói, "Thế là sao, chẳng lẽ Hàn huynh phải?" Khóe mắt Băng Phượng giật giật nhưng lập tức hiểu ra, "Không sai, chỉ cần 10 năm nữa ta liền có thể đột phá bình cảnh hợp thể hậu kỳ. Như thế, ta cần phải tu luyện thêm một thời gian ngắn nữa." Hàn Lập gật đầu, "Được." nếu vậy làm như thế đích xác là cử chỉ sáng suốt về phần giúp đạo hữu đột phá bình cảnh hợp thể hậu kỳ như lời đã ước định thiếp thân tùy thời chờ đợi hàn huynh phân phó sau khi băng phượng nghe được hàn lập nói như vậy trên mặt không khỏi ửng đỏ lên nhẹ giọng trả lời ừm um, nếu phượng tiên tử không có ý kiến khác vậy ba người các ngươi lập tức truyền lệnh xuống cho các đệ tử ở phía dưới đi nhanh chóng đem động phủ thu thập lại ba ngày sau lập tức rời khỏi nơi này quả nhi nếu không muốn đi thiên uyên thành chờ sau khi giàn xếp cho đám đệ tử thì hãy đi huyền vũ thành. Huyền vũ thành vốn đã có huyền vũ bá hoàng cùng lão rùa bất tử kia chấn giữ hẳn là hết sức chỗ an toàn. Hàn lập quả quyết hướng ba tên đệ tử phân phó nói. Tuân lệnh, sư tôn, đa tạ, sư phụ, ba người bạch quả nhi cũng không có ý kiến gì, cùng nhau đứng dậy không người hành lễ. Ba ngày sau, một cửa thuyền thân dài 10 trượng từ trong ngọn núi bay ra. Ở trước mũi thuyền, một thanh niên thân mặc thanh sam lẳng lặng đứng đó, thần sắc bình tĩnh cực kỳ, dường như thế gian không có ngoại vật nào có thể làm hắn thay đổi sắc mặt vậy. Còn lại chính là mấy trăm nam nữ già trẻ, có người thần sắc khẩn trương, có người bộ dáng lại rất hưng phấn đứng chi chít trên sàn của cự thuyền. Trong chốc lát, bên ngoài thân cự thuyền đại phóng linh quang, liền hóa thành một vầng hào quang khổng lồ bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Cùng thời gian đó, ở một nơi cách động phủ của Hàn Lập không biết bao nhiêu vạn dặm, tại một thung lũng được bao vây bởi các sơn mạch, một đám phàm nhân cùng tu sĩ tính bằng đơn vị hàng nghìn cũng đang rối rít đi lên từng chiếc thuyền khổng lồ. Nhất thời nơi đó liền nối thành một mảng, tựa như những phường thị sầm uất. Ở bên trong một con thuyền, hơn 10 gã có tu vi hóa thần lẫn luyện hư đang vây quanh một nữ tử thân mặc cung trang. Nàng này khoảng chừng 20 mấy tuổi, dung nhan quốc sắc thiên hương, nhưng sau khi nhìn thấy trường diện hỗn loạn trước mắt, mày liễu hơi hơi nhíu lại. Huyết linh đại nhân, hứa ra chúng ta có thật phải nương tựa thế lực của Thánh Hoàng hay không? vãn bối cảm thấy tựa hồ huyền vũ hoàng thành an toàn hơn những nơi khác. Dù sao huyền vũ hoàng thành ngoài huyền vũ bá hoàng, còn có một cự thú sắp xỉ tồn tại cấp chân linh. Một lão giả luyện hư kỳ có chút trần chờ mở miệng hỏi. Thì sao, các người hoài nghi phán đoán của ta, cung trang nữ tử nghe vậy, liền lạnh lùng hướng sang lão giả hỏi. Không dám, chất tôn tuyệt không ý đó, tên lão giả kia vội vàng phân giải nói. Hừ, các người biết cái gì, huyền vũ thành có bá hoàng cùng lão quy kia thực lực mạnh hơn thiên nguyên thành một bậc nhưng ta lại cùng thiên nguyên thánh hoàng hiện giờ có chút sâu xa đến thiên nguyên thành hứa ra chúng mới không bị đem đi làm pháo hôi còn ở huyền vũ thành thì ta cũng chẳng đảm bảo được gì cung trang nữ tử nói thì ra là như vậy chất tôn đã quá mạo muội rồi tên lão già kia vừa nghe nói vậy trong lòng hơi buông lỏng một chút thấy ngươi cũng là suy nghĩ cho hứa ra nên lần này ta bỏ qua nếu sau này lại tái diễn thì đừng trách ta vô tình trong mắt cung trang nữ tử lóe lên hàn quang lành lạnh nói những người khác bao gồm lão giả nghe thì đều dùng mình đồng thời khom người nói liên tục không dám cung trang nữ tử khoát khoát tay bộ dáng không thèm để ý hơn nửa ngày sau hàng trăm chiến thuyền lớn nhỏ đồng thời bay lên trời đều phi độn cùng một hướng trong nháy mắt cả sơn mạch liền trở liền trống trải gia nghiệp to lớn như thế của hứa gia dĩ nhiên cũng vì lần ma kiếp này mà bỏ lại. Mà ở các nơi khác của nhân tộc cũng đồng thời diễn ra như vậy. Một số gia tộc vừa và nhỏ còn chưa đầu nhập vào những thế lực khác, sau khi ma ban xuất hiện thì không thể trụ lại, dối giết bỏ của chạy lấy người. Hai tháng sau, trên một tường thành khổng lồ của Thiên Uyên Thành, xuất hiện một lão giả thân mặc tăng bào kim sắc đứng bất động, nhưng bên trong hai mắt cũng không ngừng lóe lên tinh quang. Phía sau tăng nhân còn có hơn 10 gã tu sĩ khác, phần nửa đều tò mò nhìn về phía bầu trời. Ước chừng sau một bữa cơm, một đạo linh quang chợt lóe lên, một chiếc cự thuyền lập lờ hiện ra, trực tiếp hướng về phía thành tường bên này mà bay đến. Nhất thời đám tu sĩ sau lưng tăng nhân không khỏi sao động một trận, kèm một chút hỗn loạn. Lão tăng dù không quay đầu lại nhưng là rõ ràng có thể cảm ứng được phản ứng của bọn họ, lúc này chợt nhướng mày ho nhẹ một tiếng. Thanh âm tuy không lớn nhưng khiến những tu sĩ phía sau đang xôn xao lại yên lặng trở lại. Mà vài chiến thuyền khác ở phía xa sau vài lần chớp động cũng đã hiện ra chương 1874, thế gia cứ điểm. Lão Tăng mặc Kim bảo thấy những chiến thuyền này, trên mặt nhất thời lộ vẻ tươi cười, lập tức từ rất xa truyền âm nói. Người tới chính là Hàn Đạo Hữu Ư, bần Tăng Kim Việt ở đây đợi đã lâu. Thanh âm của Kim Việt Thiền Sư tuy không lớn nhưng khi truyền tới chỗ mấy chiếc thuyền ở trên không chung lại vang lên ầm ầm, thanh thế thật là kinh người. Kim Việt Đại Sư Đích Thân Gia nghênh đón khiến Hàn Mỗ thật có cảm giác được sủng mà kinh sợ a. À xem ra phong thư thời gian trước ta gửi đến đại sư đã nhận được ở lối vào của chiếc thuyền đi đầu chợt lóe lên thanh quang một thân ảnh màu xanh cũng từ đó mà hiện ra mượn gió truyền âm trả lời khi vang lên trên tường thành cũng rõ ràng dị thường giống như ở bên tai mọi người mà nói vậy bóng người này chính là hàn lập một số tu sĩ cao cấp ở gần đó nghe được những lời ấy trong lòng bất giác cũng run sợ ha ha hàn huynh nguyện ý tương trợ cho thiên uyên thành chúng ta Bần Tăng cho dù có phải nghênh đón ở ngoài vạn dặm cũng là phải đạo thôi. Kim Việt Thiền Sư cười một tiếng rồi nói. Hàn Lập nghe vậy khẽ cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Mấy chiếc thuyền lớn sau mấy cái chấp động, trong khoảnh khắc liền hiện ra ngay trên không của tường thành. Thân hình Hàn Lập vừa động nhẹ nhàng bay xuống. Đã nhiều năm không gặp, phong thái của Đại Sư vẫn như xưa. Sau khi quét mắt nhìn những người phía sau lưng Lão Tăng, ánh mắt Hàn Lập mới ngưng ở Lão, ôm quyền nói lão nạp đã đến cái tuổi gần đất xa trời này rồi còn nói gì tới phong thái còn hàn huynh ngắn ngủn mấy trăm năm lại một lần nữa tiến giai cảnh giới trung kỳ thật sự làm cho ta cũng mấy lão gia hỏa ở đây hơi bị xấu hổ năm đó khi bần tăng bằng tuổi đạo hiếu bất quá chỉ tiến giai luyện hư kỳ mà thôi sau khi sử dụng thần niệm xác nhận cảnh giới của hàn lập trong lòng kim việt thiền sư không khỏi hoảng sợ cười khổ rồi trả lời đại sư cần gì khiêm tốn nếu tại hạ không có nhìn lầm thì đại sư hai mắt tinh quang vẫn tràn đầy Rõ ràng chính dấu hiệu một môn thần thông đã đại thành. Hàn Lập cười như không cười trả lời, "Tuệ nhãn của đạo hữu sáng như sao, Bần tăng gần đây đúng là đã tu thành một môn thần thông, nhưng so cùng đạo hữu thì nào đáng nhắc đến." "Được rồi, hay là Hàn huynh hãy cùng Bần tăng đi đến trưởng lão điện rồi hãy bàn kỹ hơn vậy. Về phần môn nhân đệ tử của Hàn huynh, Bần tăng tất nhiên sẽ cho người an bài thỏa đáng." Lão tăng lắc lắc đầu khiêm nhường nói mấy câu rồi lại nghiêng người mời Hàn Lập. "Vậy làm phiền đại sư dẫn đường rồi." Hàn Lập cũng không khách khí gật đầu đáp ứng. Sau khi phân phó hai gã tu sĩ phía sau, Kim Việt Thiền Sư lại dẫn theo mấy chiếc thuyền bay vào bên trong thành. Sau đó mới tự mình cùng Hàn Lập bay đến một chỗ sâu bên trong thiên huyên thành. Một lúc lâu sau, Hàn Lập cùng Kim Việt Thiền Sư xuất hiện trong một gian đại sảnh trên một ngọn tháp lớn. Trong sảnh này, bất kể là bàn hay là vách tường đều trắng noãn tinh oánh, phảng phất như toàn bộ đều dùng loại ngọc thượng đẳng nhất mà xây nên vậy. Ở nơi này ngoại trừ hai người Hàn Lập, còn có ba tu sĩ hợp thể kỳ khác cũng đang bồi tiếp lẫn nhau. Một trong số đó là một lão giả đầu đầy tóc bạc mặc bạch bào nhưng mặt mũi lại như đồng tử, còn lại là đại hán mặc hắc bào cùng một nữ tử tóc đen mang mặc nạ màu bạc. Trong ba người này, hiển nhiên lão giả mặc bạch bào có tu vi hợp thể trung kỳ đại thành là cao nhất, tựa hồ chỉ thiếu chút nữa là trở thành tu sĩ hậu kỳ vậy. Mà đại hán cùng nữ tử tuy chỉ có tu vi hợp thể sơ kỳ nhưng khí thức trên người lại rất cổ quái, hiển nhiên sở tu pháp quyết kỳ dị nào đó giờ phút này hàn lập đang ngồi ở trên ghế mặc dù im lặng mời rượu những người khác nhưng ánh mắt lại không ngừng đánh giá nữ tử mang mặt nạ bạc vẻ mặt mơ hồ có chút quái dị sao vậy hàn huynh lúc trước đã từng gặp ngân quang tiên tử sao lão giả mặc bạch bào nhìn thấy thế liền cười một tiếng hỏi trong lòng thiếp thân cũng nghi vấn đó hàn huynh có thể giải thích được không nữ tử kia bị hàn lập đánh giá nãy giờ cũng có chút giận dỗi nói hàn mỗ lần đầu gặp tiên tử nhưng khí thức của đạo hữu lại tương tự với một cố nhân của tại hạ không biết tiên tử xuất thân ở yêu tộc nào ánh mắt hàn lập chấp động mấy cái suy nghĩ rồi hỏi mấy câu khí thức tương tự sao xem ra người quen của đạo hữu chính là người của ngân lang tộc rồi ngân quang đạo hữu đây chính là một trong hai hợp thể kỳ tu sĩ của ngân lang tộc a gã đại hán kia bất chợt hiểu ra mà chen ngang thì ra là vậy yên huynh nói như vậy không sai thiếp thân đúng là xuất thân từ ngân lang tộc không biết người bạn của đạo hữu là ai nói không chừng thiếp thân cũng biết chăng ngân quang tiên tử nghe vậy thần sắc giãn ra tò mò hỏi ngược lại một câu nếu tiên tử thật sự là người của ngân lang tộc hàn mỗ quả thật muốn hỏi thăm một vài điều không biết tiên tử có biết một vị tên là linh lung trong quý tộc không nàng hiện tại vẫn bằng an chăng thần sắc hàn lập vừa động liền mở miệng hỏi thăm tin tức của ngân nguyệt với tu vi hiện tại của hắn tự nhiên không sợ thiên khuê lang vương nữa nên câu hỏi đặt ra cũng rất bình tĩnh khi hắn vừa mới tiến giai hợp thể kỳ cũng đã cố ý hỏi thăm tin tức liên quan đến Ngân Nguyệt. Nhưng chỗ ẩn thân của Ngân Lang tộc lại bí ẩn dị thường, mà tộc nhân lại rất ít tiếp xúc với người ngoài. Người khác căn bản không biết hoặc chỉ có thể cung cấp một ít tin tức sơ sài. Hắn cũng không cách nào biết được tình huống cụ thể Ngân Nguyệt. Hiện tại gặp được một tồn tại hợp thể kỳ của Ngân Lang tộc, Hàn Lập tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Linh Lung, người mà Hàn Đạo Hữu quen biết chính là Linh Lung muội muội. Đúng rồi, nghe nói đạo hữu là tu sĩ phi thăng, chẳng lẽ đạo hữu chính là? Ngân quang tiên tử vừa nghe Hàn Lập nói như vậy nhất thời cả kinh đứng lên. Nhưng lời trong miệng vừa mới nói một nửa liền nhớ lại điều gì đó kiêng kỵ rồi ngừng lại, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái dị thường. Xem ra ngân quang đạo hữu thật sự biết linh lung, Hàn Lập nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn thong dong hỏi. Linh lung muội muội cùng thiếp thân lớn lên từ nhỏ, thiếp thân sao lại không rõ, Ta dù biết có biết một số sự tình có liên quan đến Linh Lung nhưng cũng không thể nói hết cho Hàn Đạo Hữu được. Chỉ có thể nói cho Đạo Hiếu biết là Linh Lung hiện tại vẫn mạnh khỏe, hơn nữa đã tiến giai luyện hư hậu kỳ. Ngân Quang Tiên Tử khẽ thở dài rồi nói, không thể nói thêm, thế gian này có chuyện gì không thể nói rõ. Như vậy đi, nơi đây không thích hợp nói chuyện này. Hai ngày sau, ta sẽ tự bái phòng Tiên Tử, chính là nói rõ chuyện tình của Linh Lung. Trong mắt Hàn lập chợt lóe Hàn Quang, suy nghĩ một chút, đôi môi khẽ nhúc nhích truyền âm. Ngân quang tiên tử nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện vẻ trần chờ nhưng cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Lão giả mặc bạch bào thấy bộ dáng của Hàn Lập cùng ngân quang tiên tử như vậy, trong lòng có chút tò mò. Nhưng những người ở đây có ai mà không phải hạng đa mưu túc trí? Do đó không nói tiếp về đề tài đó nữa mà chuyển sang ma kiếp lần này. Hơn nữa đều tỏ ý hoan nghênh đối với việc Hàn Lập xuất thủ tương trợ. Hàn Lập từ trước khi tới đây, đã dùng vạn lý phủ đưa tin rằng trợ giúp thiên uyên thành chống đỡ những công kích ban đầu của ma tộc điều kiện đổi lấy môn hạ đệ tử có thể ở chỗ này để nhận sự che chở của những trưởng lão thiên uyên thành ma tộc vốn công kích mãnh liệt nhất chính là vào những đợt công kích ban đầu khi ma kiếp bộc phát cho nên những trưởng lão này rất nhanh chóng đáp ứng nhất thời hàn lập cùng những trưởng lão đàm luận vui vẻ trao đổi một số chiến lược ứng phó trong ma kiếp rồi mới đứng dậy cáo từ nhìn bóng lưng hàn lập biến mất sắc mặt của ngân quang tiên tử âm tình bất định cùng một chút hối hận. Hai ngày sau, Hàn Lập một thân một mình đi tới động phủ của ngân quang tiên tử, chừng nửa ngày mới đi ra với sắc mặt âm trầm. Phi hành chừng một bữa cơm, hắn mới dừng lại đưa mắt nhìn bầu trời bao la một lúc thật lâu, rồi cười lạnh một tiếng mà hóa thành một đạo kinh hồng thanh sắc mà độn quang trở về. Chỗ ở của Hàn Lập trong thiên huyên thành chính là một ngọn tháp cao màu trắng. Mặc dù nó nhỏ hơn gấp 10 lần so với những ngọn tháp xung quanh nhưng cũng đủ cho hắn cùng một ngàn môn hạ đệ tử cư ngụ. Hàn lập tạm thời cư ngụ ở tầng cao nhất, bất quá hắn không có ý ở lại ở nơi này lâu dài. Ngắn ngủn mười mấy ngày sau, Hàn lập gọi ba tên đệ tử lại, sau khi phân phó một hồi liền hóa thành một đạo cầu vồng thanh sắc rời khỏi. Trước khi ma kiếp bộc phát, hắn còn có một chuyện phải đi làm. Dọc đường cũng không dừng lại mà tiến thẳng tới pháp trận truyền tống của Thiên Uyên Thành. Sau khi phân phó mấy tiếng, liền được thủ vệ chịu trách nhiệm trực tiếp truyền tống đến một tòa thành thị lớn cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm. Hàn Lập cũng không để ý tới ánh mắt rất cung kính cùng giật mình của thủ vệ pháp trận nơi này mà nhằm một nơi nào đó độn quang bay đi. Ước chừng hai tháng sau, bỗng nhiên Hàn Lập xuất hiện ở một sơn mạch tràn đầy sát khí. Tòa sơn mạch này dài chừng hơn nghìn vạn dặm, ở trong mười mấy thành trì lớn nhỏ chi chít liên kết tạo thành một vòng tròn lớn như pháo đài. Mà ở bên ngoài pháo đài, những pháp trận ẩn có hiện có trải rộng khắp sơn mạch, bên trong sơn mạch nhiều đội vệ sĩ mặc đủ loại áo giáp trong suốt các màu giỏ xét xung quanh không ngừng với tu vi kinh người của mình hàn lập tự nhiên không trở ngại nào mà tiến thẳng tới chỗ sâu nhất của sơn mạch cũng chính là tòa thành lớn nhất trong mười mấy tòa thành xung quanh hắn đứng trên tầng trời phía xa nhìn một cây phiên kỳ khổng lồ có một chữ lũng thật lớn trên tường thành hàn lập hai mắt nhíu lại từ thiên uyên thành giã hỏi thăm được một chút về tình huống của những thành thị này nơi đây chính là cứ điểm chống cự ma tộc do lũng gia liên hệ cùng mười mấy thế gia khác xây dựng. Những thế gia này mặc dù quy môn không đồng nhất, hơn nữa có một số còn không phải là chân linh thế gia nhưng là những thế lực không nhỏ, nếu không có mười phần tin tưởng cũng chẳng có tự tin để tự lập môn hộ trong ma kiếp lần này. Dĩ nhiên lòng tin lớn nhất của bọn họ chính là lũng gia lão tổ, một trong những người có chiến lược cao nhất nhân tộc hiện tại. Nhưng nếu bọn hắn biết vị này lại mượn sức bọn họ, để rồi khi ma kiếp còn chưa kết thúc sẽ khẩn cấp rời khỏi mà tiến vào ma giới thì sẽ có suy nghĩ cùng vẻ mặt ra sao. Sau khi trong lòng suy nghĩ châm trọng một chút, đột nhiên Hàn lập lật chuyển bàn tay một cái. Một tấm phù màu vàng xuất hiện, thoáng một cái liền hóa thành một đạo kim quang, lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Sau đó hắn dừng độn quang rồi hạ xuống một tòa núi nhỏ ở gần đó, ngồi tại một chỗ trên núi đá, lạnh nhạt nhắm hai mắt lại. chương 1875, trao đổi. Không biết sau bao lâu, Thân sắc Hàn Lập khẽ động, lại một lần nữa mở ra hai mắt. Chỉ thấy từ trong đại thành của Lũng ra có một đoàn kim quang nghênh ngang bay ra, chẳng mấy chốc đã đến không trung gần chỗ Hàn Lập. Ở trong kim quang lấp lánh, rõ ràng có thân ảnh của một nam tử trung niên. Đây chính là vị Lũng ra lão tổ đã nhiều năm không gặp kia. Giờ phút này hắn nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt cùng khuôn mặt không chút biểu cảm đánh giá Hàn Lập. Ra mắt Lũng huynh, Hàn Lập bay lên, thong dong hướng lên không trung khẽ chắp tay chào nghe nói hàn đạo hữu tiến giai hợp thể trung kỳ, lũng mỗ vốn chỉ cho là lời đồn đại mà thôi. Nhưng giờ được thấy chân nhân mới biết hóa ra là xác thực. Tốc độ tu luyện của đạo hữu cực nhanh, sợ rằng không dám nói là hậu lai vô giả nhưng cả nhân tộc tuyệt đối không có mấy ai có thể sánh với ngươi. Từ trong mắt lũng ra lão tổ phóng ra kỳ quang, nói. Lũng huynh khen lầm rồi, nhưng lần này gặp không phải để bàn về tốc độ tu luyện của tại hạ chứ nghe đối phương khen ngợi như vậy, hàn lập cũng chỉ thản nhiên đáp lại dĩ nhiên không phải vậy bất quá sợ là ta cũng không cần hỏi nhiều gì nữa nếu hàn huynh đã tiến giai cảnh giới trung kỳ hiển nhiên là đã quyết định tham gia vào hành trình đi ma giới rồi khóe miệng lúng ra lão tổ co giật một chút trên mặt lộ ra một tia quỷ dị nói không sai chuyến này ta đã quyết định tham gia nhưng đây cũng không phải việc chủ yếu mà hôm nay ta có một món giao dịch khác muốn bàn với lũng huynh hàn lập khoanh tay dáng vẻ vô cùng thong dong nói giao dịch gì Lũng gia lão tổ nghe vậy thì ngẩn ra, bắt đầu có chút ngạc nhiên. Nghe nói Lũng gia có thể dùng chân long chi huyết làm chủ nguyên liệu, luyện chế ra một loại đan dược tên là Long Linh đan. Có chút tác dụng đối với việc đột phá bình cảnh của tu sĩ hợp thể chúng ta, hơn nữa quý gia tộc còn tựa hồ còn có thể phỏng chế được Kình Thiên Cự Chu trong truyền thuyết nữa. Hàn Lập không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lũng gia lão tổ mà ánh mắt lóe lên, hỏi ngược lại mấy câu. "Đúng là như thế, chẳng lẽ đạo hữu có hứng thú đối với hai vật này hay sao?" Đáng tiếc, hai thứ này, bổn lão tổ tuyệt đối sẽ không lấy ra giao dịch với người khác lũng ra lão tổ nghe vậy thì cười lạnh một tiếng nói. Tuyệt đối không giao dịch, lũng huynh cần gì phải mạnh mồm khẳng định như thế. Mọi vật trên thế gian đều có thể giao dịch, chẳng qua là vấn đề là ở chỗ đồ giao dịch có thể làm cho đối phương động tâm hay không thôi. Hàn lập cười ha hả một tiếng, có vẻ như đã dự liệu trước tình huống này. Ồ, nghe khẩu khí của đạo hữu hẳn là tự tin có vật phẩm có thể đánh động lũng mỗ trong lòng lũng ra lão tổ khẽ động nhưng bên ngoài vẫn là bộ dáng lạnh lùng nghe nói lũng đạo hữu đã dừng bước tại bình cảnh hậu kỳ hơn mấy vạn năm rồi không biết có hứng thú với vật phẩm trợ giúp đột phá bình cảnh hậu kỳ hay không hàn lập cười hắc hắc một tiếng nói đan dược đột phá hậu kỳ có thật đạo hữu có vật này bất quá cũng phải xem là loại đan dược nào đã nếu chỉ có chút điểm hiệu quả thì không mấy hiệu quả đối với lão phu Lũng ra lão tổ ban đầu là thất kinh, nhưng trong mắt khẽ đảo, lập tức lại khôi phục tỉnh táo nói. Đạo hữu trước tiên hãy xem qua vật này rồi hãng nói hàn lập nghe vậy liền bật cười lớn, tay áo bảo khẽ rung, tức thì một cái bình ngọc lớn chừng ngón cái bay ra, bắn thẳng về phía lũng ra lão tổ. Lũng ra lão tổ nhíu hai mắt, bàn tay nhẹ nhàng ra một chiêu đã đem bình nhỏ hút vào tay. Đây là, thần niệm quét tới trong bình nhỏ sắc mặt lũng ra lão tổ hơi đổi, tựa hồ như phát hiện điều gì đó nhưng vẫn còn chưa tin. Liền vội vàng đem nắp bình mở ra, cũng đem miệng bình để dưới mũi, hít sâu vào một hơi. Thiên hà ngân nhũ, không, không mấy giống, quả thật còn mạnh hơn cả tiên dược linh nhũ trong truyền thuyết này một chút, cũng có chút giống như thái thanh tiên dịch, nhưng màu sắc lại không giống. Vẻ mặt lũng ra lão tổ vốn đang đờ đẫn, tức thì tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Thế nào, minh hà linh nhũ này hẳn là hữu dụng đối với đạo hữu chứ? Hàn Lập thấy vậy đáp lời, có vẻ như không ngoài dự liệu. Vật này gọi là minh hà linh nhũ sao lũng mỗ chưa từng nghe nói qua, nhưng linh nhũ này hiệu quả không tệ, quả thật có chút hữu dụng với đột phá bình cảnh của ta. Nhưng không phải trong tay đạo hữu chỉ có một giọt trong bình này chứ. Nếu phải thì đối với lão phu cũng vẫn chỉ là phế vật. Sắc mặt lũng ra lão tổ rất nhanh chóng khôi phục như thường, cũng suy nghĩ một chút rồi hỏi. Dĩ nhiên, trong tay tại hạ còn gần đầy một lọ, nhưng ta muốn đổi lấy một lọ long linh đan cùng một chiếc kình thiên cự chu. Hàn lập khẽ cười một tiếng, bàn tay khẽ lật, lại có một chiếc bình nhỏ xanh biếc hiện ra, đánh giá lũng gia lão tổ một chút rồi nói: "Đạo hữu thật đúng là công phu sư tử ngoạm, long linh đan của lũng gia chúng ta mặc dù hiệu quả còn hơi kém minh hà linh nhũ này một chút nhưng tuyệt không chênh lệch quá nhiều. Vậy mà Hàn đạo hữu lại còn muốn đổi lấy một chiếc kình thiên cự chu, đạo hữu không thấy có phần quá đáng sao?" Sắc mặt lũng gia lão tổ khẽ biến, trong mắt hiện lên một tia lạnh ý, nói: "Điểm này Hàn mỗ hiểu, nhưng có một vài điểm khác biệt giữa hai thứ này." Minh Hà Linh nhũ của ta, hiện tại cả nhân tộc cũng chỉ còn lại duy nhất một lọ này, những linh nhũ khác đều đã bị ta phục dụng, nếu không ta cũng không có được tu vi hiện nay, thậm chí cả Phong Nguyên Đại Lục còn có bình thứ hai hay không cũng là điều rất khó nói. Mà Long Linh đan của quý tộc lại là thứ có thể luyện chế. Nếu Đạo Hữu bỏ lỡ lọ linh nhũ trong tay tại hạ này, tại hạ có thể đảm bảo sinh thời Đạo Hữu tuyệt sẽ không thấy được bình thứ hai nữa. Về phần Long Linh đan cũng là vật mà lũng ra không giao dịch nhưng thỉnh thoảng cũng có lọt ra ngoài một chút tại hạ chỉ cần bỏ một chút thời gian cũng không phải không có hy vọng đổi được chúng. Hàn lập nghe vậy, trên mặt hơi lộ ra nét cười nhẹ nói. Hừ, Hàn huynh cũng là đang tự mình nói thách lên thôi. Bất quá nếu dùng cách này để đối phó với lũng mỗ thì đạo hữu đã tìm nhầm người rồi. Mặc kệ đạo hữu ba hoa trích trẻ thế nào, nhưng nếu không ngang giá thì lão phu tuyệt không thực hiện giao dịch này. Lũng ra lão tổ hừ một tiếng, cho thấy không có chút ý định nhượng bộ nào hàn lập thấy tình hình như vậy hai hàng lông mày không khỏi cao lại nhưng thần sắc ngay lập tức trở lại như thường nếu lũng đạo hữu không cần minh hà linh nhũ trên tay tại hạ nữa vậy giao dịch đã nói khi trước cứ coi như thành phế thải rồi đi vài giọt linh nhũ kia cứ cho như là tại hạ đem tặng đạo hữu là được hàn lập nói xong lời này liền vung hai tay linh quang bên ngoài thân lóe sáng cũng xoay người lại chuẩn bị rời đi khoan đã lũng gia lão tổ thấy cử động của hàn lập liền biến sắc mặt cơ hồ như theo bản năng lập tức quát lớn sao vậy lũng huynh thay đổi chủ ý sao hàn lập dừng lại thân hình chậm rãi quay người lại phía sau như cười như không nói hừ với thân phận của ngươi với ta cần gì phải diễn mấy thứ trò cút bắt này minh hà linh nhũ này đúng là có tác dụng lớn đối với ta nhưng giá mà ngươi ra lúc trước thật sự là có hơi thái quá nếu muốn đổi lấy long linh đan cùng với một chiếc kính thiên cự chu của lão phu cần phải thêm một số vật khác hoặc một số linh thạch lớn mới được giá trị của nó so với kình thiên cự chu còn hơi thấp hơn một chút ánh mắt lũng ra lão tổ lóe sáng, lạnh lùng nói. Được, hàn mỗ cũng có thể cân nhắc điều kiện này. Như vậy đi, ngoại trừ Minh Hà Linh nhũ ra, tại hạ lại dùng một nhóm tài liệu giá trị hơn một ước linh thạch đổi lấy một chiếc cự chu thì thế nào? Hàn lập sờ sờ cầm, nói ra một giá trị sắp xỉ mấu chốt. Tài liệu hơn ước linh thạch, là tài liệu gì? Cơ nhục trên mặt lũng ra lão tổ khẽ động, cũng hỏi thêm một câu. Ở đây ta có một phần danh mục, lũng huynh có thể xem qua một chút. Hàn lập mở lớn hai mắt, như đã định liệu trước nói, tiếp đó tay áo khẽ rung, tức thì một đoàn bạch quang bắn ra, rõ ràng là một khối ngọc giản trong suốt. Xem ra hàn đạo Hữu đã chuẩn bị chu toàn từ trước. Lũng ra lão tổ thấy thế thì hết sức buồn bực, đành bất đắc dĩ nói, khẽ vẫy bàn tay rồi nhiếp ngọc giản nọ vào trong tay. Ồ, những tài liệu này là, chẳng qua lũng ra lão tổ cũng chỉ dùng thần niệm quét qua ngọc giản mấy lần, sắc mặt bỗng nhiên cả kinh. Lũng huynh có hài lòng những tài liệu này không? Những thứ này, hẳn cũng đều là thứ mà lũng ra các người hiện tại cần có. Hàn Lập khẽ nhíu hai mắt, thâm ý sâu sắc nói: "Đạo Hữu thật đúng là người có tâm, thậm chí ngay cả những thứ các thế lực lớn đang rất cần thiết cũng có thể thu được. Xem ra Đạo Hữu đã nhìn chằm chằm vào việc lũng ra chúng ta luyện chế Kình Thiên Cự Chu từ lâu rồi đi. Nếu không cũng không thể nào trong thời gian ngắn thu thập được những tài liệu này. Hiện tại có linh thạch cũng không tài nào mua được chúng. Xem ra giao dịch này, lão phu cũng không bị thiệt thòi quá lớn." Được rồi, chúng ta giao dịch theo như lời ngươi nói sắc mặt lũng ra lão tổ âm tình bất định trong chốc lát, rồi mới hiện lên vẻ kinh dị hướng sang Hàn Lập nói. Chúng ta cũng là theo nhu cầu của bản thân, quyết định này của lũng huynh tuyệt đối sáng suốt. Trong lòng Hàn Lập vui mừng, cũng không hề che giấu nụ cười trên mặt. Tiếp đó hai tay khẽ vỗ nhẹ trước ngực, một lần nữa lại có một viên hoàn màu xanh cùng với một cái bình ngọc màu trắng hiện ra. Nhưng hắn cũng không lập tức đem đồ trong tay vứt tới mà ánh mắt lóe sáng nhìn về phía đối phương. Lũng ra lão tổ tự nhiên biết ý của Hàn Lập, lúc này cũng không chút do dự, tay áo cũng run lên, hai luồng linh quang một vàng một đen tức khắc từ đó bay ra. Đây rõ ràng là một cái bình màu vàng cùng với một chiến thuyền nhỏ đen nhánh. Cái bình màu vàng kia cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ bên ngoài có chạm trổ một số hoa văn như lá cây ra cũng không thấy có gì dị thường. Nhưng bất qua chiến thuyền tinh mỹ kia chỉ dài vài tấc kia, lại tinh xảo đến mức khiến người ta khó mà tin được. Bên ngoài chiến thuyền này không những sơn đen như mực, lại có ba cái cột buồm, trong khoang thuyền có hơn 5 tầng lớn, hơn nữa ở trên thân thuyền lại ẩn hiển chi chít các loại pháp trận mà mắt thường không thể thấy rõ, cái nào cũng đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn huyền diệu dị thường. Cổ tay lúng ra lão tổ khẽ run lên, cũng cầm hai vật trong tay trực tiếp ném tới. Hai mắt Hàn Lập sáng ngời, không chút do dự cũng cầm bình ngọc và chữ vật hoàn trong tay vứt tới, một tay khác ra một chảo, đem hai vật đối diện khẽ nhiếp vào trong tay. Hắn mở nắp bình ra, sau khi thần niệm khẽ quét qua một lọ đan dược màu đỏ như máu thì lộ ra vẻ hài lòng có một lọ đan dược đại danh đỉnh đỉnh ở cả nhân tộc này tỷ lệ thành công khi đột phá bình cảnh hậu kỳ của hắn sẽ lại tăng thêm nửa thành ánh mắt khẽ xoay chuyển hắn lại nhìn sang phi chu nhỏ màu đen kia đây chính là kình thiên cự chu thoạt nhìn có vẻ rất bất phàm bất quá uy năng cụ thể như thế nào còn phải thử một chút hàn lập tự cân nhắc như thế liền ném chiếc thuyền nhỏ dài vài tấc kia vào trong không trung tiếp đó một ngón tay khẽ điểm một cái chương 1876, ma bức, một tiếng động thật lớn ầm ầm vang lên, bên trong chấp lé luồng sáng đen kịt, hiện ra một chiến thuyền khổng lồ đang mãnh liệt phóng to ra. Lúc đầu chiến thuyền này chỉ nhỏ cỡ chừng 10 trượng nhưng trong nháy mắt lập tức hóa to lên tựa như một ngọn núi thật lớn, ba chiếc cột buồm trông giống như những trụ trống trời cao vạn trượng, trên đó dắt ngang một cánh buồm màu đen, khác rõ ràng hình thù mấy con quái thú đen thui tỏa ra sát khí kinh người, đang dương nanh múa vốt trông rất sống động. Càng khiến cho những ai nhìn qua phải giật mình ngoài kích cỡ quá to lớn của chiếc thuyền này còn có linh quang chấp động ẩn hiện pháp trận bên ngoài thân thuyền có những hình dạng hoa văn khác nhau xuất hiện ở những bộ phận khác nhau những chi tiết này có khi là hình tròn cũng có khi tương tự như thế nhưng bất luận hình dạng nào đi nữa cũng khắc họa chi tiết những phù văn hết sức phức tạp vừa mới nhìn qua đã có cảm giác bị cuốn hút bởi những bộ phận toát lên uy lực mạnh mẽ những chi tiết bộ phận này nhiều vô số kể e rằng phải tập trung đến mấy trăm tu sĩ mới có thể điều khiển và phát huy hết toàn bộ uy lực thế nhưng chi tiết bắt mắt nhất lại là ba cây trụ ngũ sắc được dựng đứng vững chắc trên khoang thuyền. Những cây tinh trụ này chẳng những to đùng như bể cá mà còn dài đến cả trăm trượng, những bộ phận khác cơ bản không thể so sánh bằng. Ngay lúc Hàn Lập đang tập trung cẩn thận xem xét chiến thuyền khổng lồ đó thì lũng ra lão tổ cũng đã kiểm tra xong và thu lấy linh nhũ cùng vòng tay chữ phật sau đó ngó lên chiếc thuyền to lớn đó mà điềm nhiên nói. Chỉ riêng giá trị của nguyên liệu chế tạo ra một chiếc kính thiên cự thuyền này đã trên một ức linh thạch rồi, chưa nói tới hao tốn nhân công và thời gian tâm huyết để chế tạo ra. Nếu đem ra ngoài bán ắt hẳn với được một phen lời to, tuy nhiên lão phu cơ bản chẳng nghĩ tới chuyện đó. Đương nhiên Hàn Mố biết lần giao dịch này đã chiếm chút tiện nghi của đạo hiếu, nhưng có điều đạo hiếu cũng đã thu được linh nhũ và đống tài liệu đó, bây giờ mà dùng linh thạch cũng chưa chắc đã mua được. Được rồi, bất kể nói thế nào thì cuối cùng khoản giao dịch này cũng đã thành công, Hàn Mỗ sẽ không lưu lại đây nữa. Sau này khi nào đạo hiếu quyết định tiến nhập ma giới, chỉ cần nhắn trước đến thiên huyên thành cho ta là được Tại hạ nhất định sẽ phò ước đúng hẹn Hàn lập cười khẽ nói Một tay bấm quyết thu nhỏ lại chiếc thuyền khổng lồ đang lơ lửng trên không trung, Nó lập tức hóa thành một vật nhỏ cỡ vài tắc rồi thu luôn vào tay áo Chỉ cần nhân tộc chúng ta có thể ngăn cản được vài lần công kích của ma tộc thôi Rồi khiến cho đám ma tộc đó bị vây lại ở một nơi Thì chắc chắn chuyến đi ma giới sẽ không bị hủy bỏ đâu Lão Phu nhất định sẽ báo trước cho Hàn Đạo Hiếu Với tu vi hiện tại của Đạo Hiếu sẽ là một trợ thủ đắc lực trong chuyến đi này khuôn mặt trầm tư của lũng gia lão tổ lộ ra nụ cười rồi nói hàn lập nghe qua lời này liền gật đầu nhưng sau đó ánh mắt chợt lóe lên ngó vào một chỗ vắng vẻ gần đó mà quỷ dị cười một tiếng vừa lúc hai tay chắp lại liền hóa thành đạo kinh hồng màu xanh phá không rời đi lũng gia lão tổ thấy tình hình này sắc mặt liền thay đổi nhưng vẫn đứng yên ở chỗ cũ cho đến khi đạo thanh sắc kinh hồng hoàn toàn khuất dạng ở cuối chân trời mới khẽ thở dài một tiếng đúng vào lúc này ngay chỗ hư không mà ánh mắt hàn lập mới vừa quét qua trước khi rời đi bỗng nhiên dao động chợt hiện ra một nhân ảnh mặt mày nhăn nhó chính là một gã nam tử áo bảo màu đen cũng là một vị thái thượng trưởng lão khác của lũng gia lúc này đây sắc mặt hắn cũng âm trầm nhìn về hướng hàn lập rồi trầm giọng mở miệng nói lũng huynh xem ra hắn đã sớm phát hiện ra ta ở đây ta mới vừa luyện thành môn thần thông ẩn thân này ngay cả đạo hữu cũng không dễ dàng phát giác ra nhưng lại không thể tránh được tai mắt của hắn. Người này nếu không phải do tu luyện qua loại thần thông đặc thù thì cũng có một món trí bảo chuyên phá thần thông ẩn thân. Đúng vậy, thần niệm người này có thể còn cường đại hơn cả ta nữa. Tốc độ lại tu luyện nhanh đến như vậy, thì nếu có một hai loại thiên phú nghịch thiên bên mình là chuyện hợp lý. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần hắn đồng ý gia nhập cùng tiến vào ma giới, thì thực lực nhân tộc chúng ta sẽ tăng mạnh thêm một phần nữa, cũng sẽ không quá tranh lệch so với thánh giai bên linh tộc khuôn mặt lũng ra lão tổ chẳng chút thay đổi trả lời. Nhưng lũng huynh, chúng ta chưa hiểu rõ hàn tiểu tử này, cũng có thể gã sẽ khiến cho lực lượng của bọn ta bị mất cân đối trong chuyến đi ma giới lần này đấy hắc bào nam tử hơi nhíu mày nói. Hừ, hiểu quá ít thì ảnh hưởng gì, nếu mời những tên khác thì chúng ta có thể hiểu rõ được bọn họ thật thà ra sao chăng. Mục đích chỉ cần có thể trợ giúp được bọn ta thôi là đủ rồi. Lần này nhân tộc đối mặt với một đợt đại kiếp nạn từ ma tộc, đối với hợp thể tu sĩ như chúng ta chính là một cơ hội trời ban. Vì vậy, chuyến đi này chỉ được thành công không thể thất bại, nếu không cả đời này của chúng ta chỉ chấp nhận dừng lại ở cảnh giới hợp thể kỳ mà không thể tăng tiến thêm được nữa hai tay nằm trong tay áo lũng ra lão tổ nắm chặt lại, trên mặt thoáng hiện nét tàn khốc mà nói. Lời lũng huynh cũng có lý, bất quá trước hết bọn ta cần phải ngăn cản được bước tiến công của ma tộc đã hắc bào nam tử hớn hở đồng ý, cũng quay đầu nhìn về hướng tòa đại thành rồi nói. Cuối cùng lão phu đã thu nạp được lực lượng của 13 thế gia mà kiến tạo nên cứ điểm này, phòng thủ và tấn công đều hỗ trợ lẫn nhau ta tự tin không kể lực lượng tu sĩ cao cấp hay là năng lực phòng ngự đều quyết không thua kém hoàng thành. Cho dù lần này ma kiếp có mãnh liệt hơn, đáng sợ hơn gấp bội so với truyền thuyết đi nữa, đều cũng có thể bình yên lũng ra lão tổ tự tin nói ra. Điểm này ta cũng hết sức tin tưởng, nếu không cũng chẳng tìm tới hợp tác với lũng huynh làm gì. Nếu gã tiểu tử đó đã đi rồi, thôi chúng ta cũng nên quay về xử lý chuyện chính đi. Hiện tại ma trướng càng lúc càng lan rộng, khoảng chừng 3-4 tháng sau thì có lẽ chân ma tộc sẽ phá giới đến nơi, bọn ta hãy tập trung toàn bộ tinh thần để ứng phó mới được hắc bào nam tử thần sắc nghiêm nghị nói. Ừm, đi thôi, lão phu còn một lò đan dược đang luyện chế nữa lũng ra lão tổ gật đầu, tiếp theo vung tay áo lên, nhất thời một quầng kim sắc cuồn cuộn bao bọc lại thân ảnh, lập tức hóa thành một đạo kim quang bay về một tòa đại thành. Hắc bào nam tử cũng một tay bấm niệm pháp quyết, rồi hóa thành một trận cuồng phong đen kịt cuồn cuộn bay đi. Cùng lúc này Hàn Lập đã cách xa mấy ngàn dặm, cũng bay về nơi xa. Hơn hai tháng sau, rốt cuộc Hàn Lập đã thông qua truyền tống pháp trận mà quay về Thiên Uyên Thành. Lúc này cả thành trì đang được đặt trong cảnh giới nghiêm, tất cả các cấm chế pháp trận cũng bắt đầu được mở ra. Nếu Hàn Lập không phải là tu sĩ hợp thể kỳ, e rằng lúc này ngay cả truyền tống pháp trận cũng không có tư cách sử dụng đến. Đối với sát khí đằng đằng trong thành lúc này, Hàn Lập tựa như không quan tâm chút nào. Mà kế đó, hắn trực tiếp trở lại nơi đám đệ tử Hải Đại thiếu đang chờ trong tòa tháp cao, rồi đem Kình Thiên Cự thuyền giao cho mấy tên đệ tử để bọn họ tập trung mấy trăm môn nhân mau chóng thích nghi với kiện bảo vật này trước đã. Kinh thiên cự thuyền vốn cần đủ lượng nhân thủ mới có thể phát huy được chân chính uy lực. Vậy là Hàn Lập đã dành cho đám môn hạ đệ tử một con át chủ bài để bảo vệ tính mạng. Nếu không với tu vi nguyên anh kỳ như bọn họ, trong đợt ma kiếp này có được toàn thân bình an hay không thật sự rất khó nói. Sau khi đem cự thuyền giao cho đám đệ tử, Hàn Lập trở lại tầng cao nhất trên tòa tháp tiếp tục bế quan tu luyện. Bất quá lần này hắn dặn đệ tử lưu ý tình hình của ma trướng, đến đúng giờ hàng ngày báo cáo lại cho hắn biết. Thời gian trôi qua từng ngày, không khí trong cả tòa thiên uyên thành tự nhiên cũng khẩn trương dần lên. Ở mấy chỗ ma trướng gần với thiên uyên thành, chẳng những lan tỏa ra rộng chừng vạn dặm mà còn phát ra ánh sáng đen nhánh, thậm chí đứng gần vài nơi có thể thấy rõ ràng ma khí đen kịt quay cuồng bên trong không ngừng. Bất quá mấy chỗ ma trướng trong thiên uyên thành này, nếu so với những địa phương khác trong nhân tộc cũng không tính là lớn. Nghe nói đã xuất hiện một vùng ma trướng cực kỳ lớn ở gần địa phận Linh Hoàng mới nhậm chức, nơi ma trướng đó trải rộng trùng trùng điệp điệp xa tới trăm vạn dặm, lớn hơn ma trướng xuất hiện ở Thiên Uyên Thành gấp trên trăm lần. Hàn Lập vừa nghe qua tin đó, ngoại trừ khẽ thở dài một cái ra thì chỉ có thể tạm bỏ ngoài tai. Một ngày kia, ở gần một vùng ma trướng ngủ mịt cách Thiên Uyên Thành mấy vạn dặm, có hai chiếc thuyền vàng trói cao vài trượng, đang ẩn núp trong một cánh rừng rậm rạp cách đó hơn 10 dặm. Trên hai chiếc thuyền đó, trong đám hát giáp vệ sĩ có hai gã kim giáp thiên vệ. Những người này không biết đã chờ đợi ở đây được bao lâu rồi mà thần sắc ngưng trọng đang thấp giọng luận đàm gì đó. Trần Huynh, hai ngày nay ta cảm thấy không an tâm chút nào, mí mắt giật liên tục, không biết có phải ma kiếp sẽ bộc phát ngay tại chỗ này không nữa. Một gã kim giáp đại hán có hai cánh tay tràn đầy bắp thịt cuồn cuộn, có chút trầm tư hỏi. Kim đạo hiếu, đâu phải chỉ có ngươi đâu, Lão phu kể từ khi được phái tới đây để canh chừng động tĩnh của ma trướng mà vẫn lo lắng trong lòng đây. Bất quá, cũng may là bọn ta chẳng qua cũng chỉ chịu trách nhiệm xem xét là chính, chỉ cần ma trướng vừa vỡ ra, lập tức kích phát ngay truyền tống pháp trận để trực tiếp truyền tống về thành, thật ra cũng chẳng có nguy hiểm gì lắm đâu." Một lão giả vóc người thấp bé cũng cười khổ một tiếng rồi trả lời. "Ừm, ta cũng biết không cần phải lo lắng đến tính mạng nhưng trông bộ dáng ta vẫn như vậy đây, xem ra vẫn chưa đủ tâm cảnh rồi." Bất quá, hai người chúng ta rút thăm bị phái tới nơi đây xem như quá xui xẻo rồi đại hán mở miệng trả lời có chút không cam tâm hắc hắc đương nhiên được ở trong thành thì quá an tâm rồi nhưng chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng kỳ này cũng hết sức khả quan lão phu cho rằng lần nhiệm vụ này chẳng nguy hiểm chút nào lão giả lắc đầu nói ừm lần này trưởng lão hội ban cho những loại đan dược kia đúng là cực kỳ chân quý rất có ích lợi đối với chúng ta không tốt đấy là cái gì Đại hán đang nở nụ cười thì sau một khắc, ánh mắt ngó lên bầu trời xa xăm mà thân đang đứng trên kim thuyền thì sắc mặt đại biến. Cái gì, chẳng lẽ ma trướng có biến hóa rồi? Lão nhìn thấy đại hán kia, trong lòng liền dùng mình cũng gấp gáp xoay người lại cùng nhìn về một hướng. Mấy tên hắc giáp vệ sĩ khác cũng ngó lên bầu trời xa xăm, sắc mặt nhất thời cũng tái nhợt cắt không còn giọt máu. Chỉ thấy tại khoảng hư không phía dưới một vùng ma trướng, bất chợt xuất hiện một trận dung chuyển kịch liệt, phảng phất cả bầu trời như lật chuyển. Vào ngay lúc này, một tiếng ầm đùng kinh thiên động địa vang lên, bên trong ma khí cuồn cuộn của ma trướng bỗng nhiên xuất hiện vô số con ma rơi dài hơn trường. Con nào con nấy lông cũng đỏ tươi như máu, trên đầu nhô ra một sừng đen nhánh, há mồm gào lên một cỗ sóng âm khiến cho hư không dao động xoay chuyển. chương 1877, thiếu niên cùng cự hán. Tầng tầng sóng âm từ trên hư không tỏa ra giống như biển thét sóng gầm dữ dội. Không trung đang vặn vẹo trong nháy mắt lại phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhất thời trên tầng ma trướng, Phật phù hiện ra mấy giải sáng như những dòng sông bạc thật dài. Tiếp theo ở âm ba không ngừng cuồn cuộn lan tỏa, lại một trận thanh âm thanh thúy như tiếng pha lê vỡ vang lên. Những giải sáng bạc kia lại nhanh chóng bạo mở, tạo thành những tia sáng chiếu ra khắp bốn phương tám hướng, tiếp theo cả không trung như hoàn toàn vỡ tan. Ma khí đen thủi giống như nước bị vỡ đê tràn ra, thoáng chốc rồi tuôn xuống, nháy mắt hình thành một vùng ma hải tối đen cũng bằng tốc độ không thể tưởng tượng nổi cuồng bạo lan khắp bốn phương tám hướng. Chi chít những con ma rơi hỗn loạn vỗ cánh bay ra từ trong đó, chúng điên cuồng phát ra những tiếng thét chói tai. Ngoài thân đám này không ngừng lưu chuyển huyết quang, từ xa nhìn lại, từ trong ma hải giống như có vô số đoàn huyết diễm tỏa ra, nhắm ra bốn phía kích bắn mà đi. Càng kinh người chính là, lúc này chỗ sâu trong ma trướng đã hóa thành một cái hắc động thật lớn, mơ hồ truyền ra thanh âm gầm nhẹ nhưng khiến người sợ hãi dường như có thêm những đám ma thú muốn chen trúc tiến vào linh giới. Không ổn, ma tộc đã xâm nhập linh giới. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, lập tức truyền tống trở về. Ở xa xa, rốt cuộc kim giáp đại hán theo đã tỉnh táo lại sau khi ma chướng bạo mở, thanh âm kinh hoàng chưa phát hoàn toàn đã bị nén thấp tới cực điểm, hướng sang lão giả nói. Lập tức truyền tống, lập tức trở về. Lão giả thấp bé cũng hoảng sợ trong lòng, vội phân phó một tiếng, tiếp theo hai tay lập tức khắp quyết đánh ra từng đạo pháp quyết vào một pháp trận nhỏ dưới chân. Vài tên hắc giáp vệ sĩ đứng phía sau cũng cuống quyết, thân hình chớp lên tới bên cạnh lão giả, đồng thời thi pháp phụ trợ. Nhất thời chiếc phi chu kim sắc lập tức cúi mũi thuyền, truyền ra những thanh âm vù vù. Đồng thời hàng trăm phù văn hiện ra lưu chuyển phía dưới, bắt đầu hình thành một cái quang trận màu nhũ bạc. Phi chu chớp động ở trong quang trận, bắt đầu phát ra các tia kim quang chói mắt, giống như có thể lập tức truyền tống mà đi. Một cái kim chu khác thì sớm đã khởi động. Đứng ở trên Kim Chu, Kim Giáp Đại Hán thấy thế thì thở dài một hơi, vẻ mặt trở nên buông lỏng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm hùng hậu, từ trên không rừng rậm mà bọn họ đang ẩn nấp truyền xuống. Không tôi, vừa tiến vào linh giới đã phát hiện hai tu sĩ luyện hư kỳ. Vừa lúc để cho bản tôn giả hoạt động tay chân, Đại Hán cùng lão giả nghe mà cả kinh, đồng thời nhìn lại chỗ truyền ra thanh âm. Chỉ thấy trên trời cao cách hai chiếc Kim Chu hơn 30 trượt, không biết từ khi nào đã có một thiếu niên đen đúa xấu xí thấp bé đang lơ lửng. Kẻ này khuôn mặt dữ tợn, hai mắt xanh biếc, sau lưng có một đôi cánh rơi còn lớn hơn thân hình tới 3 phần, thoạt nhìn có bảy tám phân tương cùng đám ma rơi nhưng trên thân lại phát ra khí thức cường đại hơn tới cả trăm ngàn lần. Không ổn, là ma tộc cao cấp, đại hán cùng lão giả thoáng đã nhận ra thân phận thiếu niên xấu xí, trở nên kinh hãi thất sắc. Vừa rồi hai người vẫn chú ý đến biến hóa kinh người của ma trướng, đối phương tới gần như vậy mà bọn họ không cảm ứng được chút hành tung. Bất quá dù sao cũng là tồn tại luyện hư kỳ, cơ hồ khi giật mình, cả hai lại không chút do dự đồng thời ra tay. Một người vỗ vào sau ót, nhất thời hơn 10 thanh tiểu kiếm ngân sắc kích bắn ra, khẽ rung lên thì liền hóa thành mười mấy đạo ngân hồng điên cuồng chạm tới. Người kia thì dơ đơn trưởng lên, một chiếc vòng ngũ sắc bắn ra, chấp động một cái liền biến thành vô số ảnh hoàn ngũ sắc, đồng thời đem hai chiếc kim chu bao phủ vào trong hai người vừa ra tay một công một thủ nhịp nhàng hiển nhiên từng liên thủ đối địch không chỉ một lần đối với bọn hắn không cần đánh bại ma tộc cao cấp trước mắt chỉ cần ngăn cản công kích của đối phương một thoáng là đủ